chương 19 rốt cuộc có cái đáng tin cậy nguồn mê truyện audio com tôi hiểu cảm giác cái gọi là cựu thần trên thực tế chỉ là đối với một ít đặc thù nhân loại xưng hô mà thôi cũng không phải là chân chính thần linh Goose, người điều khiển ở đâu tôi hiểu hỏi ra vấn đề hắn quan tâm nhất nhiệm vụ vòng thứ hai nhìn như đơn giản thô bạo chỉ cần đánh chết người điều khiển nhưng cái này phối người rất khó tìm không biết giấu ở đâu ngươi còn trẻ cũng không có bị hắc ám ăn mòn sao phải đi chịu chết Gus không lại mở ra kia đôi trắng bệch con ngươi, hiển nhiên, hắn biết người điều khiển ở đâu, nhưng lại không muốn nói ra. Trân quý hiện tại thời gian đi, ngươi thậm chí không thuộc về cái này thế giới, cho nên cũng đừng đi người điều khiển kia chịu chết. Hắn cầm chút nguyên bản không thứ thuộc về hắn, tìm được hắn, làm thịt hắn, đây chính là ta mục đích. Tôi hiểu nhóm lửa một điếu thuốc, bởi vì cùng Gus thương lượng lúc sẽ không nhận mị lực thuộc tính ảnh hưởng, thương lượng lên tới coi như thuận lợi, chỉ ít Gus không đột nhiên tới một câu. Ngươi này ác đồ, ta là sẽ không nói cho ngươi bất cứ chuyện gì. Ha ha ha. Đúng là điên tử. Guz chuyển động thân thể, xếp sát giọng vang, treo ngược quay lưng Tô Hiểu. Tô Hiểu thay đổi ánh mắt, nhìn về phía ngồi tại ghế đá đạo thân ảnh kia, đây chính là chế tạo ra bi thương chi nữ, cùng với bồi dưỡng hy vọng chi quan ni bất hủ vu sư, thử quan. Dẫm lên bậc thang bằng đá, Tô Hiểu đi vào cựu thần giáo đường chỗ sâu nhất, nơi này có trương rộng hơn 2 mét, bình thường độ cao ghế đá, ghế đá khảm nạm tại vách tường bên trong, cái này hiển nhiên là ngay tại chỗ lấy tài liệu điêu tạc ra. Ghế đá, một đạo gầy cầm thân ảnh ngồi dựa vào mặt bên trên, nàng đầu đầy tóc vàng đã khô héo, phân nhánh, trên người che kín màu nâu chăn lông. Nhất căng căng to bằng ngón tay xích sắt theo ghế đá bên trong dò ra, không có vào thử quan các vị trí cơ thể, thoạt nhìn đã huyết tinh lại tàn bạo, hiển nhiên, thử quan gặp phải không phải người đối đãi, thân thể đã là tàn tạ không chịu nổi. Nia, xin lỗi, xin lỗi. Thử quan miệng bên trong mộng ngữ, Tô Hiểu vỗ tay phát ra tiếng, mộng tiếng nói dừng lại, thử quan chậm rãi mở ra con ngươi, nàng toàn thân làn da đã khô cạn, nhưng theo giữa lông mày có thể nhìn ra, nàng tuổi trẻ khi mỹ lệ tướng mạo. Ngươi là? Thử quan thanh âm thực suy yếu, tự như lúc nào cũng khả năng chết bất đắc kỳ tử. Ngươi điều khiển ở đâu? Tô Hiểu lần này đi thẳng vào vấn đề, hắn đã nhìn ra, này hai tên bất hủ vô sư thời gian dài không gặp người, tư duy đều có chút trì độn. Nó ngay tại Hơ Ru Thành. Thử quan thân thể nghiêng về phía trước, tự hồ muốn ngồi đứng dậy, nhưng lại bị xích sắt trói buộc. Thử quan, câm miệng ngươi lại. Gus khàn khàn tiếng la truyền đến, thử quan nhìn hắn một cái, mang theo ấy nấy cười cười. Đầy ngươi huyết khí cường giả, ta có thể nói cho ngươi người điều khiển ở đâu, bất quá trước lúc này, ngươi phải biết ta cùng Gus, Nia, còn có Loren, chuyện xưa, nghe qua này chuyện xưa, ngươi rồi quyết định muốn hay không đi tìm người điều khiển, quyền lựa chọn tại ngươi tay bên trong. Thử quan ngữ tốc rất chậm, nhưng nàng rõ ràng là tương đối đáng tin cậy loại hình, hỏi cái gì liền nói cái gì, không bán cái nút. Có thể, nhưng ngươi ngữ tóc mau chút. Cái gì? Thử quan nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía tô hiểu. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta ngủ say quá lâu, đã nghe không rõ ràng. Ngươi nói nhanh một chút, ta bề bộn nhiều việc. Nghe được tô hiểu những lời này, ba hà, bố bố ung, cây xa đều nghiêng đầu, lúc này không thể cười, không thích hợp. Ta mới vừa nói đến đâu? Ha 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 ha. Tiếng cười theo gus bên kia truyền đến, tô hiểu tay đè tại cảm long thiểm đau chui bên trên, nói. Ngươi cùng Gus, Nia, Loren chuyện xưa. Ngươi rất tốt kỳ sao, nếu như hiếu kỳ lời nói, ta có thể nói cho ngươi. Ha 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 ha. Gus bên kia đã đem da mặt cười vỡ ra, này lão gia hỏa họa phong cùng thử quan hoàn toàn khác biệt, hoặc là nói, hắn muốn so thử quan cường đại quá nhiều, ba tên bất hủ vu sư, thử quan am hiểu chế tạo, Gus thiện chiến, Loren còn lại là cùng loại học giả, Loren biết đến nhiều nhất, cũng thảm nhất. Ba trường ghế đá, có hai trường trống không, trong đó một tấm là Gus, hắn đang bị treo ngược, một cái khác trương thuộc về Loren, mà tại Loren ghế đá bên cạnh phía dưới, chính là Loren. Lúc này Loren đã biến thành một đống, liền nhân loại bộ dáng đều không thể duy trì, trên người mơ hồ có hỏa tinh chấp động. Hiển nhiên, ba vị bất hủ vô sư đều từng là cựu thần, hơn nữa bọn họ đều từng nằm tại lò luyện bên trong, làm ngọn lửa thiêu đốt bọn họ thân thể, dùng cái này tôi ra thánh ngân. Bọn chúng bên trong đã biết chỉ có người điều khiển cùng Bạch Sơn Dương, Bạch Sơn Dương càng khó tìm hơn tìm, chỉ có Loren nhìn trộm đến nó, nhưng ở không lâu sau đó, Loren liền biến thành bộ dáng kia, hắn tại phân liệt, nếu như không bằng vào ý chí áp chế phân liệt, hắn sẽ trở thành hắc ám nô lệ. Thử quan bắt đầu tự thuộc bọn họ đã từng chuyện xưa. So sánh chúng ta, Loren biết đến càng nhiều, cái này thế giới chính là này dáng vẻ, biết được càng nhiều, liền muốn thừa nhận càng nhiều nguy hiểm, Loren, cùng. Đúng rồi, ngươi tên gì? Cuculin. Tô hiểu ngắn gọn mở miệng, hắn không muốn đánh đoạn thử quan, để tránh đối phương một lần nữa tự thuật. Loren, cùng Cuculin chào hỏi, hắn là Không tồi người Thử quan thanh âm càng suy yếu, tô hiểu nhìn về phía Loren, thành đóng trạng Loren run rẩy một chút Trên người vải rách bên trong dò ra một đầu xúc tu, xem như chào hỏi Ngươi tiếp tục Được Thử quan tiếp tục tự thuật, căn cứ nặng lời nói, tô hiểu biết được Cái này thế giới thật lâu trước đó chính là bộ dáng này, mà thử quan, Gus, Loren ba người còn lại là trời sinh vu sư, hoặc là nói, bọn họ cha mẹ đều từng là vu sư, đem vu sư lực lượng kế thừa cho bọn hắn, trời sinh vu sư, cùng hậu thiên uống ma dược trở thành vu sư khác biệt, bọn họ đồng dạng có thế, minh cảm giác đến vu sư chi nhãn, nhưng bọn hắn mạnh lên tốc độ phi thường chậm, yêu cầu tích lũy tháng ngày, minh cảm giác, tài năng trở thành hôi vu sư, kế tiếp tấn thăng càng khó. Lúc mới đầu, này ba người cũng không quen biết, là Loren đem ba người tụ tập cùng một chỗ, khi đó Loren chỉ có 19 tuổi, nhưng hắn kiên định cho rằng, thế giới không phải là này dáng vẻ. Căn cứ Loren điều tra, biết được cựu thần tồn tại, cựu thần nhóm vẫn luôn tại phản kháng cái gì, thẳng đến có một ngày, Loren tại cái nào đó di tích bên trong thu hoạch được một bản cổ bí điển, mặt bên trên ghi lại, chỉ có trời sinh vu sư, tài năng trở thành cựu thần, chỉ có cựu thần tài năng đối kháng bọn chúng, làm cái này thế giới khôi phục bình thường. Nếu như đây là anime thế giới, Loren tuyệt đối là nhân vật chính một loại, lại không tốt cũng là nhân vật chính bên người trọng yếu nhân vật. Loren vượt qua trong lòng ít kỹ, đem cổ bí điển chia sẻ cấp thử quan cùng Goose, này ba người bắt đầu bằng tốc độ kinh người mạnh lên, hơn nữa không cần uống bất luận cái gì ma dược. Nhiều năm về sau, Loren nói ra dấu ở ý nghĩ trong lòng, hắn muốn đem các vu sư tụ tập lại, dùng cái này đối kháng bọn chúng bên trong đã biết tồn tại người điều khiển. Tốn thời gian 20 năm, Loren thành lập Vu sư hội, ba người bọn họ lý tưởng được đến bộ phận vu sư tán thành, bởi vì có một số việc quá khả nghi, ma dược khởi nguyên ở đâu? Vu sư khởi nguyên ở đâu? Này đó đều giải thích không thông. Loren cơ hồ đem hết thảy ma dược phối phương đều góp đủ, thậm chí hắn còn mở rộng ra có thể để cho các vu sư tại một định giờ phòng bên trong tỉnh táo lại ma dược tử hồn loren đem ma dược phối phương cho chính mình dòng dõi nhóm để cho bọn họ lấy ma dược cùng ngân tệ làm cơ sở đem vu sư hội lớn mạnh trở thành này phiến đại lục chúa tể thú vị chính là loren tên đầy đủ vì men, loren tại thời đại kia thử quan còn không phải nhân vật chính loren mới là lãnh tụ tinh thần mà thử quan cùng hy vọng chi quan nia còn lại là sau cái thời đại nhân vật chính bản chương xong chương 20 tuy bại nhưng vinh. nguồn: Mê truyện audio.com. tại loren dẫn dắt hạ, vu sư hội rất nhanh liền cường thịnh lên tới, nhưng từ đầu đến cuối có một vấn đề, chính là các vu sư có chút điên cuồng, không nguyện ý nhận trói buộc. loren dứt khoát liền không trói buộc các vu sư, hắn chỉ cần tại đông đảo vu sư bên trong tìm kiếm được chí hướng giống nhau người. năm năm sau, lấy loren, thử quan, guz cầm đầu, bọn họ xuất lĩnh hơn 7 vạn sáu ngàn danh vu sư đi thảo phạt người điều khiển. này trang hạo đản chiến dịch tại hai ngày sau kết thúc, hoặc là nói, là bọn họ hành quân hai ngày, nhìn thấy người điều khiển về sau, còn không có chính thức khai chiến liền bại, uống ma dược trở thành vu sư về sau, căn bản không có đối kháng người điều khiển tư cách. Hơn 7 vạn 6 ngàn danh vu sư toàn bộ bỏ mình, Loren tại chiến đấu bên trong bị một cái trống rỗng xuất hiện xuất tu đâm xuyên, hắn tại biến thành một đống phía trước, nói một câu. Còn có, Bạch Sơn Dương. Vạn hạnh chính là, Loren tại biến thành này dáng vẻ về sau, sức chiến đấu tiêu thăng, thành công yểm hộ thử quan cùng rút lui tại này lúc sau thừa quan trở thành vua sư hội thủ lĩnh ba người bọn họ hướng người điều khiển khuất phục cũng lấy bình dân vì cu li loren lưu lại tri thức làm cơ sở kiến tạo ra hơi ru thành cùng với vua sư hội tổng bộ từ đó lúc sau vua sư hội trở thành càng lỏng lẻo tổ chức duy nhất để nó kéo dài tiếp chỉ có ngoan gia tộc ma dược bọn họ dù sao cũng là loren đời sau biết được đồ vật cũng nhiều hơn thừa quan hạ lệnh đem vua sư hội 10 tầng trở lên phong bế mà cựu thần giáo đường chính là ba người bọn họ ở lại chỗ ba người cùng người điều khiển chiến đấu về sau hoặc nhiều hoặc ít nhận đối phương ảnh hưởng bọn họ phát hiện chính mình tử vong bị trì hoãn đây là loại cảnh cáo nói cho bọn hắn phản kháng sẽ có kết quả gì không chỉ có như thế người điều khiển còn tới đến hơi ru thành tại đây ngủ đông đây là đề nghị trọng cảnh cáo rất dài một đoạn thời gian thự Quan cùng Gus đều ở vào tuyệt vọng bên trong tinh thần của bọn hắn lãnh tụ loren biến thành một đống chuyện này đối với bọn hắn đã kích có thể nghĩ ngay tại này đoạn thời gian bên trong thử quan biến cố chấp nạn tin tưởng vững chắc số lượng không có cái gì cái rắm dùng chỉ có cường đại cá nhân tài năng đối phó người điều khiển không ngừng tìm kiếm thử quan cuối cùng tìm được nhất danh nữ đồng nữ đồng này không chỉ có trời sinh chính là vu sư còn có một ít bọn chúng thần tính cái này khiến thử quan nhìn thấy hy vọng mà gus lựa chọn buông xuống ích kỷ lại tin tưởng thử quan một lần gus thật lâu trước đó đã tìm được cựu thần ứng đối hắc ám phương pháp đó chính là thánh ngân mà muốn lấy được thánh ngân yêu cầu đốt cháy cựu thần theo cựu thần thể nội đề luyện ra sắc cũng cùng thuần ngân kết hợp. Muốn trực diện bọn chúng, yêu cầu cơ bản nhất chính là không có bị hắc ám ăn mòn, Gus đốt cháy chính mình, được đến chút ít thánh ngân, nhưng này còn thiếu rất nhiều, bởi vậy thử quan cùng Loren đều nằm tại lò luyện bên trong, bọn họ đã thất bại qua một lần, không cách nào lại trực diện người điều khiển, bởi vậy bọn họ đem hết thảy hy vọng đều ký thác vào Nia trên người. Nia không cô phụ này ba người hy vọng, nàng là hắc ám bên trong trưởng thành quang minh, vì tránh né người điều khiển ánh mắt, năm gần 12 tuổi Nia, liền ở tại vu sư hội nơi sâu nhất mặt đất bên trong địa lao bên trong. Vì không cho nàng cô độc, thử quan chế tạo bi thương chi nữ, cũng ủy thác thợ rèn, siêu, a à chít đem thánh ngân chế tạo thành đồ trang sức, dùng bình thường ngân bao khỏa, mang tại bi thương chi nữ đầu bên trên. Mà thợ rèn, siêu, a à chít, chính là tô hiểu gặp qua kia danh ngồi bánh xe gỗ ghế dựa lão vu sư. Nia không cùng bất luận kẻ nào trò chuyện, trừ bi thương chi nữ bên ngoài, mỗi lần thấy Nia, thử quan đều cảm giác ấy nấy, nàng thậm chí chuẩn bị kỹ càng chết tại Nia tay bên trong thẳng đến ni 18 tuổi trưởng thành, sau bất luận cái gì đã biết vu sư đều cường đại, cũng đạt tới lúc cực nào đó, nàng rời đi hầm giang. Muốn trở về a, à, ta ở đây đợi ngươi. Đây là thử quan đối với ni nói câu nói sau cùng, ni chỉ là đối với thử quan cười, cái loại này tinh khiết tươi cười, làm thử quan muốn cắt lấy chính mình đầu, quỳ gối ni trước mặt, dùng cái này đền bù đối phương kia tối tăm không mặt trời tuổi thơ, cùng với như hoa mỹ lệ tốt đẹp thanh xuân. Ni chỉ có một cái con rối, một viên lòng kiên định, một cái hỗn hợp vi lượng thánh ngân kiếm, tàn nguyệt quan, trừ cái đó ra, nàng cái gì cũng không có. Ni bại, chém xuống người điều khiển nửa cái đầu sau bại, cái này khiến người điều khiển càng phẫn nộ, cho nên nó tước đoạt gần như hết thảy ánh nắng, làm cái này thế giới trở nên ẩm ướt, âm lãnh. Chúng ta, chính là ích kỷ. Thử quan thở dài một tiếng, nàng phản kháng qua, bại, nhưng nàng không hối hận, duy nhất làm nàng cảm giác ấy nấy, chỉ có Nia Nói xong rồi. Tô hiểu miệng bên trong phun ra một ngụm khói xanh, một bên bố bố ung, ba ha, a mổ, cây xa nhân thủ một thùng bắp trang. A. À, Thử quan hơi có vẻ mờ mịt nhìn tô hiểu, tô hiểu gương mặt rõ ràng co lại. người điều khiển ở đâu, chúng ta nói tới nơi này. Ngươi đã quyết định đi trực diện nó sao? Nó tại cốt cảng, đầu thứ ba quảng trường cái nào đó gian phòng, ngươi có thể tại kia tìm được nó, hoặc là nói, nó sẽ chủ động đem ngươi kéo tới bên kia, cụ thể tại đến kia, ngươi sẽ rõ. Thử quan ngón tay nhẹ trừ ghế đá lan can, cùng cục một tiếng, một cái bằng bạc bình nhỏ bắn ra. Mang lên nó đi, chúng ta hy vọng đã chết, giữ lại nó đã vô dụng này vốn là vì đối phó Bạch Sơn Dương chuẩn bị kia phần. Thử quan khô như nhánh cây tay cầm lên bằng bạc bình nhỏ, đưa tới tô hiểu tay bên trong. Ngươi thu hoạch được thánh ngân pha loãng dung dịch. Thánh ngân pha loãng dung dịch nơi sản xuất. Vu sư thế giới phẩm chất. Sử thi cấp loại hình. Đạo cụ có thể sử dụng một lần, sử dụng hiệu quả. Có thể đem này dung dịch bôi lên đến vũ khí cận chiến, trong vòng 10 phút, đối kháng cổ thần lúc mỗi lần công kích đem bổ sung 129-350 điểm thánh ngân chân thực tổn thương, tổn thương cường độ sẽ căn cứ người sử dụng trí lực thuộc tính mà định ra, cho điểm. 700 trăm. giới thiệu vắng tắt. Nó sợ gánh chịu kỳ vọng, xa so với tưởng tượng bên trong càng nhiều. Bán ra giá cả. 40 vạn điểm nhạc viên tệ. Nhìn thấy, thánh ngân pha loãng dung dịch, tư liệu, tôi hiểu cơ bản rõ ràng là chuyện gì xảy ra, người điều khiển là cổ thần, cùng nguyệt chi thần tương tự, đều là một cái chủng loại thần linh sinh vật. Không sai, tại tô hiểu xem ra, thần linh kỳ thật cũng là sinh vật, mà cổ thần chỉ là thần linh bên trong một cái loại hình, mà may mắn nữ thần, còn lại là một loại khác thần linh thuộc loại, có khuynh hướng thiện, hảo vận chờ. Nguyệt chi thần kỳ thật tương đối vô tội, tại địa chi thành bên trong đời hảo hảo, liền bị tô hiểu tìm tới cửa chém, hiển nhiên, kia sự kiện bên trong, tô hiểu thuộc về ác đồ, còn cho nguyệt chi thần đến rồi cái, trong đầu nhiệt độ cao. Mà người điều khiển, thì không thuộc về vô tội hàng ngũ, này gia hỏa móng vuốt vương có chút dài, đoạt luân hồi nhạc viên đồ vật, nếu không tô hiểu cũng không cần phải khắp thế giới tìm hắn hóa ra là cổ thần nghe được tô hiểu lời nói thử quan ảm đạm không ánh sáng con ngươi sáng lên một ít nơi xa gus còn lại là ánh mắt khẽ động tiểu tử cổ thần so với ngươi tưởng tượng càng kinh khủng bọn chúng tại một số phương diện cơ hồ là không gì làm không được nhìn thấy cái này thế giới bộ dáng đi đây chính là bị cổ thần xâm nhập hậu quả gus mang theo bất mãn thanh âm truyền đến miệng của người này tương đối thối nhưng lão đầu tử này là người tốt hắn nhìn ra tô hiểu không thuộc về cái này thế giới, bởi vậy hắn nhiều lần mịt mờ biểu thị, rời đi này, nơi này không phải nơi tốt, cũng đừng đi tìm cổ thần người điều khiển, vì chuyện này chết không đáng. Nguyên lai like người ngươi biết cổ thần tồn tại. Thử quan còn lại là cùng Gus khác biệt, nàng từ đầu đến cuối muốn diệt trừ cổ thần. Biết, trước đó không lâu làm thịt một đầu, vật kia rất mạnh. Tô hiểu hướng cựu thần giáo đường đi ra ngoài, như là đã biết người điều khiển ở đâu, đương nhiên là trực tiếp đổi đi qua, cổ thần hắn cũng không phải là chưa từng giết. Ai? thử quan sửng sốt chỉ chốc lát, nàng lúc này rõ ràng thanh tĩnh một ít, có chút kinh ngạc nhìn đã đi xa Tô Hiểu, tại nàng phán đoán bên trong, Tô Hiểu như vậy người, rất không có khả năng sẽ vung này loại dối. Thử quan, xem ra lần này. Tới cái quái vật A, à, hy vọng những cái đó cổ thần thể nghiệm chúng ta lúc trước tuyệt vọng. Treo ngược Gus cười lớn, buồn cười cười, hắn mặt bên trên tươi cười liền biến mất, bởi vì hắn nhìn thấy giáo đường bên trong trung tâm nia pho tượng. Bản chương xong. Chương 21. Đơn đấu. Nguồn mê truyện audio com buổi sáng 10 giờ hơ ru thành Sít Mata khu tô hiểu theo vu sư hội cửa chính đi ra so sánh ngồi xe lăn lão vu sư thử quan đáng tin hơn rất nhiều chỉ ít nàng không bán cái nút hỏi cái gì liền nói cái gì đi tại có chút vũng bùng đường phố bên trên tô hiểu cơ bản hiểu rõ sự tình đại khái hắn đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng thử quan cùng gus lời nói theo trước đó đã biết tình báo phân tích thử quan cung cấp vị trí sẽ không có giả đáng giá đi thăm dò căn cứ thử quan lời nói, người điều khiển tại cốt cản bên trong, về phần người điều khiển năng lực, thử quan cùng Goose đều không rõ ràng, bọn họ thảo phạt người điều khiển lúc, còn không có chính thức khai chiến, phe mình các vu sư liền bạo tẩu. Chân chính cùng người điều khiển giao thủ qua chỉ có Nia, làm sao Nia đã chiến tử nhiều năm, trước khi chết không truyền về tình báo, thẳng đến người điều khiển tìm tới thử quan, nàng mới biết được Nia đã chết. So sánh cổ thần, tôi hiểu càng hiếu kỳ vi quy đám người đều chạy đi đâu rồi, giống như vu sư hội tổng bộ này loại địa phương, thế mà không thấy nhất danh vi quy giả, đây là thực tình huống dị thương. Thậm chí, hơ thành bên trong cũng cơ bản đều không nhìn thấy vi quy giả, cùng với khác nhạc viên khế ước giả, này thực không bình thường. Tôi hiểu tạm thời không tin lực điều tra này đó, nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ hai thời hạn đã qua nữa, hơn nữa hạ tình huống cũng tạm thời không biết. Suy tư thời điểm, tôi hiểu ra ship mata khu, tiến vào cốt cảng khu, buổi sáng cốt cảng, dân phong vẫn như cũ như vậy thuần phát, mắt thấy hai nhóm bang phái đại quy mô dùng binh khí đánh nhau về sau, tôi hiểu đến thứ ba quảng trường. Ba Hà tại không trung điều tra một phen về sau, khóa chặt thứ ba quảng trường bên trong mấy tòa nhà thạch lâu, căn cứ thử quan lợi nói, người điều khiển liền ngủ say tại khu vực phụ cận bên trong. Đứng tại một tòa hai tầng thấp lầu phía trước, Tô Hiểu cởi xuống bên hông trở vào bao bên trong trảm long thiểm, đem trảm long thiểm nắm tay bên trong, để tránh xuất hiện đột phát tình huống. Đông, đông, đông. Tô Hiểu gõ vang cửa phòng, đằng sau cây xa có chút kinh ngạc, bởi vì hắn thấy, Tô Hiểu sẽ trực tiếp đạp cửa đi vào. Không ai mở cửa, nhưng phòng bên trong có người sống khí tức âm uhm. cửa phòng bị tô hiểu một chân đạp toái gỗ vụn vẫy ra một đạo thân mang rách rưới quần áo tay cầm vết cá đao lão hán đối diện vọt tới không sai cốt cản lão gia tử đều hung hãn như vậy tay cầm vết cá đao lão gia tử mới vừa xong ra mấy bước liền dừng lại hắn xét lại tô hiểu chỉ chốc lát lại nhìn về phía a mổ cùng với bả vai bên trên ba ha lão gia tử do dự một chút liền ném vết cá đao biểu tình có chút không cam lòng ngồi xổm trên mặt đất tủ bên trong còn lại nửa khối bánh mì giường phía dưới có năm đồng tệ cầm cũng nhanh đi lão gia tử phán đoán rất sáng suốt, nếu như hắn vừa rồi cầm đao xông lên phía trước, hiện tại hắn không phải là ngồi sổm trên mặt đất. Tô Hiểu tiến vào thạch lâu về sau, đầu tiên là xem xét tầng 1, không có gì thu hoạch, lại kiểm tra bị xem như phòng chứa đồ tầng 2. Cửa tiên Tô Hiểu ném ra ngoài một viên ngân tệ, ngồi sổm trên mặt đất lão đầu vô ý thức đưa tay tiếp được, nhìn thấy tay bên trong này mê người quan trạch, lão đầu trực tiếp đem ngân tệ thả vào miệng bên trong. Thứ nhất tòa nhà dân trạch tìm kiếm không có kết quả, Tô Hiểu hơi nhíu mày, đến cốt cản thứ ba quảng trường về sau, hắn cảm giác người điều khiển rất không có khả năng tại cái chỗ chết tiệt này ngủ say, một cổ tông cá mùi thối rửa nát. Ba Hà khóa chặt khả nghi kiến trúc tổng cộng có 5 tòa nhà, 5 tòa nhà kiến trúc lẫn nhau liền nhau, nếu như thử quan cung cấp tình báo chính xác, người điều khiển nhất định tại này phiến khu vực bên trong. Tô hiểu gõ vang thứ hai tòa nhà thạch lâu cửa phòng, vẫn như cũ không có tiếng âm, biện pháp cũ mở cửa về sau, một cổ nhàn nhạt ngay ngái vị vọc tới. Két, két thanh thúy nhắm nuốt thanh theo phòng bên trong truyền đến, một đầu hình thể hơi nhỏ hơn màu trắng dê rừng chính gặm ăn tiểu thụ miêu, gian phòng các nơi cành lá rậm rạp, mặt đất phủ lên tầng một thi thể động vật, mà những cái đó tiểu thụ miêu, chính là theo những cái đó thi thể bên trên sinh trưởng ra. Quả nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Miệng bên trong nhai nuốt lấy lá non bạch sơn dương ngồi dưới đất, miệng nói tiếng người. Tranh tô hiểu tay bên trong trường đao ra khỏi vỏ, thanh cương ảnh năng lượng tại trảm long thiểm trên thân đao trào lên. Đừng ngủ a, à, khách nhân đã tìm tới cửa, giết chết hắn, hoặc là bị hắn giết rơi, cái này khách nhân nhưng khó lường. Bạch Sơn Dương bên ngoài thân lông tóc nhanh chóng tróc ra, cuối cùng toàn bộ thân thể đều hóa thành tro bụi, hoàn thành dự cảnh công tác. Bạch Sơn Dương tiêu tán đồng thời, phòng bên trong các loại thi thể động vật cũng bắt đầu bốc hơi, lộ ra có chút biến thành màu đen sàn nhà. Tô Hiểu cảm giác toàn bộ triển khai, A mổ cùng Ba Hang ngăn tại hắn bên người, bố bố ung dung nhập vào hoàn cảnh bên trong, về phần cây xa, con hàng này đã sớm không biết chạy đi đâu. Két, két Tô Hiểu dẫm tại cổ xưa sàn nhà bên trên, tay bên trong trường đao chỉ xéo mặt đất. Tranh. Nhanh đến cực hạn chém ra một đao, một cái đen nhánh đến tỏa sáng xúc tu rớt xuống đất, còn dãy dùa. Mũi đao đâm xuyên đen xúc tu, đem xúc tu đánh bay đi ra ngoài, Tô Hiểu nhảy lùi lại, từ cửa chính nhảy ra thạch lâu, hoàn thành sơ bộ thăm dò về sau, biết rõ người điều khiển tại thạch lâu bên trong, còn tiếp tục hướng bên trong thăm dò, kia là phim kinh dị mới có não tàn tình tiết, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không làm như vậy. Đứng tại thạch lâu phía trước, Tô Hiểu hơi thấp phủ thân thể, sau một khắc, đào màn giao thoa chém ra, theo thạch lâu các nơi cắt mà qua, thấy thế một bên a mổ tay bên trong tạo ra đem cự hình hàng băng chú y ầm vang đập tại thạch lâu bên trên âm hòn đá văng khắp nơi thạch lâu bị sang thành bình địa mặt đất còn sót lại một mảnh gập ghềnh tầng băng thạch lâu bị đánh bay về sau một mảnh tỉ mỉ vết trách xuất hiện ở giữa không trung này vết trách như là bị đánh nát tấm gương liền như vậy đứng im tại cách xa mặt đất 2 mét nơi tô hiểu tiện tay chém ra một đao màu lam nhạt đao mang lướt qua theo những cái đó vết nước màu đen bên trên chém qua không tạo thành thực chất tổn thương không gian tính chất. Tô Hiểu đưa tay ra hiệu bố bố ung, A Mổ, Ba Hà đều tản ra, đối phó có không gian tính chất địch nhân, tập trung ở cùng nhau làm không cẩn thận liền sẽ bị đoan diệt. Tí tách, tí tách màu đen dịch nhận theo vết trách bên trong nhỏ xuống, ban đầu vẫn là từng giọt rơi xuống, mấy giây sau liền như là buông ra vang, màu đen dịch nhận tuôn ra, bên trong còn có thể nhìn thấy đen nhánh đến tỏa sáng xuất tu, màu đen dịch nhận tại mặt đất bên trên lan tràn, Tô Hiểu lần nữa nhảy lùi lại, để tránh bị này loại không biết chất lỏng chạm đến. Nhiều nhất một phút đồng hồ thời gian, màu đen dịch nhận liền chảy ra một vũng lớn, tác động đến xung quanh mấy trăm mét khu vực. Nhói nhói cảm giác tại tô hiểu tay bên trên truyền đến, hắn nhìn hướng tay của mình lưng, một đạo trận đồ màu đen chính nhanh chóng phát họa. Tô hiểu vừa muốn đem mu bàn tay bên trên làn da giật xuống, liền phát giác được chung quanh không đúng, chung quanh cảnh tượng xuất hiện bóng chồng, có loại không mang 3 dây kính mắt xem 3 dây điện ảnh cảm giác. Tiếng vỡ nát từ chung quanh truyền đến, tô hiểu nhìn về phía A mổ, A mổ chính ngay người tại chỗ, nửa người đều mơ hồ. Tô Hiểu vừa muốn kích hoạt Long Ảnh Thiểm năng lực, một loại gần như kinh dị nguy cơ cảm hiện lên, hiện tại sử dụng Long Ảnh Thiểm, tuyệt đối sẽ chết. Oanh. Tô Hiểu dưới chân mặt đất nổ tung, hắn nháy mắt bên trong liền biến mất tại chỗ. Phịch một tiếng, Tô Hiểu một chân đá vào A Mổ bên cạnh trên lưng, A Mổ trực tiếp bay tứ tung đi ra ngoài. Tô Hiểu lấy thực chậm chạp tốc độ rơi xuống đất, chung quanh hắn thế giới phá toái, cả người bị hút vào một đạo màu đen lốc xoáy bên trong. Rất âm nha, này cổ thần. Ba Ha từ trên cao đáp xuống, lấy nó chiến đấu chỉ số thông minh, đã đánh giá ra lập tức tình huống. Người điều khiển là chuẩn bị đem A mổ kéo đi, từng cái từng cái giải quyết, cũng chính là tục xưng đơn đấu. Mà trước mắt kết quả là, tôi hiểu bị người điều khiển kéo đi, cùng đối phương đi đơn đấu. Bản chương xong. Chương 22 Chi phối Nguồn Mê truyện audio com Tinh thể tầng tại Tô Hiểu bên ngoài thân vỡ vụn, cũ tầng một mới vừa phá toái, mới tinh thể tầng liền leo lên tại hắn bên ngoài thân. Oanh một tiếng vang trầm về sau, tôi hiểu tình cảnh trước mắt đại biến, đây là một chỗ diện tích hơn ngàn mét vuông đại điện, đại điện bên trong cột đá sang sát, mà tại chỗ tốt nhất vị trí, có một tòa cao lớn thạch điêu. Thạch điêu chừng cao mười mấy mét, cũng không phải là nhân loại hình tượng, mà là từng viên lớn nhỏ không đều viên cầu, viên cầu lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, mà tại thạch điêu phía dưới nền móng bên trên, còn khắc lấy một chuỗi văn tự cổ đại. Thế giới người thủ vệ, chúng ta nguyện tắm rửa tại ngài Vinh Quang Hạ. Siêu, Alexander, thần lịch năm 1157 mà tại sau này văn tự cổ đại bên cạnh, còn có một chuỗi dùng vết máu viết ra chữ nhỏ. Sứ mệnh đã là số mệnh. Sau này chữ nhỏ bên cạnh có bộ bạch cốt, có thể thấy được, này cổ bạch cốt bị hậu thiên xử lý qua, thoạt nhìn như là vật sưu tập. Tô Hiểu ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh, mặc dù không thấy được người điều khiển, nhưng hắn đã cảm giác được đối phương tồn tại. Không gian ba động như là gần nước khuếch tán, một đầu toàn thân đen nhánh đến tỏa sáng quái vật xuất hiện, nó chỉnh thể thành hình người, nửa người trên cực giống nhân loại, nửa người dưới từ màu đen xuất tu bệnh mà thành, có chút vị trí lộ ra màu đỏ sậm, hiện bền bỉ, vặn vẹo. 4 mét thân cao, cho người ta không nhỏ áp lực, nhưng nó đầu lâu nửa bộ phận trên bị chém nghiêng xuống, khi bị chém xuống trên nửa biên giới sọ đính vào bả vai bên trên, này, chính là người điều khiển. Rống. Người điều khiển phẫn nộ gào thét, kia trương huyết bồn đại khẩu bên trong tràn đầy răng nanh, tổng cộng có trên dưới ba hàng, nó cũng không phải là không hiểu nhân loại ngôn ngữ, mà là khinh thường tại đi nói, chí ít nguyệt chi thần chính là như thế. Màu xanh đen hơi khói đem tô hiểu bao phủ ở bên trong, đây là thôn phệ chi hạch toàn bộ triển khai sau đặc thù rõ rệt nhất. Trừ sinh vật năng lượng bên ngoài, thế giới tại tô hiểu mắt bên trong biến thành hai màu trắng đen, người điều khiển hiện ra ô trọc màu đỏ thẫm, rõ ràng không thể ăn. Tôi Hiểu cũng không phải là muốn xác định người điều khiển có thể hay không thôn vệ, mà là tại xác định vị trí hiện tại, thôn vệ chi hạch toàn bộ triển khai sau cung cấp đặc thù tầm mắt có thể xuyên thấu không gian. Trải qua quan sát tôi Hiểu xác định, hắn không phải bị truyền tống đến khu vực khác, mà là bị kéo tới một chỗ dị không gian bên trong, hắn tại gần đây thấy được A Mổ, Ba Ha, về phần bố bố Ung, trước đó đối phương dung nhập hoàn cảnh lúc không đụng vào hắn, căn bản không nhìn thấy bố bố. Tôi Hiểu một cái lắc mình liền biến mất tại chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, một đầu dây chuyền đã quấn ở hắn tay bên trên, lần này tiêu hào có chút xa hoa, có thể bốn đánh một, tô hiểu đương nhiên sẽ không cùng người điều khiển đơn đấu. Tô hiểu hai tay đâm vào người phía trước không gian bên trong, soạt một tiếng, hắn đem A mổ, ba hạ kéo tới đại điện bên trong, có chút làm hắn ngoại ý muốn chính là, bố bố ung chính ghé vào A mổ lưng bên trên. Bọn chúng ba cái đây là đang muốn biện pháp truy tung tô hiểu, cho nên mới bảo đoàn, đây chính là chiến đấu tố dưỡng. Phịch một tiếng, tô hiểu quấn ở tay bên trên dây chuyền nổ tung, truyền thuyết cấp trang bị thời không chúa tể báo hỏng cái này có không gian đặc tính trang bị là từ rít rèn đúc tôi hiểu có thể đem bố bố ung, a mổ ba hà kéo vào một là bởi vì long ảnh thiểm xuyên thấu không gian đặc tính hai là hắn dùng thời không chúa tể kiện trang bị này đảm nhiệm lâm thời tọa độ trước đó tôi hiểu cảm giác được sử dụng long ảnh thiểm liền sẽ chết là bởi vì hắn không cách nào khóa chặt xuyên thấu điểm dưới loại tình huống này mạo mùi xuyên thấu không gian sẽ chỉ lọc vào nhiều tầng không gian đè ép cuối cùng dẫn đến hắn bỏ mình đến, đơn đấu, ngươi không phải yêu thích đơn đấu sao, ba người chúng ta đơn đấu ngươi một cái. Mới vừa xuyên thấu không gian, còn có chút mơ hồ ba hà bắt đầu nói tao lời nói, ý đồ chọc giận địch nhân, để cho địch nhân chủ động xông lên. Người điều khiển không nói chuyện, nó tay nắm chặt một cái cắm ở phiến đá bên trong vặn vẹo trường kiếm, này thanh kiếm chừng dài 2 mét, lưỡi dao khinh bạc, vừa nhìn liền biết, này thanh kiếm bám vào sắc bén, cấp tốc chờ đặc tính. Sứ đồ chi nhãn phiêu phù ở tô hiểu bên người, đối phó người điều khiển này loại địch nhân, hắn đương nhiên chỉ có thể là thu hoạch được địch nhân tình báo. Ngay tại so đối hai bên trí lực thuộc tính. So đối hoàn thành, bên ta trí lực thuộc tính là địch quân 1.21 lần, bởi vì ở vào địch quân lĩnh vực bên trong, vẹn vẹn thu hoạch được địch quân 72% tư liệu. Tên Người điều khiển sô thốt thuộc loại Cổ thần sinh mệnh giá trị 87%, vĩnh cửu giảm xuống 13%, thần linh năng lượng, cổ hai không điểm lực lượng 140. Chân thực thuộc tính, nhanh nhẹn 152. Chân thực thuộc tính, thể lực 139. Chân thực thuộc tính, trí lực 105. Chân thực thuộc tính, mị lực Một kỹ năng 1. Hạ vị thần linh không, thụ động, LV60 Sinh mệnh giá trị 9000 điểm, miễn dịch vật lý, khống chế tinh thần hiệu quả Kỹ năng 2. Chi phối, thụ động, LV73 Người điều khiển xô thốt có thể tự do xuyên qua tại nhiều tầng không gian bên trong, lúc đối địch, như năng lượng ba động kịch liệt, này năng lực phạm vi giảm bớt. Nhắc nhở như người điều khiển exo-thốt ở vào cổ thần điện bên trong, xuyên toa không gian tốc độ tăng lên 300%, lại không tiêu hao, lúc đối địch, như năng lượng ba động kịch liệt, người điều khiển exo-thốt đem không cách nào xuyên qua đến cổ thần ngoài điện. Kỹ năng 3, hắc ám sinh ra, chủ động, LV60. Sinh mệnh giá trị 4.500 điểm, không nhìn không gian loại năng lực, tổn thương chờ. Kỹ năng 4, Lục không chém, thụ động, LV 65. Người điều khiển Xô Thốt mỗi lần công kích, đem bổ sung 31760 điểm không gian cắt tổn thương, này tổn thương không nhìn ngoại bộ đồ phòng ngự. Kỹ năng 5, Cực Ác Thần Linh, thụ động, LV 60. Làm người điều khiển Xô Thốt cầm nắm Toa Set Malik lúc trạm kích bắn trúng địch nhân về sau, đem tạo thành địch quân lớn nhất sinh mệnh giá trị 16% vì lần này trạm kích tổn thương từ không gian cắt tổn thương. Kỹ năng 7, Cổ Thần Chiến Kỹ, cơ sở kỹ pháp loại năng lực. LV40. Kỹ năng 10, Vô danh chi sương mù, chung cực năng lực. Nhắc nhở. Đây là người điều khiển thốt đem nhân loại làm tế phẩm, sở hoàn thiện năng lực. Nhìn thấy người điều khiển thốt tư liệu, tôi hiểu không chút do dự lấy ra Thánh ngân pha loãng dung dịch, đem bên trong Thánh ngân dung dịch đổ vào trường đao bên trên. Người điều khiển thốt thân thể thuộc tính, chỉ so với Nguyệt chi thần mạnh hơn một chút, nhưng nếu như cả hai giao thủ, tuyệt đối là thốt nghiền ép Nguyệt chi thần, này gia hỏa công kích lực mạnh đến biến thái không hạn chế cao tốc không gian di động, cộng thêm cường hoành đơn thể công kích lực, Tô Hiểu thậm chí hoài nghi, hắn gánh không được đối phương ba kiếm. A mổ, đừng bị nó dây, bố bố, tìm cơ hội chôn lôi. Tô Hiểu thấp giọng mở miệng, hắn vừa mới chuẩn bị làm bố bố ung hành sự tùy theo hoàn cảnh, liền thấy A mổ phía sau có một đạo rung lẫy bảy thân ảnh. Ta 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 ta, thân 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 ái bằng hữu, khải 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 khải. Trốn tại A mổ chân sau cây xa, lúc này ngay cả lời đều nói không lưu loát, hắn trước cho rằng đã không nguy hiểm, liền ra tới tìm hiểu tô hiểu tình huống nhưng mà ai biết không gian chung quanh đột nhiên chấn động trong lòng bối rối phía dưới cây xa ông a mổ chân cho nên bi kịch cây xa ngươi lần này không tính gặp may mắn tô hiểu đương nhiên không tin lực chiếu cố cây xa hoặc là nói hắn là người điều khiển xô thốt mục tiêu chủ yếu cây xa dựa vào hắn càng gần chết liền càng nhanh đang phốc phốc hỏa tinh vẫy ra tô hiểu dưới chân phiến đá nứt ra cùng lúc đó a mổ vai bên trên bị chém ra một đạo có chút khủng bố vết thương mà người điều khiển xô thốt vẫn như cũ đứng tại chỗ. Vừa rồi nháy mắt bên trong, người điều khiển xô thốt đột nhiên xuất hiện tại tô hiểu phía sau, này loại nguy cấp bên trong, trực cảm năng lực đưa đến tính quyết định tác dụng, tô hiểu quay người ngăn trở xô thốt một kiếm, xô thốt lập tức lại xuất hiện tại A mổ phía sau, trực tiếp chính là một kiếm. Bò to. A mổ nổi giận gầm lên một tiếng, chấn cây xa một phát miệng, lão đảo lui ra phía sau, A mổ rất tức giận. Bản chương xong. Chương 23. Thanh cương. Nguồn mê truyện audio com ba hà xoay quanh tại phía trên cung điện quan sát xô thốt nhất cử nhất động mà a mổ thì đứng tại chỗ nó lần này nhiệm vụ rất đơn giản chịu chém là được rồi chỉ là sơ bộ giao thủ xô thốt liền thể hiện ra kinh dị tốc độ cùng tính linh hoạt xuất quỷ nhập thần đều không đủ lấy hình dung tí tách máu tươi theo xô thốt trường kiếm nhỏ xuống này thanh tên là toi xét ma trường kiếm chừng dài 2 mét thực thích hợp xô thốt hình thể đen nhánh đến tỏa sáng xuất tu tại xô thốt trên người phun trào nếu như nói nguyệt chi thần hình tượng là uy nghiêm kia xô thốt chính là ác thần. Về phần kia tòa thuộc về nó pho tượng, cùng với phía dưới văn tự, hiển nhiên là có nhân loại thử qua lấy lòng, thậm chí thờ phụng xô thốt. Về phần kết quả, xem cái này thế giới bộ dáng liền có thể nghĩ đến. tô hiểu đầu bên trong ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, đối phó xô thốt, cứng rắn mãn rõ ràng không được, hoặc là nói đối phương sẽ không cùng hắn cứng đối cứng, huyết chi thú có thể bắn trúng đối phương xác suất khá thấp, lại càng không cần phải nói tử tịch hàng lâm. Về phần Apollo, cái kia khả năng tạc đến chính mình cũng may xô thốt phòng ngự lực cùng sinh mệnh lực không mạnh, đương nhiên, đây là so sánh nguyệt chi thần, hắc chi vương, đi bên dạng dung hợp, cu ca chờ. Tô hiểu chịu xô thốt một kiếm không dễ chịu, đối phương chịu hắn một đau cũng muốn chịu không nổi. Phán đoán trúng điểm ấy, tô hiểu mặt bên trên hiện ra tươi cười, chiến đấu biến thú vị, phương nào trước bị thương, phương nào liền sẽ lâm vào tuyệt đối thế yếu, cho đến chết mới thôi. Nếu để cho tô hiểu bắt được cơ hội, một đau huyết chi thú, kia xô thốt cơ bản liền trọng thương, mà bị đối phương bắt lấy cơ hội, Tôi hiểu đại khái suất sẽ bị ba kiếm chém giết. Phốc phốc. Máu tươi tại A mổ lòng ngực tóe lên, gần sóng không gian rút đi, xô thốt xuất hiện tại A mổ người phía trước mười mấy mét nơi, kỳ ba cái con người bên trong chỉ có băng lãnh, không mặt khác cảm xúc. Tay bên trong cầm hàng băng chùi A mổ ngồi liệt trên mặt đất, phun ra một miệng lớn máu tươi, không sử dụng khôi phục thuốc lời nói, lại chịu một kiếm, nó tuyệt đối sẽ chết. Xoay quanh ở phía trên ba ha mắt bốc hồng quang, bố bố uông thì vùng trộm sữa A mổ một ngùng theo chiến đấu đến hiện tại xô thốt đều ở vào ưu thế tuyệt đối nó tốc độ đã không phải là nhanh mà là căn bản không cho địch nhân phản ứng cơ hội xô thốt trên người xúc tu phun trào này tự hồ là thói quen của nó tính động tác đạo đạo gần sóng tại không khí bên trong lan tràn xô thốt biến mất tại chỗ lần thứ ba xuất hiện tại a mổ người phía trước tay bên trong trường kiếm trảm xuống chỉ là chém mà thôi nhưng thẳng đến yếu hại đang khí lãng khuếch tán một thanh trường đao ngăn trở xô thốt kiếm thứ ba lúc này tô hiểu một chân dẫm tại a mổ bả vai bên trên cái chân còn lại dẫm ở a mổ sừng trâu xô thốt một tay cầm kiếm một cái tay khác chụp vào bả vai bên trên một nửa đầu lâu giật xuống tới về sau theo trở lại hạ nửa cái đầu bên trên tô hiểu ngăn trở nó hai kiếm cái này khiến nó nhớ tới hồi lâu trước đó nhất danh nhân loại rất cường đại giống cái nhân loại coi như nó đem cái kia giống cái nhân loại chế tạo thành vật sưu tập đối phương cũng không kêu thảm một tiếng tại kia 16 cái tự nhiên trong ngày đối phương thậm chí không cùng nó nói một câu chớ nói chi là cầu xin tha thứ xô thốt tay bên trong phát lực lực lượng chênh lệch dẫn đến tô hiểu hướng về phía sau bay rất ra ngoài bất quá hắn bắt lấy a mổ sừng thú cũng đem a mổ kéo bay soạt một tiếng trường kiếm nửa đoạn trước không xuống đất mặt như là mở ra đậu hủ nhẹ nhõm mười mấy mét bên ngoài tô hiểu bình ổn rơi xuống đất một cái chú xạ thương theo hắn ống tay áo bên trong trượt ra đâm vào a mổ bả vai tim vào viễn cổ bí dược về sau a mổ sinh mệnh giá trị khôi phục một mảng lớn nó từ dưới đất đứng lên thân ngăn tại tô hiểu người phía trước a mổ quá chậm A mổ uống thanh ông khí mở miệng, có chút tự trách. Lại kháng một kiếm. Tô hiểu từ đầu đến cuối không chủ động ra tay, bởi vì kia không có cái gì ý nghĩa, vô mưu tiến lên, kém xa chờ đợi thời cơ. Ừm, A mổ trước khi chết, chủ nhân, sẽ không chết. Đây là có sự đến nay A mổ nói qua dài nhất một đoạn văn, cũng không bi tráng, rất tự nhiên. Uy, tôn tặc, có bản lĩnh cũng tới chém ngươi ba đại gia một kiếm. Ba ha mặc dù như vậy gọi, nhưng lại bay càng nhanh, trào phúng về trào phúng, trúng vào một kiếm, nó coi như không chết cũng triệt để mất đi sức chiến đấu đầu lâu khôi phục xô thốt hơi ngẩn đầu liếc nhìn ba ha liền không lại để ý tới thôi đi còn thật thông minh trào phúng thất bại ba ha tiếp tục xoay quanh chờ đợi cơ hội xô thốt vẫn luôn chém a mổ không phải không nguyên nhân bởi vì ngoại trừ a mổ bên ngoài nó vẫn thật là chém không đến người khác ba ha tại nhất căng căng thạch hashirama xoay quanh rất khó bắt được bố bố ung chính dung nhập vào hoàn cảnh bên trong tô hiểu rõ ràng không dễ chọc một sai lầm nói không chừng ai chém ai về phần cây xa, người điều khiển xô thốt lựa chọn không nhìn này màu xanh lá vật nhỏ, quá yếu, nhỏ yếu đến nó khinh thường tại đi xem đối phương một chút. Nếu như cây xa biết xô thốt ý nghĩ, hắn nhất định sẽ giơ ngón tay cái lên, cũng bổ sung một câu. Rất đúng, mời bảo trì loại ý nghĩ này. Lúc này cây xa tâm lý cái bóng diện tích rất lớn, tô hiểu phương rõ ràng thế yếu, một khi tô hiểu chết rồi, vậy hắn cũng sống không lâu. Tần tần gần sống không gian tại đại điện bên trong khuếch tán, tô hiểu hiện tại không cách nào sử dụng long ảnh thiểm, nơi này không gian thực sự quá bất ổn định. Phốc phốc. Lại là một đạo vết chém xuất hiện tại A mổ lòng ngực trên, này một kiếm vốn là chém về phía A mổ cái cổ, nhưng A mổ tại nguy cấp bên trong ngửa ra sau thân thể. Xô thốt lần nữa kéo dài khoảng cách, nó trống rỗng xuất hiện về sau, hai cái chân dẫm tại mặt đất bên trên. Cùng cục dòng vang thanh theo xô thốt dưới chân truyền đến, tô hiểu, ba ha, bố bố ung mặt bên trên đồng thời hiện ra tươi cười, phản kích có thể bắt đầu. Xô thốt liếc nhìn dưới chân, một cái cấu tạo tinh vi hình tròn máy móc cạm bẫy xuất hiện tại nó dưới chân. Oanh! Bảo từ thợ săn nổ tung, đáng tiếc, sô thốt đã không biết tung tích. Tô hiểu trong mắt hơi thắt chặt, cơ hội chỉ có nháy mắt bên trong, nếu như bỏ lỡ, A mổ kia ba kiếm liền bạch ai, ba kiếm này là A mổ cố ý kháng. A mổ! Tô hiểu mở miệng đồng thời, cảm giác toàn bộ triển khai, thậm chí đạt tới siêu phụ tải trình độ. Kaka két. Tỉ mỹ băng tinh trống rỗng xuất hiện, tạo thành một thanh kiếm hình dạng, sau một khắc, Sô Thốt liền hiện thân, sở dĩ xuất hiện này loại tình huống, là Sô Thốt thân kiếm bên trên lây dính A Mổ máu tươi. A Mổ thể nội có băng năng lượng, nếu như không phải nó tận lực áp chế, thân kiếm bên trên máu tươi đã sớm đông kết. Tô Hiểu thấp phủ thân thể, quanh một tiếng xông ra, lướt đi một đạo tàn ảnh. Công. Trường đao Thúy Minh, chém rỗng, nhưng, cái này cũng tại kế hoạch bên trong. Sô Thốt xuất hiện tại mấy chục mét bên ngoài, nó liếc nhìn thân kiếm bên trên băng tinh, một cái màu đen xúc tu quấn ở trường kiếm bên trên, đem băng tinh siết toái ngay tại xô thốt chuẩn bị lần nữa xuyên toa không gian, chém xuống A mổ đầu lâu lúc, đau đớn cảm giác theo nó thể nội truyền đến. Phốc phốc một cái màu lam gai nhọn theo nó ngực phá thể mà ra, lây dính một chút vết máu màu đen. Mông sau lôi. Trời cao bên trong ba hà đáp xuống, đối diện nhào về phía xô thốt, lấy xô thốt tốc độ, ba ha này rõ ràng là tính chất tự sát chất công kích. Xô thốt di chuyển về phía trước nửa mét, một kiếm chém ra, này nửa mét đưa đến máu chốt tác dụng, phá hủy ba ha tấn công tiết tấu, nhìn qua, tự như là ba ha chủ động đưa lên phía trước cấp xô thốt chém. Sụp đổ một tiếng, kim loại sợi tơ kéo căng đến thẳng tắp, cách đó không xa Tô Hiểu cánh tay kéo một cái, đem giữa không trung ba ha kéo trở về, làm ba ha hiểm hiểm tránh thoát cơ hội tất trúng một kiếm. Cùng cục dòng vang theo xô thốt sau lưng nơi truyền đến, xô thốt trong mắt lóe lên một tiên nghi hoặc, nó không phát giác được phía sau có địch nhân. Oanh. Bảo từ thở sang nổ tung, đây chính là ba ha nói, mong sau lôi. Xô thốt lại một lần nữa biến mất, đáng tiếc, nó đã thua, theo nó trảm a mổ ba kiếm về sau, nó liền bại nhất căng căng màu lam tinh thể thứ theo xô thốt lồng ngực đâm ra là phóng trục chiến đấu vừa mới bắt đầu tô hiểu liền đem phóng trục chia ra thành bụi hạt lớn nhỏ phân bộ tại a mổ gần đây liền chờ xô thốt chủ động tới gần từ đó xâm nhập đối phương thể nội lồng ngực bên trong kịch liệt đau nhất, làm xô thốt động tác cứng đờ gào thét âm thanh xé gió từ phía trước đánh tới là a mổ xô thốt mặc dù nghi hoặc nhưng nó vẫn như cũ về phía trước xuyên qua mấy mét một kiếm chém về phía a mổ cổ họng a à, mổ ngương nhãn trừng một cái trước đó kia ba kiếm là nó cố ý làm cho đối phương chém chỉ chờ xô thốt bị thương sau suy yếu mấy phần oanh lại là một tiếng nổ tung theo xô thốt dưới chân truyền đến sáng như tuyết đao quang chật hiện soạt một tiếng trảm long thỉm theo xô thốt vai trái chém vào xẹt qua toàn bộ lưng về sau cắt xuống mười mấy cây vặn vẹo xúc tu rống xô thốt gào lên đau đớn lên tiếng nhưng mà một tiếng càng hung bạo thú rống truyền đến huyết chi thú huyết khí nổ tung mặt đất bên trên xuất hiện một đạo thật lớn cái hố nhỏ, huyết chi thú vô hụt, xô thốt lại thuấn di đi. Chờ ngươi đã lâu, tôn tặc. Ba ha chẳng biết lúc nào xuất hiện tại xô thốt sau đầu, xô thốt trực tiếp biến mất. Phốc phốc. Trường đao chém qua, mới vừa hiện thân xô thốt dưới chân đứng không vững, bởi vì, hai chân của nó bị chém xuống đến rồi, đây chính là xô thốt nhược điểm, cổ thần bên trong, nó lực cơ động tuyệt đối gần phía trước nhưng phòng ngự lực thuộc về hạng chóc cấp bậc, xô thốt là cực mạnh cùng cực yếu kết hợp thể. Sô thốt lại muốn xuyên toa không gian cùng tô hiểu kéo dài khoảng cách nhưng lần này nó đã làm không được một loại chết lặng cảm giác tràn ngập toàn thân nó thanh cương ảnh khống chế hiệu quả phát động mật mật ma ma chém mang xuất hiện tại xô thốt người phía trước nó thân thể cùng cổ bên trên nháy mắt bên trong liền trải rộng vết chém nửa khúc trên đầu lâu lại một lần nữa bị chém xuống thanh thiết xô thốt mắt bên trong hiện lên một tia hoảng sợ miệng bên trong phát ra nặng nề thanh âm bởi vì hai chân bị chém đứt nó chính hướng mặt đất bên trên ngã quỵ con mắt cùng tô hiểu đối mặt. Trường đao Thúy Minh, trảm long thiểm xuyên qua xô thốt đầu lâu, đưa nó đóng ở trên mặt đất, tô hiểu hai tay nắm chặt đao chui, một chân dẫm tại cổ bên trên của nó, một đạo hố đá âm vang xuất hiện, xô thốt không bao giờ gặp lại trước đó cao ngạo, bị dẫm tại mặt đất bên trên. Diệt Pháp, người. Xin lỗi. xô thốt nói ra nhân loại ngôn ngữ, không thuộc về cái này thế giới nhân loại ngôn ngữ, nó thân thể nhanh chóng mất đi hoạt tính, nó đây không phải đang nói xin lỗi, mà là tại e ngại, hoặc là nói, nếu như là tại diệt pháp thời đại, giống như xô thốt như vậy kiêu ngạo cổ thần, một khi bị diệt pháp giả phát hiện, liền sẽ bị diệt pháp giả thu thập đến thực thảm, chết đều là một loại hy vọng xa với cái loại này. Ừm. Tô Hiểu có chút nghi hoặc nhìn xô thốt, nhưng tay bên trên động tác tự hồ không ngừng, một đao cắt ngang mở xô thốt đầu lâu. Ngoại giới, hơ ru thành trên không. Âm âm. Tiếng sấm rền nổ vang, không trung bên trong mây đen tán đi, ánh nắng bắn thẳng đến mà xuống thành bên trong các bình dân đều ngừng công việc tay bên trong kế, ngửa đầu tắm rửa ánh nắng, bọn họ mặt bên trên đều hiện lên tươi cười, liền xem như cốt cản dân liệu mạng nhóm đều cũng giống như thế. Ẩm ướt bên đường phố giác, một cái màu xanh lá chồi non theo trong khe đá chui ra, cái này thế giới tự hồ cũng sống lại, bắt đầu xuất hiện sinh cơ. Bản chương xong. Chương 24. Đừng quên ta. Nguồn. Mê truyện audio.com Cổ thần điện bên trong, tôi hiểu đứng tại người điều khiển xô thốt thi thể phía trước, không biết cái gì nguyên nhân, cùng đối phương chiến đấu lúc, Tô Hiểu từ đầu đến cuối cảm giác xô thốt phi thường cường đại, cường đại đến hắn hiện tại không cách nào đối kháng trình độ, nhưng chân chính đánh nhau về sau, xô thốt cho hắn loại hổ giấy cảm giác. Tô Hiểu rút ra đâm vào xô thốt lồng ngực trên trường đao, vô luận như thế nào, này cổ thần đã đều chết hết. Liệp sát giả đã đánh chết người điều khiển xô thốt. Đã thu hồi thời không chi lực 1753 ao sơ. Ngươi thu hoạch được 21.9% thế giới chiên nguyên ngươi thu hoạch được linh hồn tiền 292 mai, có thể tại trợ xuống ban thưởng bên trong tùy ý đổi mua cần thiết ban thưởng, như liệt sát giả trong vòng 5 phút đồng hồ chưa làm ra lựa chọn, đem cụ hiện linh hồn tiền. 1. Thần linh xương, hàng hiếm có, thí thần chuyên môn ban thưởng, giá cả. 140 mai linh hồn tiền. 2. Sử thi cấp bảo rương, 100%, nhắc nhở. Này bảo rương bên trong, có 10% tỷ lệ thu hoạch được sử thi cấp thượng phẩm cấp trang bị. Giá cả. 73 Mai Linh Hồn Tiền. 3. Nguyên huyết, không, huyết thống đạo cụ, này huyết thống đã hoàn thiện, cũng loại bỏ ác chi thần tính, giá cả. 280 Mai Linh Hồn Tiền. 4. Hy vọng chi trái tim, đặc thù vật phẩm, giá cả. 20 Mai Linh Hồn Tiền. Tô Hiểu bỏ xuống tay bên trong vải nhung, đem lau sáng như tuyết trảm long thiểm trở vào bao. Đánh chết xô thốt ban thưởng khá hậu hĩnh, không chỉ có đoạt lại một phần nhỏ thời không chi lực, còn thu hoạch được đại lượng thế giới chi nguyên, đền bù Tô Hiểu tại điều tra trong lúc tổn thất, lần này ban thưởng rất đặc thù, coi như không tuyển chọn ban thưởng, cũng có thể thu hoạch được 292 mai linh hồn tiền, đánh chết cổ thần đoạt được linh hồn tiền không chỉ có thông dụng, hơn nữa còn có thế tồn, bởi vì bản thân nó chính là giá cao giá trị vật phẩm. Tô Hiểu lấy ra đánh chết Nguyệt Chi Thần lúc đạt được linh hồn tiền, suy tư một phen về sau, quyết định đem cái loại này huyết thống đạo cụ đổi, hắn dĩ nhiên không phải chính mình dùng, bởi vì thể nội thanh cương ảnh năng lượng, nếu như hắn sử dụng này đồ vật, nguyên huyết không sẽ bị nhanh chóng phệ diệt, không có cái gì hiệu quả, Ngươi thu hoạch được nguyên huyết, không? Ngươi thu hoạch được hy vọng chi trái tim, đặc thù vật phẩm. Ban thưởng đổi xong, tôi hiểu cầm linh hồn tiền chỉ còn bảy mai, vẫn là nguyệt chi thần sản xuất. Tô hiểu sở dĩ đổi nguyên huyết không này loại huyết thống là bởi vì hắn cảm giác này loại huyết thống thực thích hợp ba ha, dù sao nguyên huyết không bên cổ bên trong thần tính đã bị loại bỏ, còn thừa chỉ có năng lực. Kiện vật phẩm này chỗ tốt là sử dụng sau sẽ không biến thành cổ thần, thậm chí cùng cổ thần không có quan hệ gì, chỗ xấu là năng lực cường độ trên phạm vi lớn giảm xuống, có được có mất. Cũng không phải là cổ thần huyết thống lạc kê, mà là cổ thần huyết thống điểm xuất phát tương đối cao, dẫn đến giai vị cũng thực cao, bất quá tô hiểu đối với cổ thần huyết thống cũng không xem trọng, làm vì người sử dụng ba ha càng là như vậy, dùng nó chính là, cổ thần dài một cái sau một cái xấu xí, nó không nghĩ biến thành xấu xí tất. Nguyên huyết không, không nóng nảy sử dụng, về phần ở hy vọng chi trái tim, tô hiểu hiện tại không thời gian xem xét. Tô hiểu tay về phía trước bình thân, bàn tay nhắm ngay nằm dưới đất người điều khiển, xô thốt, chết mất xô thốt thoạt nhìn thuận mắt rất nhiều, chí ít sẽ không tới nơi tán loạn đột nhiên cấp tô hiểu một kiếm phải linh giả thiên phú kích hoạt ba viên màu sắc khác nhau quang cầu theo xô thốt lồng ngực bên trong bay ra bị tô hiểu nắm tay bên trong ngươi thu hoạch được viễn cổ ký ức vô danh chi sương mù không trọn vẹn cảnh cáo này linh hồn ký ức cực kỳ nguy hiểm liệp sát giả sử dụng sau nhất định tử vong ngươi thu hoạch được kỹ pháp ký ức đừng quên ta không trọn vẹn ngươi thu hoạch được tế hiến ký ức cực khổ hành hạ không trọn vẹn nhắc nhở liệp sát giả có thể lựa chọn thứ nhất tiến hành bóc ra. Ba loại linh hồn ký ức, để nhất chủng dị thường hố cha, sử dụng sau tuyệt đối sẽ chết, Tôi Hiểu không có tìm đường chết thói quen, bởi vậy trực tiếp từ bỏ. Về phần còn thừa hai loại, ông người lùn bên trong bạc tướng quân ý nghĩ, tôi Hiểu lựa chọn kỹ pháp ký ức, đừng quên ta, loại này năng lực thấy thế nào đều có chút kỳ quái, hoặc là nói, không giống như là xô thốt năng lực. Ba viên quan cầu bên trong, đen, đỏ hai màu quan cầu nổ tung, bốc hơi tại không khí bên trong, còn thừa một viên màu trắng sữa quan cầu không có vào tô hiểu lòng bàn tay. Mới vừa sử dụng linh hồn ký ức, tô hiểu tình cảnh trước mắt biến đổi, là quan sát loại linh hồn ký ức, tô hiểu vừa ý nhất loại hình, này loại linh hồn ký ức có thể thu được tri thức nhiều nhất. Vẫn là cổ thần điện, tay bên trong cầm toai xét ma lít sô thốt phiêu phù ở giữa không trung, mà tại phía trước nó, thì có nhất danh dáng người nhỏ yếu thiếu nữ, nàng lúc này đã tràn đầy vết máu, tay bên trong vũ khí, tàn nguy quan chỉ xéo mặt đất. Đừng quên ta. Thiếu nữ thấp giọng thì thầm, đồng thời phía trước đạp một bước. Công. Một đạo màu vàng vết chém lướt qua, phòng áp tuôn ra, thiếu nữ kia nhỏ yếu thân thể, bạo phát ra khủng bố sức chiến đấu, trọn vẹn nửa phút đồng hồ sau, màu vàng vết chém mới có biến mất xu thế. Ba kíp một tiếng, xô thốt nửa khúc trên đầu lâu rơi trên mặt đất. Thiếu nữ thấy cảnh này, liền đem tay bên trong tàn nguyệt quan nằm ngang ở cái cổ bên cạnh, lưỡi dao chém qua, một đạo cực sâu vết thương xuất hiện, dùng ra, đừng quên ta, về sau, nàng liền cất bước tiến lên khí lực đều không có, chớ nói chi là tiếp tục chiến đấu, mà nàng cơ thể bên cổ bên trong thần máu, là địch nhân khát vọng đồ vật, nàng có thể chết, nhưng không thể để cho địch nhân tiếp tục mạnh lên. Quyết vụ từ thiếu nữ chỗ cổ phiêu tán, nàng cười cười, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Theo chiến đấu bắt đầu đến chiến tử, thiếu nữ chỉ nói ba chữ, đừng quên ta, đây là nàng mạnh nhất năng lực, cũng là một loại kỳ vọng, chứng minh nàng tồn tại qua, nàng không khát vọng tốt đẹp, không khát vọng tự do, sứ mệnh mang theo, đây đều là chuyện không có cách nào khác. Nàng chỉ hy vọng chính mình con rối cùng sư tượng không nên quên nàng, nàng tồn tại qua, mặc dù không thể hoàn thành sứ mệnh. Rống. Xô thốt phẫn nộ gầm thét, nó đột nhiên xuất hiện tại thiếu nữ người phía trước, đưa tay đi bắt những cái đó huyết vụ, đáng tiếc, không có cái gì trứng dùng. Xô thốt cùng nộ, toàn thân xuất tu phun trào. Quá khó nhìn, Xô thốt. Một đạo không phân rõ nam nữ thanh âm truyền đến, nghe thấy thanh âm, Xô thốt phẫn nộ lắng lại một chút, chân của nó dẫm tại thiếu nữ đầu bên trên, nó quyết định, muốn đem cái này giống cái nhân loại làm thành vật sưu tập. Ngay tại Xô thốt chuẩn bị đem thiếu nữ từ dưới đất cầm lên lúc, giữa không trung kia ngay tại tiêu tán huyết vụ đột nhiên tụ lại cùng một chỗ, hình thành một đầu tinh tế cánh tay, ấn tại xô thốt đầu chỗ đứt. Ngao. Xô thốt gào lên thê thảm, từ giữa không trung phù phù một tiếng ngã xuống đất, nó ánh mắt có chút ngạc nhiên, bởi vì nó đã mất đi một loại nào đó rất quan trọng năng lực, vĩnh viễn mất đi. Nằm dưới đất thiếu nữ nhắm lại con ngươi, thần, quá ngạo mạn. Tình cảnh trước mắt phá toái, Tô Hiểu sờ sờ cái cầm, cổ thần quá mức ỷ lại trời sinh năng lực, nhất sinh bên trong gặp qua mạnh nhất kỹ pháp, vẫn là theo địch nhân kia thu hoạch được đừng quên ta là kiếm kỹ, tôi hiểu không định mở rộng loại này năng lực, này cùng hắn đao thuật độ phù hợp không cao, dù sao hai bên tính niệm khác biệt. Cùng xô thốt chiến đấu thiếu nữ, tôi hiểu đương nhiên có thể đoán ra là ai, ni một đời nhìn như bi thảm, có thể đối chính nàng tới nói cũng không phải là như thế, nàng theo thử quan kia được đến cứu rỗi, theo một cái chỉ biết là chém giết sinh linh, giả thú, biến thành người. Về phần nàng nguyện ý hoàn thành sứ mệnh nguyên nhân, kỳ thật cũng không cao đại thượng, nàng không biết sau này phải làm gì, mà nàng người cứu rỗi hy vọng cổ thần chết, khi nàng liền đi làm xong, chỉ như vậy đơn giản. Mà hậu thế truyền tụng hy vọng chi quan hay ni, nếu như ni bản nhân nghe được xưng hô này, nàng sẽ sửng sốt một hồi, cũng nghi hoặc, cái gì ánh sáng. Từ chỗ nào tới hy vọng? Nàng chỉ là cái thích ăn ngọt bánh mì người bình thường, ân, tương đối mạnh người bình thường, có thể chặt xuống cổ thần nửa cái đầu người bình thường. Bản chương xong. Chương 25 Tới từ thế giới thiện ý Nguồn Mê truyện audio.com Người điều khiển ở thốt vừa mới chết không lâu, cổ thần điện liền xuất hiện biến hóa, đại phiến vết trách hiện lên, mất đi chủ nhân, chỗ này dị không gian muốn hỏng mất. Một tiếng ầm vang, dị không gian phá toái, tô hiểu cảm giác được một cổ cự lực đối diện đánh tới, sau một khắc cường quan chật hiện. Không gian ba động rất nhanh rút đi, tô hiểu từ dưới đất đứng lên thân, một tay ngăn tại trước mặt nhìn về phía bầu trời, ánh nắng có chút chướng mắt. Xung quanh thạch lâu hiện ra màu vàng nâu, đây là nham thạch nguyên bản nhan sắc, thổ địa bên trên sinh đầy xanh biết cỏ non, gió nhẹ thổi qua, có chút ô trọc không khí bị thổi tan. Này mẹ nó là đâu? Ba Hà có chút mộng bức, khi nó nhìn thấy một đám chạy như điên mà qua dân liệu mạng về sau, mới vững tin đây là cốt cản. Nhắc nhở. Liệp sát giả nhận thế giới này gia trì, này gia trì cũng không phải là xuất từ luân hồi nhạc viên. Thân ở thế giới này bên trong, liệp sát giả may mắn thuộc tính đến lúc tăng lên 10 điểm. Thân ở thế giới này bên trong, liệp sát giả bảo rương rơi xuống suất tăng lên 19% thân ở thế giới này bên trong, liệp sát giả cùng cốt truyện nhân vật thương lượng lúc, đem thu hoạch được 15 điểm chân thực sửa đổi. Nhắc nhở. Bởi vì liệp sát giả mị lực thuộc tính sắp trượt xuống, này sửa đổi vẹn vẹn sẽ tại số ít tình huống có hiệu lực. Nhìn thấy này nhắc nhở, tô hiểu lông mày nhíu lại, hiển nhiên, đánh chết cổ thần sẽ làm cho cái này thế giới dần dần khôi phục bình thường. Trước mắt hoàn cảnh là bình thường, nhưng cái loại này âm u đầy tử khí cảm giác chỉ rút đi một phần nhỏ, còn có cái gì tại ảnh hưởng toàn bộ thế giới, chắc là mặt khác cổ thần liệp sát giả đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ hai ngươi thu hoạch được sử thi cấp vũ khí bảo rương có thể chỉ định vũ khí loại hình này bảo rương sợ sản xuất sử thi cấp vũ khí cố định vì mãn điểm lại khảm nạm một hai viên đồng phẩm cấp bảo thạch nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ ba đã kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến bạch sơn dương vòng thứ ba độ khó đẳng cấp lv 56 nhiệm vụ tin tức tìm được bạch sơn dương cũng đánh chết nhắc nhở Bạch Sơn Dương có cực cao tỷ lệ chủ động tìm kiếm liệt sát giả. Nhiệm vụ kỳ hạn. 13 ngày. Nhiệm vụ ban thưởng. Khải toàn chi quan huy, cao giai quyền hạn, hoàn thành nhiệm vụ có thể thấy được, nhiệm vụ trừng phạt. Không. Nhìn thấy nhiệm vụ sau cùng trừng phạt là không, tôi hiểu trong lòng cảm thấy không lành, kinh thời gian dài tìm tội, luân hồi nhạc viên nhiệm vụ trừng phạt nếu như là cưỡng ép xử quyết, kia kỳ thật còn tốt, này càng như là một loại đốc xúc. Nếu như là rất nhẹ trừng phạt, vậy liền muốn cẩn thận, bởi vì loại này nhiệm vụ kết thúc không thành cơ bản liền hẳn phải chết không nghi ngờ, nhiệm vụ đường bên trên liền sẽ chết, về phần không có trừng phạt, vậy thì đồng nghĩa với bên trong độc đắc liền đốc xuất cũng không cần thiết nhiệm vụ, sẽ nguy hiểm đến loại nào trình độ. hoặc là nói, loại này nhiệm vụ căn bản không cần tô hiểu đi chủ động tìm kiếm nhiệm vụ mục tiêu, mà là nhiệm vụ mục tiêu tìm đến hắn, không chết không thôi cái loại này, xem xét a à mổ thương thế, xác định không có gì đáng ngại về sau, tô hiểu hướng yên giấc phòng đi đến hắn cần để cho bi thương chi nữ giúp hắn tinh lọc hắc ám lúc này hắn toàn bộ cánh tay phải cùng với đại bộ phận thân thể đều một mảnh đen kịt đang bị một loại năng lượng ăn mòn đây là đánh chết xô thốt dẫn đến tô hiểu còn chưa đi ra cốt cản không trung bên trong ánh nắng liền giảm đi mây đen lần nữa bao phủ tại thiên không tô hiểu dừng bước lại nhìn về phía bên đường những cái đó mới vừa sinh ra thực vật một cái cỏ đuôi chó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo không chỉ có như thế hết thảy kiến trúc cũng bắt đầu biến thành màu đen tầng một xốp màu đen dơ bẩn leo lên bên ngoài tường bên trên Bạch Sơn Dương. Tô Hiểu nhìn về phía bầu trời, tiếp một cái nhiệm vụ mục tiêu cổ thần, đã không che giấu nữa tự thân tồn tại, trước đó xô thốt trưởng quản đồ vật, từ một vị khác cổ thần tiếp nhận, cho nên thế giới lại khôi phục thành trước đó bộ dáng. Tô Hiểu không chút nào để ý điểm ấy, hắn hiện tại phải nhanh một chút hoàn thành hai chuyện, một là loại trừ bên ngoài thân hắc ám, về phần chuyện thứ hai, nghĩ đến chuyện này, Tô Hiểu xoa nhẹ cái trán, hắn yêu cầu đem một người an bài đến rõ ràng. Nửa giờ sau, Tô Hiểu đẩy ra yên giấc phòng cửa phòng, tay bên trong cầm một cái trở vào bao bên trong thẳng kiếm, trên vỏ kiếm độ có thuần ngân, phát họa ra trường trà hoa văn, hộ thủ thành hình tròn, hộ thủ cùng lúc cán nơi một hình bán nguyệt hình hộ thủ vòng, để bảo vệ cầm kiếm người tay không bị địch nhân chém vào đến. Cảm tạ ngài, Linh đại nhân. Giá sách bên cạnh bi thương chi nữ lần đầu chủ động mở miệng, nàng đối với tô hiểu không người thi lễ, nhìn thấy tô hiểu tay bên trong thẳng kiếm, nàng liền rõ ràng rất nhiều chuyện. Tô hiểu ngồi tại đèn treo phía dưới chiếc ghế bên trên, không nói chuyện. Cảm tạ ngài, Linh đại nhân. Bi thương chi nữ mở miệng lần nữa, thanh âm vẫn là như vậy nhu hòa, nghe không ra rõ ràng tình cảm ba động. Đừng ở kia xử, thanh trừ ta bên ngoài thân hắc ám. Tô hiểu đánh cái hà hơi, trước đó vẫn luôn siêu phụ tại cảm giác xô thốt, cái này khiến hắn có chút buồn ngủ. Bi thương chi nữ đi vào tô hiểu người phía trước, quỳ một chân mặt đất bên trên, hai tay nâng lên tô hiểu cánh tay phải, đem tô hiểu tay phải để tại trên trán mình, bắt đầu thanh trừ tô hiểu bên ngoài thân hắc ám. Tê 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 màu đen sợi tơ lan tràn đến bi thương chi nữ mặt bên trên, lần này nàng thanh trừ rất chậm, ngay tại thanh trừ hơn phân nửa về sau, nàng đột nhiên thân thể mềm nhũng, mới ngã xuống đất. Đây là... hỏng rồi. Tô Hiểu bắt lấy bi thương chi nữ bả vai, quan sát một phen về sau, quyết định một lần nữa lên dây cót thử xem. Két, két, két. Vạn động mười mấy vòng về sau, bi thương chi nữ con người bên trong xuất hiện thần thái, nàng sau khi đứng dậy quan sát mấy giây, liền lại quỳ một chân mặt đất bên trên, giúp Tô Hiểu rõ ràng hắc ám. Này thanh kiếm đặt tại ngươi này bảo tồn, con rối, ngươi muốn biết thử quan chế tạo ngươi nguyên nhân à? Tô hiểu mặt bên trên hiện ra tươi cười, cả kiện chuyện bên trong, thử quan đều đưa đến người dẫn đạo hình tượng, trên thực tế này nữ nhân phá lệ cố chấp. Con rối không cần biết, con rối sứ mệnh chính là lưu tại này. Bi thương chi nữ còn không có lắp đặt tâm, bởi vậy không có chủ quan ý nghĩ, về phần bi thương chi nữ kia khỏa thủy tinh tâm từ chỗ nào được đến, tô hiểu phỏng đoán đại khái xuất là ni chế tạo, mà không phải thử quan. Vu sư hội sở hữu người bên trong, Chân chính để ý bi thương chi nữ chỉ có Nia, nàng hy vọng bi thương chi nữ có được chủ kiến. Làm cho người ta để ý chính là, Nia chết sau, bi thương chi nữ vẫn luôn tại yên giấc phòng bên trong, nàng thủy tinh tâm bị người nào đó gỡ xuống, lúc sau lại bị nhất danh liệp sát giả thu hoạch được, cũng cho nàng lắp đặt, khi danh liệp sát giả sắp chết lúc, lại đem bi thương chi nữ thủy tinh tâm gỡ xuống. Có thể xác định chính là, đây không phải thử quan làm, thử quan mặc dù cố chấp, nhưng nàng từ đầu đến cuối đối với Nia trong lòng còn có ấy nấy, Nia chết sau thử quan căn bản không dám trực diện bi thương chi nữ cuối cùng một tia hắc ám theo tô hiểu mu bàn tay bên trên bóc trà bi thương chi nữ đoan khởi bàn bên trên ấm trà đi giúp tô hiểu pha trà đánh chết xô thốt về sau bi thương chi nữ giải tỏa năng lực mới bưng trà đổ nước ta thân ái bằng hữu cái này con rối tô hiểu đưa tay ra hiệu cây xa chớ lên tiếng cây xa ngầm hiểu cười càng hèn mọn con rối ngươi cũng không buông tha nói đùa cu cu chúng ta lúc sau sẽ không lại đi làm vấn đề rất nguy hiểm đi, cây xa chỉ am hiểu làm ăn. Đương nhiên không nguy hiểm. Tô hiểu mặt bên trên hiện ra tươi cười, thấy cảnh này, cây xa trong lòng lập bột một tiếng, ám đạo xong. Đi làm kia sự kiện trước đó, ba hà, ngươi muốn trước nắm giữ mấy loại năng lực mới. Sẽ không biến thành cổ thần A. Ba hà mở rộng một cái cánh, nhìn mặt bên trên màu xanh đen lông vũ. Cũng sẽ không, chỉ là quá trình sẽ không quá tốt đẹp. So sánh lão đại ngươi sửa chữa, những cái đó chỉ là mưa bụi. Ba Ha mặt mũi tràn đầy không quan tâm, một cái bàn tay to nắm chặt cổ của nó, là A Mổ, bị Tô Hiểu khống chế A Mổ. A ha ha, lão đại, ta trước đi kéo cái phân, A ca, cứu ta. Nhìn, đau khổ dãy dụa, Ba Ha, bố bố ung cười có chút vô lương. Bản chương xong. Chương 26 Săn không Nguồn Mê truyện audio com Yên giấc phòng tầng 2, Ba Ha ngồi sổng ở thí nghiệm đài bên trên, một bên Tô Hiểu chính điều phối cái gì cùng cục một loại màu đậm hồng dung dịch tại thử trong khu vực quản lý quay cuồng tô hiểu đem pháp lực giá trị thẩm thấu đến dung dịch bên trong cảm giác sau xác định nguyên huyết không bên trong cơ bản không có cổ thần tế bào chờ mà là một loại kinh chiết xuất sau huyết thống loại vật phẩm hoặc là nói nó càng giống một loại chức nghiệp mô bản đem nguyên huyết không trừ vào chú xạ thương bên trong tô hiểu nhìn về phía ba ha này loại nguyên huyết có rất mạnh phá hư tính sẽ xuất hiện hai loại kết quả người biến thành dị không gian bên trong không biết sinh vật hoặc là người tiêu hóa nguyên huyết nghe đích xác không mỹ hảo, nhưng ta kháng được, gần nhất mấy trận chiến đấu, ta càng ngày càng xì dầu. Ba Hà rõ ràng có chút khó chịu, nó làm vì tiểu đội bên trong ám sát hệ, mỗi lần gặp được cường địch, đều không thành công ám sát qua. Tô Hiểu không lại nói tiếp, mà là theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra, bất hủ chi khế ước nhắc nhở. Người đã ký kết thứ hai tùy tùng, kịch độc ma ưng, Ba Hà. Ba Hà đồng dạng tiếp vào nhắc nhở, nó rung rung người bên trên lông vũ, nói. Ta chết đi, khế ước này cũng quá lãng phí, Ba Hà vừa dứt lời, Tô Hiểu liền một tay bắt lấy nó đầu, chú xạ thương đâm vào nó cổ bên trong. Cạch. Ba ha miệng bên trong phát ra cực kỳ thống khổ thanh âm, trực tiếp xù lông. A à này thật mẹ nó quá sức. Ba ha tại thí nghiệm đài bên trên lão đảo mấy bước, đụng ngã một mảnh thủy tinh vật chứa. Cách cách một tiếng, một cái ống nghiệm xuất hiện tại mấy mét bên ngoài, ngã tại mặt đất bên trên, không gian chung quanh bắt đầu không ổn định. Rống. Ba Hà hai cánh triển khai, một đạo thật lớn loài chim hư ảnh tại sau lưng nó xuất hiện một lát sau ba ha mới nằm thẳng tại thí nghiệm đài bên trên trên người cột vài vòng xiềng xích lão đại ta không biến thành cổ thần đi ba ha thân ảnh đột nhiên biến mất xiềng xích chất thành một đống tô hiểu đưa tay hướng bên người chập tới đem một mặt mộng bức ba ha theo dị không gian bên trong sách ra ngươi vẫn là ban đầu điểu dạng tô hiểu dập tắt giữa ngón tay thuốc lá buông ra ba ha ách ba ha cảm giác tô hiểu lời này có vấn đề nhưng lại tìm không ra bất kỳ tật xấu gì tô hiểu xem xét ba ha tư liệu lần này đoạt được ban thưởng cơ bản đều dùng tại ba hà trên người. Tên Liệp không ma ưng, ba hà loại hình Tùy tùng chức nghiệp Không huyết mạch sinh mệnh giá trị 100% pháp lực giá trị 5.770 điểm, tăng lên 2.000 điểm, độc năng lượng hạng mức cao nhất 5.770 điểm, nhưng thông qua pháp lực giá trị chuyển hóa, lực lượng 97 điểm, chân thực thuộc tính, tăng lên 17 điểm, cũng lột xác thành chân thực thuộc tính, nhanh nhẹn 134, chân thực thuộc tính, tăng lên 9 điểm, thể lực. 95, chân thực thuộc tính, tăng lên 10 điểm, trí lực. 27 mị lực. 45 kỹ năng 1, thép thân sát vũ, thụ động LV40. Sinh mệnh giá trị 2.800 điểm, pháp lực giá trị 5.500 điểm, vũ hộ giáp 42 điểm. Kỹ năng 2, liều mình trung thành, thụ động LV mát. Ba Hà đối với người sáng tạo ông lấy nồng hậu dày đặt lòng cảm kích, nguyện vì người sáng tạo chiến đấu tới chết. Kỹ năng 3, không chi ma ưng, chủ động LV69, Ba Hà có thể tiến hành không gian xuyên toa, mỗi lần tiêu hao 5200 điểm pháp lực giá trị, căn cứ khoảng cách mà định ra, này năng lực không cung đao thời gian, cần thừa nhận thể lực tiêu hao gánh vác. Kỹ năng 4, móc lốp, thụ động LV60. Như Ba Hà tại địch nhân lưng phía sau tiến hành tập kích, đem tạo thành nhanh nhẹn hai chân thực tổn thương, cơ sở tổn thương vì 142 điểm chân thực độc tố tổn thương. Kỹ năng 5, đoạn cổ họng, chủ động LV44. Ba Hà phát động móc lốp, thụ động, về sau, nhưng lập tức dính liền này năng lực dùng song trảo giật ra địch nhân cổ họng, tạo thành 200 điểm yếu hại tổn thương, cũng bổ sung 142 điểm chân thực độc thuộc tính tổn thương, cùng với trọng độ mất máu hiệu quả, cung đao thời gian 10 giờ, tiêu hao 200 điểm pháp lực giá trị. Kỹ năng 6, kịch độc ảnh, chung cực kỹ năng, thụ động, chủ động LV10. Bởi vì người sáng tạo năng lực đặc tính, Ba Hà được đến bộ phận tăng thêm, nó cơ thể bên trong ẩn chứa trưởng thành tính sinh vật năng lượng kịch độc, mỗi lần công kích có thể đối địch nhân tạo thành 142 điểm chân thực độc thuộc tính tổn thương nhắc nhở. Ba hà nhưng một lần đem kịch độc toàn bộ rót vào địch nhân thể nội, tạo thành tối cao 2.500 điểm chân thực độc tố tổn thương, ba hà đem suy yếu một năm giây. Nhắc nhở. Kịch độc ảnh vì có thể thành dài năng lực, ba hà thu lấy cao hơn tự thân giai vị sinh vật độc tố về sau, kịch độc ảnh đẳng cấp đem có thể tăng lên, tăng lên chân thực độc thuộc tính tổn thương đồng thời, ngoài định mức kèm theo năng lực khác. Kịch độc ảnh hiện có kèm theo đặc tính. Chí tử, tê liệt, chân thực tổn thương. Kỹ năng 7 mà ưng lĩnh vực, chung cực kỹ năng, chủ động LV20, Ba Hà có được 6 cái không gian chi vũ, khi nó hoàn toàn triển khai cánh chim lúc, 6 cái không gian chi vũ đem toàn bộ phá toái, gián đoạn, phong tỏa xung quanh 1000 mét hết thảy lục dài không gian năng lực, hiệu quả kéo dài 6 phút đồng hồ. Nhắc nhở. Không gian chi vũ sau khi vỡ vụn, mỗi hai cái tự nhiên ngày nhưng khôi phục một cái. Nhắc nhở. Này năng lực nhưng tiếng dai, điều kiện không biết. Nhắc nhở. Không gian chi vũ sau khi vỡ vụn, sáu cái hoàn toàn khôi phục phía trước, ba hà không cách nào xuyên toa không gian. ba ha tổng hợp thuộc tính có chút tăng lên, mặc dù chỉ mới tăng hai loại năng lực nhưng nó sức chiến đấu tiêu thăng, hiện tại ba ha mới thật sự là kẻ ám sát, đến vô ảnh, đi vô tung. đột nhiên xuất hiện, một trảo giật ra địch nhân sau gáy, lúc sau xong trảo đoạn cổ họng, cũng tại địch nhân thể nội rót vào đại lượng kịch độc, tạo thành khủng bố chân thực tổn thương về sau, lại đột nhiên biến mất. càng quan trọng hơn là, ba hà tồn tại thời hạn biến mất. như thế nào. có điểm lạ Ba Hà nâng lên cánh gãi đầu một cái, nghe được nghi vấn của nó, tô hiểu tay bên trong ngưng kết ra một viên lớn chừng trái nhãn tinh thể cầu, bọc một tiếng bắn ra, hung hăng đánh vào ba Hà đầu bên trên. Đau quá! Ai? Làm sao lại như vậy đâu? Ba Hà dùng cánh gõ gõ chính mình bộ ngực, lại ngửi ngửi phòng bên trong mùi. À, hóa ra là biến thành sinh vật. Tao lời nói không ngừng ba Hà đột nhiên trầm mặt, nó phải nhanh một chút nắm giữ hiện tại năng lực. Bố bố, A à mổ, các ngươi tại này chờ lệnh. Lưu lại những lời này, Tô Hiểu rời đi yên giấc phòng, thẳng đến Vu sư hội. 10 phút sau, Vu sư hội 30 tầng, cựu thần giáo đường phía trước, Tô Hiểu đẩy ra cửa đá, Gus vẫn như cũ treo ngược, thử quan còn lại là che kín tấm thảm, tại ghế đá ngủ say. Tình báo điều tra thế nào? Gus mở ra kia trắng bệch con ngươi, Tô Hiểu theo rời đi đến trở về, trước sau cũng liền một giờ, rõ ràng không thuận lợi. Làm thịt. Tô Hiểu dừng bước tại thử quan ghế đá phía trước. Ngươi đem. Ngươi điều khiển làm thịt. Gus có chút không dám tin nhìn tôi Hiểu, Tôi Hiểu không đi để ý tới Gus, mà là tại thử quan trước mặt vỗ tay phát ra tiếng. Nói chuyện lúc ngữ tóc mau chút. Ừm. Cái gì? Thử quan mở ra con ngươi, kia trương trên khuôn mặt già nua có chút mờ mịt. Ha ha ha, xô thốt bị ngươi làm thịt, ha ha ha, ngươi vừa rồi ngữ khí. Ha ha ha. Xô thốt, chết tư vị không tốt a. À. Gus cười lớn, cười đáp đã điên cuồng, xích sắc đinh đương rung động. Bạch Sơn Dương rất nhanh sẽ tìm tới cửa, trước lúc này, ngươi muốn giúp ta làm một chuyện. Tô Hiểu giật xuống thử quan trên người tắm thảm, thử quan bụng dưới trở xuống vị trí trống rỗng, Tô Hiểu ánh mắt nhìn về phía Gus. Cái này, ngươi đều biết. Gus mặt bên trên tươi cười dần dần biến mất, ngữ khí trầm thấp tiếp tục nói. À, không sai, là ta giật xuống tới, ngươi quái vật này, thông minh cùng quỷ đồng dạng. Giúp ta đi đối phó một người, liền hiện tại. Đối phó ai? Gus thường ngưỡng thân thể, cùng cục một tiếng kéo đứt xiền xích. Cổ thần bên trong. Khó đối phó nhất một cái. Tôi hiểu nói đến đây, đều không vẻn vẹn mặt lộ vẻ tươi cười, bởi vì khó đối phó nhất kia danh cổ thần từ đầu đến cuối tại Ngụy Trang. Tôi hiểu không đoán sai, đó chính là nhiệm vụ cuối cùng khâu chung cực đại bốt, tôi hiểu không định gò bó theo khuôn phép một đám thu thập, mà là trực tiếp sắp hết cực đại bốt an bài rõ ràng, làm cho đối phương còn không có tránh thoát trói buộc liền lạnh thấu. Tôi hiểu lo lắng duy nhất chính là, chính chạy đến Bạch Sơn Dương có thể hay không bị dọa chạy, vậy thì khó làm. Bản chương xong. Chương 27. Bố trí. Nguồn mê truyện audio com làm tôi hiểu theo cựu thần giáo đường bên trong rời đi lúc bất hủ vu sư gus chính ngồi tại giáo đường bên trong bậc thang bên trên bên cạnh chân có một đống dính đầy máu đen vải gus ta chế tạo con rối thử quan kia suy yếu thanh âm truyền đến theo cuculin suy đoán đến xem con rối là cái kia tồn tại khả năng tối cao ta đã sớm nói cho nia con rối không thể có tâm gus buông tay ra bên trong xiềng xích hắn vẫn luôn treo ngược là tại thông qua năng lực bản thân làm dịu đau khổ vì tôi thánh ngân toàn thân hắn 90% trở lên diện tích trọng độ bỏng, người bình thường chịu này loại tổn thương, coi như không chết cũng sẽ bị hành hạ điên. Thế nhưng là, nàng hiện tại cũng không có tâm. Thử quan thần sắc không có thay đổi gì, ánh mắt tan rã, không biết đang suy tư điều gì. Này trọng yếu sao? Gus nhếch miệng cười cười, hắn nếm thử hoạt động cánh tay, cháy đen trên da hỏa tinh chấp động, tôi ngân thống khổ kéo dài đến nay, bất quá hắn đã sớm thói quen. Này bình thường sao, Gus, đừng bị người sử dụng. Thử quan nhắm lại con ngươi, tiếp tục ngủ say. Hắn trừ đi xô thốt, ta giúp hắn giải quyết con rối, thực công bằng. Gus nhìn kia đóng chặt cửa đá, hai ngày sau đêm khuya, hắn sẽ đi tìm con rối. Dung nhập hoàn cảnh bên trong bố bố ung xuyên thấu vách tường, nếu như hết thảy thuận lợi, hai ngày thời gian vậy là đủ rồi, về phần con rối, con rối không có cái gì vấn đề, đây chỉ là cái ngụy trang. Tô hiểu không thể xác định Gus, thử quan, Loren ba người phải chăng có vấn đề, bởi vậy liền chuyển giờ này ba người ánh mắt, nguyên nhân chính là như thế, hắn mới ủy thác Gus tại hai ngày sau diệt trừ bi thương chi nữ. Tô hiểu đích xác không cách nào xác định Gus ba người phải chăng có vấn đề, nhưng hắn có thể xác định bi thương chi nữ không có vấn đề, chỉ ít hiện tại không có vấn đề. Rời đi vu sư hội về sau, tô hiểu trở về yên giấc phòng, bi thương chi nữ chính an tĩnh đứng tại giá sách bên cạnh, hai tay trói tại bụng dưới phía trước. Ngồi tại đèn treo hạ chiếc ghế bên trên, tô hiểu một tay cầm bi thương chi nữ thủy tinh tâm, một cái tay khác bên trong là hy vọng chi trái tim, mắt bên trong như có điều suy nghĩ con rối, nếu như ta nhớ không lầm, Ni chỉ là vừa trưởng thành mà thôi, nàng tại tu hành đồng thời, sẽ không có quá nhiều thời gian cùng thử quan học tập chế tạo, hoặc là nói, nàng nắm giữ loại này năng lực, cũng không thể tăng cường nàng sức chiến đấu, cho nên. Tô hiểu ánh mắt nhìn về phía bi thương chi nữ, tiếp tục nói. Này khỏa tâm, là ai tạo? Mới vừa đánh chết xô thốt lúc, tô hiểu cho rằng thủy tinh tâm là Ni tạo, nhưng nghĩ lại, liền đánh giá ra trong đó manh mối. Ni rất không có khả năng có thời gian nắm giữ loại này năng lực, nói cách khác, này khỏa thủy tinh tâm xuất hiện là căn cứ vào ni ý nguyện nhưng cũng không phải là ni chế tạo bi thương chi nữ miệng khép mở lại bị cách âm thấy cảnh này tô hiểu mặt bên trên hiện ra tươi cười ni chưa từng cùng cái khác người nói chuyện đương nhiên ngoại trừ ngươi này con rối bên ngoài đúng vậy cu cu linh đại nhân bi thương chi nữ hơi cúi đầu vẫn là biết gì trả lời đó không cùng những người khác nói chuyện điểm ấy rất tốt sử dụng tô hiểu tay bên trong phát lực tay trái bên trong thủy tinh trong lòng dần dần hiện ra vết trách tinh thể phá toái, thủy tinh tàn phiến theo tô hiểu giữa ngón tay trượt xuống. Con rối, này khỏa thủy tinh tâm, là ai tạo? Tô hiểu hỏi ra cùng lúc trước giống nhau vấn đề. Con rối không biết, ni đại nhân tại ngày nào đó đạt được nó, đây là ni đại nhân đưa cho con rối lễ vật. Bi thương chi nữ không còn là cách âm hình thức. Ồ, phải không? Tô hiểu lắc lắc tay bên trên thủy tinh tàn phiến, tiếp tục hỏi. Như vậy, là ai giúp ngươi lấy ra này khỏa tâm? Là Loren đại nhân bi thương chi nữ tự hồ giải trừ một loại nào đó hạn chế sẽ không còn bị cách âm loren còn có thể hành động có thể cucu đại nhân mới sinh mệnh sinh ra lúc loren đại nhân có thể tránh thoát bạch sơn dương sau 7 ngày hắn sẽ lần nữa bị trói buộc bi thương chi nữ cũng không bởi vì thủy tinh tâm bị hủy mà tiết hận này nguyên bản liền không là thuộc về nàng đồ vật tình báo vẫn như cũ không nhiều nhưng cái này khiến tô hiểu nghiệm chứng trước đó phỏng đoán ba tên bất hủ vô sư bên trong loren là bi thảm nhất hắn vẫn luôn bị lợi dụng lần nữa trong lúc tụ tập thử quan, Gus hai người, thậm chí gây dựng vu sư hội. Thời khắc sống còn, Loren phát hiện dị thường, đáng tiếc đã chậm, Bạch Sơn Dương làm hắn vĩnh viễn ngậm miệng, chỉ có thể yên lặng nhìn, tiếp tục bị lợi dụng. Ta thân ái bằng hữu, người đây là. Vẫn luôn tại đứng ngoài quan sát cây xa gãi đầu một cái, tình huống có chút phức tạp, hơn nữa không phụ đề, hắn hoàn toàn không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Này cũng đều không hiểu. A à, mổ vai bên trên ba hà hư không tiêu thất, xuất hiện tại tô hiểu đầu vai, thấp giọng mở miệng. Lão đại, này cái gì tình huống, kênh đoàn đội nói rõ một chút. Tô hiểu không nói chuyện, mà là mang lên A mổ, ba ha, cây xa rời đi yên giấc phòng, lần nữa hướng vu sư hội tiến đến, hắn đầu bên trong ý nghĩ hoàn toàn rõ ràng, lúc sau chính là từng vòng từng vòng dọn dẹp. Chạy tới vu sư hội trên nửa đường, bố bố ung cùng tiểu đội hội hợp, cũng ra hiệu, gus bên kia đã lừa dối. Làm yên lòng, hiện tại bọn họ ngộ nhận là con rối tiểu tỷ tỷ có vấn đề. Rất tốt. Gus có lẽ không có vấn đề, nhưng lúc sau không thể hành động bị Loren phát giác được, không phải vạn bất đắc dĩ, còn không thể giết hắn, hắn là đối phó Bạch Sơn Dương mấu chốt. Tô hiểu đi tại thanh lãnh đường phố bên trên, đến vu sư hội về sau, thẳng đến vu sư hội tầng 5, nơi này bố trí truyền tống trận, liên tiếp những thành thị khác vu sư hội phân bộ, giao nộp ngân tệ có thể sử dụng. Mới vừa đến tầng 5 trước truyền tống trận, Tô hiểu liền gặp được người quen, là trước kia tại vu sư hội 10 tầng gặp được kia danh nữ phù thủy, tự xưng là kẻ đáng thương kia vị. 50 ngân nữ phù thủy ngẩng đầu nhìn đến là tô hiểu về sau, liền không lại chú ý, đây là 50 mai ngân tệ, nữ sĩ. Cây xa biết tô hiểu tay bên trong không ngân tệ, bởi vậy chủ động trả tiền. Nhà mình đồ vật, không cần tiền, thời gian sử dụng cẩn thận một chút, làm hư rất đắt. Nữ phù thủy buông xuống tầm mắt, một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng. Tô hiểu cùng nữ phù thủy sự qua người lúc, nữ phù thủy đột nhiên bắt hắn lại cánh tay. Người! Phát hiện à! Nữ phù thủy không đi xem tô hiểu, tô hiểu cũng không nhìn nàng, hai người một trạm ngồi xuống, đứng sóng vai. Tô hiểu biết này phù thủy sư tại hỏi cái gì, nhưng này loại trước mắt, hắn không thể trả lời, sẽ đối với kế hoạch có ảnh hưởng. Hắn yêu thích uống rượu, tiễn hắn chạy, cho hắn bình rượu, xin nhờ. Nữ phù thủy cúi đầu, nước mắt theo nàng mặt bên trên trượt xuống. Ngươi! Muốn chết phải không? Tô hiểu nghiêng đầu nhìn về phía nữ phù thủy. Này loại hung bạo khí tức, quả nhiên, chỉ có như ngươi loại này càng ác gia hỏa, tài năng giết chết sô thốt. Nữ phù thủy nếp nhăn trên mặt càng sâu, chỉ là ngắn ngủi mấy giây, nàng liền thương lão mười mấy tuổi, biến thành một cái lão thái bà. Nếu như ta tử năng lấy lòng ngươi, đồng thủ đi, bất quá. Đưa tiễn hắn phía trước, cho hắn bình rượu ngon. Nữ phù thủy vừa dứt lời, một tiếng vang trầm truyền đến, nàng đầu khảm tại vách tường bên trong. Tô Hiểu theo đá vụn bên trong rút tay ra cánh tay, đứng tại truyền tống trận bên trên. Đa tạ. Nữ phù thủy theo đá vụn bên trong ngẩng đầu, lau đem trên mặt vết máu, không gian ba động hiện lên. Tôi hiểu đám người biến mất tại truyền tống trận bên trên. Bản chương xong. Chương 28 Sương Mù Tán Nguồn Mê truyện audio com con Kiêu Thành, Vu Sư Hội Phân Bộ Cũ kỹ truyền tống trận bên trên đột nhiên sáng lên bạch quang, tô hiểu trống rỗng xuất hiện, bố bố ung, a mổ, ba ha, cây xa đều đứng tại phía sau hắn. Ở vào truyền tống trận chết đối diện, một chỗ khảm tại trên tường đá bản gỗ tủ kính về sau, đại phiến rễ cây bệnh ở đây. Két, két như là cây cối hoạt động, một đôi ẩm đạm không ánh sáng con người theo rễ cây bên trong mở ra. Ngươi đã đến. Ngồi tại bánh xe gỗ ghế bên trên lão Vu sư thanh âm ám câm, chung quanh rễ cây phun trào, hắn đẩy về phía trước bánh xe dẫn động ghế dựa, theo rễ cây bên trong tránh thoát, hắn nửa người trên cùng người thường không khác, chỉ là tóc xám trắng có chút thưa thớt, mà hắn hai chân, còn lại là theo đùi trở xuống vị trí bị đánh gãy. Theo vết thương gần đây kia cao thấp không đều vải rách có thể nhìn ra, lão Vu sư hai chân không phải bị lời khí chặt đứt, mà là bị một loại nào đó hình sợi dài cùng khí một chút nện đứt. Lão Vu sư dưới thân bánh xe gỗ ghế giữa áp quá mặt đất bên trên cơ quan, hắn người phía trước bản gỗ nhanh chóng mục nát, phá toái, bao quát phía dưới kia cao hơn một mét tường đá. Như thế nào, liệp sát giả, nhiệm vụ thuận lợi à? Lão Vu sư đẩy bánh xe gỗ ghế giữa hướng Vu sư hội phân bộ bên trong tiến lên. Không đoán sai, ngươi là thượng nhất giới ký thể. Tô hiểu ra hiệu a mổ đi hỗ trợ, a mổ ngầm hiểu, đi vào lão Vu sư phía sau, giúp hắn đẩy xe lăn. Lão Vu sư trầm mặt chỉ chốc lát, ngược lại mặt bên trên hiện ra tươi cười ký thể, thực chuẩn xác xưng hô, không sai, ta là thượng nhất giới ký thể, nếu như không xảy ra ngoài ý muốn, Nia là một đời mới ký thể, nàng so ta hoàn mỹ rất nhiều, càng gần sát, nó, kỳ vọng, thậm chí, nó còn tại Nia thể nội lưu lại cổ thần máu, làm nàng càng thích hợp trở thành vật chứa, đáng tiếc, Loren quá thông minh. Lão Vu sư về phía trước dương lên đầu, ra hiệu A Mổ tiếp tục đẩy hắn về phía trước. Tiến lên xa mười mấy mét, lão Vu sư tay tại vách tường bên trên vỗ xuống, một đạo cửa nằm dâng lên. A Mổ nhìn về phía Tô Hiểu, được đến tô hiểu cho phép, đẩy lão vu sư vào cửa ngầm. Đây là gian trăm mét vuông lớn nhỏ mật thất, bên trong có mấy hàng giá gỗ, trên giá gỗ lạc đầy tro bụi, bày biện trên trăm viên thủy tinh tâm. Tô hiểu tùy tiện cầm lấy viên thủy tinh tâm, mặt bên trên có thể nhìn thấy tỉ mỉ vết rách, hiển nhiên đây đều là thất bại phẩm. Ngồi tại một cái trên thùng gỗ, tô hiểu nhóm lửa điếu thuốc, lão vu sư nhìn những cái đó thủy tinh tâm, con người có chút thất thần. Ngươi là thế nào phát hiện? Lão vu sư, siêu, a à chíp hỏi ra trong lòng nghi hoặc, một bình rượu đột nhiên bay tới, hắn mắt lộ ra vui mừng, sau khi nhận lấy, cắn mở một bỏ vào liền ngửa đầu uống vào mấy ngụm lớn. A à, vẫn là cái này tốt. Siêu, A Chip phun ra khẩu mùi rượu, mặt bên trên xuất hiện một tia huyết sắc. Ta nói, ngươi bổ sung, không đồng ý, ta đem ngươi đầu vặn xuống tới làm ghế ngồi. Tô hiểu miệng bên trong phun ra khẩu khói xanh, siêu, A Chip cũng không phải là cuối cùng đại bốt, đối phương chỉ là một cái ký thể, mà lại là bị bỏ qua ký thể cái kia cổ thần tính danh ta tạm thời không rõ ràng, nhưng có thể xác định chính là. Tô Hiểu mới nói được này, lão vu sư ra hiệu hắn có lời muốn nói, Tô Hiểu hơi dương lên cái cầm, ra hiệu đối phương nói. Hắn là a thốt tới tự không biết lĩnh vực thần linh, nó vừa tới cái này thế giới lúc, trọng thương đến gần như sắp chết, nghe nói, tại hắn nguyên bản sở tại cự đại thế giới bên trong, hắn chỉ là một loại khái niệm, hoàn toàn bằng bản năng vận hành, nhưng hắn sở tại cự đại thế giới hỏng mất, hắn cùng cái khác cổ thần rời đi cái kia cự đại thế giới, bởi vì giới bốc ra, hắn theo khái niệm thần, thoái hóa đến cổ thần, người điều khiển, sâu thốt cũng giống như thế. Lão vu sư lại uống vào mấy ngụm rượu, vừa lòng thỏa ý. Thì ra là thế. Tô hiểu lần này triệt để nghiệm chứng trong lòng phỏng đoán. Nếu như ta suy đoán không sai, a gia thốt bởi vì trọng thương mà phân liệt, hắn ý thức cùng thân thể tách ra. Không sai. Lão vu sư lại uống vào mấy ngụm rượu tỉnh táo lại, hắn trong lòng biết rõ, này loại lão âm tất cùng hắn nói như vậy nhiều, hắn hôm nay nhất định sẽ chết ở đây. Tô Hiểu không trực tiếp diệt trừ lão Vu sư, chủ yếu là bởi vì đối phương đã không uy hiếp, hắn tới này là muốn xác định A Gia Thốt ý thức gửi ở đâu. Căn cứ Tô Hiểu phỏng đoán, A Gia Thốt ý thức tại rất nhiều năm trước gửi vào nhất danh nhân loại thể nội, đối phương tên là Siêu Alexander, mà lão Vu sư tên là Siêu Achit. Thế giới người thủ vệ, chúng ta nguyện tắm rửa tại ngài Vinh Quang hạ. Siêu Alexander, thần lịch niên 1157. Đây là cổ thần ở thốt pho tượng phía dưới một câu, mà Siêu Alexander chính là lão vu sư Siêu a à, chiết tổ tiên, hắn thờ phụng xô thốt chỉ là vì tê liệt xô thốt mà thôi, cũng không phải là chân tâm thật ý. Không chỉ có như thế, siêu gia tộc kỳ thật vẫn luôn duyên tồn đến đến nay, cũng chia hai mạch, nhất mạch vẫn như của họ Siêu, một mạch khác sửa họ vì Men. Bất hủ vu sư Men Loren chính là siêu gia tộc hậu duệ, chỉ là chính hắn không rõ ràng mà thôi. Siêu gia tộc tổng cộng có hai mạch, nhất mạch vì Loren gia tộc, cũng chính là nguyên gia tộc, một mạch khác là lão vu sư a à, chiết gia tộc, tên là siêu gia tộc này hai mạch gia tộc đều là từ a -gia -thốt ý thức khống chế siêu gia tộc phụ trách truyền thừa a -gia -thốt ý thức cũng tại ngoài sáng thượng lấy lòng người điều khiển xô thốt kỳ thực là muốn lợi dụng đối phương men gia tộc còn lại là mai quân cờ men loren hết thảy hành động bao quát tụ tập thử quan gus cùng với thảo phạt người điều khiển xô thốt chờ đều là a -gia -thốt ý thức tại phía sau màn điều khiển a -gia -thốt mục đích rất đơn giản hắn nhục thể cùng ý thức tách ra nguyên bản thân thể quá mức cường đại hơn nữa sinh ra thú tính, sẽ không dễ dàng tiếp nhận hắn nguyên bản ý thức. Cho nên A Thốt liền sử dụng ngoan gia tộc, đi đối kháng người điều khiển sô thốt Mà bất hủ vu sư, Loren lần đầu đối với người điều khiển xô thốt thảo phạt, nhất định không có kết quả, đây đều là an bài tốt, chân chính trọng điểm, là để cho bọn họ bồi dưỡng được nia. Từ đầu đến cuối, Aja Thốt đều không cho rằng ngoan gia tộc có thể đối kháng người điều khiển xô thốt hắn chỉ là cần để cho ngoan gia tộc đi đối kháng cổ thần mà thôi, cũng không phải là muốn thắng, mà là làm ngoan gia tộc tại đối kháng đường bên trên, bồi dưỡng được nhất danh có thể đối kháng chính diện cổ thần người, đây mới là trọng điểm. Làm cái này có thể đối kháng cổ thần người xuất hiện sau, A Gia Thốt sẽ gửi vào cái này người thể nội, đi đối phó chính mình bản thể, không cần chiến thắng, chỉ cần chiến đấu một đoạn thời gian, hắn liền có thể trở lại bản thể bên trong, khôi phục lại vừa tiến vào cái này thế giới lúc thực lực. Làm thử quan bồi dưỡng được như về sau, A Gia Thốt thấy được hy vọng, hy vọng chi quan ni lúc này được nghe lại xưng hô này thì có khác biệt ý vị a thốt vừa mới chuẩn bị chiếm cứ ni thân thể vẫn luôn bị lợi dụng loren đứng dậy hắn vẫn luôn tại ngụy trang chờ chính là giờ khác này có thể xưng bại phương mvp phía sau màn đại bốt a thốt lật xe ni thành công rời đi vu sư hội đi đối phó người điều khiển xô thốt dù cho nàng là bởi vì một đám âm mưu mà xuất hiện nhưng nàng hoàn thành sứ mệnh chi chiến ni chiến đấu đến thời khắc sống còn này thông minh thiếu nữ cũng phát hiện cái gì, cho nên nàng lưu lại một chuỗi chữ nhỏ. Sứ mệnh đã là số mệnh. A Gia Thốt cũng không phẫn nộ đến thất thố, hắn lựa chọn tiếp tục chờ đợi, chờ đợi kế tiếp nhi xuất hiện. Nhưng mà, cái thứ hai nhi còn không có xuất hiện, diệt pháp giả liền đến, A Gia Thốt tâm thái phát sinh một chút biến hóa, này theo một chuyện khác bên trong có thể đánh giá ra. Nghe thực phức tạp, kỳ thực rất đơn giản, A Gia Thốt bởi vì trọng thương ý thức cùng thân thể phân liệt, bởi vì hắn thân thể sinh ra thú tính, cho nên hắn yêu cầu gửi vào một bộ đối lập nhau cường đại, hơn nữa có tư cách cùng cổ thần chiến đấu vật chứa bên trên, đi cùng chính mình thân thể chiến đấu, dùng cái này đoạt lại thân thể. Hoặc là nói, không có ai gia thốt ý thức che chở, ni trưởng thành không đến cái loại này trình độ, sớm bị người điều khiển, số thốt phát giác được. Siêu gia tộc biết bí mật này, nhưng bọn hắn vĩnh viễn nói không nên lời, men gia tộc còn lại là không rõ ràng, tại bị sử dụng bên trong đau khổ dãy dụa. Loren, thử Quan, Gus đều bị lợi dụng, sự phản kháng của bọn họ là đã an bài tốt, hoặc là nói, Bạch Sơn Dương, Sô Thốt, Thú Tính, A Gia Thốt là một đám, mà A Gia Thốt ý thức, còn lại là một cái khác thế lực. Bi thương chi nữ tâm, là lão vu sư, siêu, A à Chiếc chế tạo, ở thời kỳ đó, hắn đang bị A Gia Thốt khống chế, kia khỏa thủy tinh tâm nhưng thật ra là khẩn cấp trang bị, đáng tiếc, đã bị tô hiểu phá hủy. Bi thương chi nữ tại trang thượng thủy tinh tâm sau sẽ nói dối, kia là đương nhiên, bởi vì vào lúc đó, con rối đã bị điều khiển. Mà Lorraine, thử quan, Gus, ni phản kháng, cũng không phải là không ý nghĩa, cái này thế giới lại biến thành này dáng vẻ, cùng a gia thốt ý thức không quan hệ, đích thật là người điều khiển, sô thốt cùng Bạch Sơn Dương đưa đến. Ngươi thế mà có thể trở thành luân hồi nhạc viên ở cái thế giới này người dẫn đạo, siêu, a chip, Tô hiểu đơn giản tự thuật về sau, liền vẽ mặt tươi cười nhìn siêu, a chip, Lão vu sư, siêu, a chip mặt mo co lại, bởi vì hắn cảm giác, lần này tới cái so a gia thốt ý thức càng kinh khủng ta hiện tại chỉ là cái lão già hòm hẹm, sẽ không trái với luân hồi nhạc viên điều lệ, trở thành người dẫn đạo cũng không kỳ quái, bất quá. Người này rượu như thế nào có cổ mùi lạ? Lão vu sư liếc nhìn tay bên trong vỏ chai rượu, lại nhìn về phía tô hiểu. Đó không phải là rượu, ta xưng nó là T4937 hào dung dịch, thông tục tới nói chính là năng lượng tính kịch độc cụ hiện dung dịch. Nghe được tô hiểu những lời này, lão vu sư sửng sốt, hắn trước kỳ thật nghĩ tới tô hiểu sẽ tại trong rượu hạ độc, nhưng bây giờ vừa nhìn, đối phương mẹ nó căn bản không cho hắn uống rượu, mà là cho hắn bình cùng rượu mạnh cảm giác giống nhau kịch độc. Trong rượu hạ độc, hiệu suất quá thấp, trực tiếp cấp địch nhân uống thuần thuốc độc mới là ổn thỏa phương pháp. Bản chương xong. Chương 29 Sử thượng thảm nhất đại bốt Nguồn Mê truyện audio com Lão vu sư trầm mặt chỉ chốc lát, đem vỏ chai rượu đặt tại bên cạnh chân. Hương vị kỳ thật cũng không tệ lắm, lại đến một bình. Lão vu sư ngạnh hạch yêu cầu rượu. Tôi Hiểu lại lấy ra bình T4937 hào dung dịch, vứt cho lão vu sư về sau, lão vu sư hữu tư hữu vị tiếp tục uống lên tới. Phong chi tâm đã bị ngươi bóp nát đi, ta có thể cảm giác được, về phần a gia thốt ý thức hiện tại gửi ở ai thể nội, ai. Ta lười nói. Lão vu sư này cổ hắn lười nói, đã bất đắc dĩ lại chua xót, đây là bị an bài đến rõ ràng sau mới phát ra cảm khái. Khó trách ngươi nguyện ý cùng ta nói như vậy nhiều, hóa ra là tại trì hoãn thời gian. Tôi hiểu không trả lời, mục đích đã đạt tới, hắn không có cấp địch nhân giải thích thói quen. Quy, tiểu tử, nói một câu nghe một chút. Lão vu sư chỗ cổ hiện lên màu xanh mạch máu, kịch độc bắt đầu phát huy tác dụng, loại độc này có hiệu quả chậm, nhưng độc tính dị thường bá đạo. Ngươi chân, là ai đánh gãy? Tô hiểu hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Cái này sao, ha ha ha. Lão vu sư cười nhẹ một tiếng, tiếp tục nói. Ngươi có lẽ sẽ không tin tưởng, đây là bi thương chi nữ đánh gãy, cái kia con rối, đã sớm không cần cái gì thủy tinh tâm, ni chết sau, nàng liền không đơn thuần là con rối như vậy đơn giản, thử quan chế tạo trình độ, làm cho người ta nhìn không thấu, a, à, lão vu sư thở vào một hơi, tay bên trong bình rượu trượt xuống, cách cách một tiếng ngã thành mảnh vỡ. A gia thốt ý thức, thú tính A gia thốt, đã là hai cái độc lập tồn tại a. À. Tô hiểu miệng bên trong thấp giọng lầu bầu, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác thú tính A gia thốt cũng sẽ không dễ đối phó, bất quá bây giờ, hắn muốn trước đem Aja thốt ý thức giải quyết, nếu như hai người một lần nữa kết hợp, có trời mới biết sẽ là mấy cấp, coi như đội lên thấp giai, hắn cũng gánh không được. Trong lòng 70% trở lên nghi hoặc đều cởi bỏ, siêu gia tộc cùng ngoan gia tộc quan hệ cũng chảy vuốt rõ ràng, Tô Hiểu lấy ra một bình nhỏ dầu hỏa, để qua lão vu sư thi thể bên trên, cũng đem tàn thuốc gãy tại mặt đất bên trên. Hô một tiếng, ngọn lửa dâng lên, đánh chết lão vu sư, chỉ có đánh chết nhắc nhở, không có cái gì ban thưởng, bởi vậy có thể thấy được, lão vu sư tại thoát ly Aja thốt khống chế về sau, đích xác giúp luân hội nhạc viên đã làm nhiều lần chuyện, bởi vậy bị phán định làm khế ước người một loại thân phận. Có thể coi là như thế, lão vu sư cũng phải chết, vạn nhất a -Gia thốt ý thức lại chuyển dời đến hắn thân thể bên trong, sự tình sẽ không hay. Đầu tiên, men ở Loren hiềm nghi hoàn toàn loại bỏ, hắn không thể nào là a -Gia thốt ý thức ký thể, bởi vì hắn đang bị bạch sơn dương năng lực ăn mòn, hắn biết đến thực sự quá nhiều, những cái đó ác thần ngay tại trừng phạt hắn, làm hắn sống ở đau khổ bên trong. Thử quan, Gus thì kém hơn một bậc, bọn họ so Loren ít hiểu biết, bởi vậy thừa nhận đau khổ cũng ít một ít. Loren đã từng làm ra hết thảy, đều là tại bị sử dụng, bao quát thành lập vu sư hội, nhưng Loren đã làm được không thẹn với lương tâm trình độ. Lão vu sư trước đó hình dung ba tên bất hủ vu sư nói cũng rất thú vị, vĩ đại đáng thương người, hiện tại suy nghĩ, đích thật là như thế. Bọn họ phản kháng cổ thần, muốn để cái này thế giới khôi phục bình thường, ở giữa mặc dù vẫn luôn bị lợi dụng, nhưng bọn hắn đích xác vĩ đại qua, nhưng cũng đồng dạng là đáng thương người. Chính lý rõ ràng ý nghĩ, Tô Hiểu theo mật thất bên trong đi ra, đi bộ mười mấy mét về sau, đến trước truyền tống trận. Một lát sau, Tô Hiểu trở về Hơ Ru Thành Vua sư hội tổng bộ, cũng khó trách nơi này bình dân sinh hoạt đau khổ, Hơ Ru Thành là tại người điều khiển hết sô thốt bức hiếp hạ kiến trúc, Vua sư hội còn lại là tại A Gia Thốt ý thức sử dụng bên trong thúc đẩy. Này loại thống trị hạ, bình dân có thể được sống cuộc sống tốt mới gặp quỷ, cổ thần vĩnh viễn cao cao tại thượng, căn cứ bọn họ yêu thích điều khiển chúng sinh. So sánh bọn họ, Nguyệt Chi Thần quả thực là cổ thần bên trong một dòng nước trong mà người điều khiển ở thoát chi lưu, còn lại là tại thỏa thích chà đạp cái này thế giới. Trở về vu sư hội tổng bộ, Tô Hiểu từ thang lầu đến 30 tầng, tiến vào cựu thần giáo đường bên trong. Tư rồi tư rồi mài vũ khí thanh truyền đến, Gus chính ngồi tại một khối đá vuông phía trước, mài dũng một cái trường bính chiến phủ. Không cần thúc, hai ngày sau, ta sẽ đi giải quyết con rối. Gus cũng không ngẩng đầu lên mở miệng. Khi sự kiện không cần. Từng. Gus dừng lại mài dũa. Xảy ra chút hiểu lầm, con rối không có vấn đề lưu lại những lời này, tôi hiểu quay người đi ra cựu thần giáo đường, Gus ngừng chỉ chốc lát, liền tiếp tục mài dũa lưỡi búa, hắn có thể cảm giác được, có cái đại sự gì sắp xảy ra. Ra cựu thần giáo đường, tôi hiểu ngồi tại trên bậc thang đá chờ đợi, bố bố ung lưu tại cựu thần giáo đường bên trong để phòng vạn nhất, ba ha thì ở vào yên giấc phòng bên trong, a mộ ở vào vua sư hội tầng 1, về phần cây xa, hắn cũng tại làm một cái rất quan trọng sự, kế hoạch đến kết thúc công việc khâu. đợi một giờ tả hữu thở hồng học cây xa từ phía dưới cầu thang chạy tới làm xong cây xa lau đầu bên trên mồ hôi nóng, lại thấp giọng nói chút cái gì. Vậy thì đi gặp bọn họ. Bọn họ thế nhưng là cao hứng đến không được, nghĩ đến cũng là, kia dù sao cũng là băng hồn ma dược phối phương. Cây xa cười có chút hèn mọn, hắn vừa rồi đi liên lạc ngoan gia tộc. Vu sư hội 10 tầng, một gian bị lâm thời thu thập ra phòng khách bên trong, mười mấy danh vu sư đang bề bộn lục, phòng trung tâm hình tròn bàn đá bên trên trưng bày các loại thức ăn, thoạt nhìn rất không tệ. Khách nhân tùy thời đến, động tác mau chút thân xuyên cổ đại kiểu dáng quý tộc phục, mặt trắng không râu ngoen Ostra thúc dục, so sánh mặt khác thân xuyên trường bào Vu sư, hắn mặc đồ này có chút khác loại. Khách nhân đến. Có chút trầm thấp thanh âm truyền đến, ngoen Ostra thúc dục phòng bên trong Vu sư rời đi yến thính, mà còn sóc lại nhất danh hát bào Vu sư, chính là ngoen gia tộc tộc trưởng, Men Anves. Cửa phòng bị đẩy ra, Men Ostra bước nhanh tiến lên đón, mặt bên trên cười rất nhiệt tình. Cucu tiên sinh, cây xa mời vào bên trong. Ostra cùng đại đa số Vu sư cũng khác nhau hắn mặc dù chỉ là hôi vu sư, nhưng hắn cũng không điên cuồng. Ostra, ngươi quá khách khí. Cây xa mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn đã ngồi tại hình tròn trước bàn đá, đưa tay liền bắt con gà nướng. Tô Hiểu ngồi tại cây xa lân cận tòa, đem một trương da dê giấy đặt lên bàn, nhìn thấy này đồ vật, Ostra con người sáng lên, cùng ngoan gia tộc tộc trưởng ngoan Anves cùng nhau ngồi xuống. Dựa theo ước định khi trước giá cả, 8 vạn ngân tệ, chúng ta ngoan gia tộc mua xuống băng hồn ma dược phối phương. Ostra mới mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề, băng hồn dược tệ đã sớm đoạn hàng, cho nên quen gia tộc nhu cầu cấp bách băng hồn phối phương. Giá tiền phương diện không là vấn đề, bất quá nha, ta có cái yêu cầu. Cây xa xoa xoa đôi bàn tay, ra hiệu Ostra tới gần chút. Ostra hơi nghi hoặc một chút, hắn nhìn về phía chính mình tộc trưởng Nguyen Anves. Âm. Một con quạ đột nhiên đụng vào cửa bên trên, sau một khắc, sáng như tuyết đao quan chật hiện. Một chút máu tươi bắn lên bàn ăn, Nguyen Anves đầu lâu lăn xuống. Các ngươi. Quen Ostra trong mắt thắt chặt, hắn vừa muốn trống to, làm mai phục tại sát vách thành viên gia tộc tường đổ sông lại, một thanh âm trống rỗng xuất hiện. Không có ý nghĩa giảy dụa. Quen Anves không đầu thi thể vẫn như cũng ngồi ở kia, rất bình tĩnh thả ra tay bên trong một ly hồng trà. Cổ thần, Aja Thốt, ngươi nghe qua sinh linh đồ phu à. Tô hiểu hất lên trường đao bên trên vết máu, mà tại Quen Anves cổ bên trên, đang cắm một viên thẻ gỗ, phía trên trong rảnh lam mang chấp động, này đồ vật tên là tham lam chi chương. Phu phu một tiếng. Tan Tanves không đầu thi đột nhiên té nhào vào bàn ăn bên trên, một viên nhúng máu thẻ gỗ rơi xuống, tại tham lam chi chương, bên trong, có thể nói là chúng sinh bình đẳng, chém chết, tô hiểu bảy chín lần sinh linh đồ phu, lúc này chính nên đóng một vị khách mới. Bản chương xong. Chương 30 Người thông minh Nguồn Mê truyện audio.com Tô hiểu cầm lấy bàn ăn bên trên tham lam chi chương, làm việc tham lam chi chương người nắm giữ, hắn đã cảm giác được kiện trang bị này bị kích hoạt. Tô Hiểu có thể đem Aja Thốt ý thức an bài đến này loại trình độ, chủ yếu là bằng vào tầng tầng manh mối ghép lại. Tiếp xúc ba tên bất hủ vu sư về sau, Tô Hiểu liền phát giác được rất nhiều dị thường. Loren lần đầu thảo phạt người điều khiển Xô Thốt miễn cưỡng có thể giải thích thông, dù sao hắn là thời kỳ đó lãnh tụ. Loren đại bại, thử quan tiếp nhận vu sư hội, cái này cũng không có gì không đúng, chân chính làm Tô Hiểu phát giác được dị thường, là Nia xuất hiện. Lần đầu thảo phạt thất bại sau, người điều khiển Xô Thốt liền ở tại Hơ Ru thành dị không gian bên trong, cốt cản khoảng cách vu sư hội tổng bộ kỳ thật không tính xa, đây cơ hội chính là tại xô thốt mí mắt phía dưới. Thử quan đám người đã bị xô thốt đánh tìm không thấy Nam Bắc, tại địch nhân mí mắt phía dưới bồi dưỡng được nia, thấy thế nào đều không bình thường, hoặc là nói, là có người ở sau lưng hiệp trợ thử quan đám người, tại bọn họ không biết chút nào tình huống hạ. Thử quan nghĩ không ra điểm ấy. Không, nàng đã sớm nghĩ đến, nhưng nàng càng muốn cho hơn người điều khiển xô thốt chết, cũng chính là như thế, Gus mới nói nàng cố chấp, Tôi Hiểu chính là thông qua ni tồn tại, suy đoán ra có người tại phía sau màn điều khiển đây hết thảy, cùng người điều khiển xô thốt chiến đấu lúc, Tôi Hiểu được đến một cái quan trọng tình báo, một cái tên là siêu dòng họ. Lão Vu sư tên là Siêu A Chích, Tôi Hiểu đương nhiên không cho rằng đây là trùng hợp, căn cứ thử quan lời nói, ni kiếm tàn nguyệt quan chính là lão Vu sư rèn đúc, nói cách khác, có thể tiếp xúc đến ni, chỉ có bốn người mà thôi, cộng thêm một cái con rối. Lúc sau chính là phương pháp bài trừ, về phần A Gia Thốt tồn tại, Tôi hiểu căn bản không xác định điểm ấy, cho nên hắn mới có thể nói câu kia. Không đoán sai, ngươi là thượng nhất giới ký thể. Tôi hiểu chỉ là suy đoán ra có này loại khái niệm mà thôi, lão Vu sư thì thừa nhận điểm ấy. Siêu gia tộc cùng Ngoan gia tộc đồng xuất nhất mạch, tôi hiểu cũng không có cái gì chứng cứ, hắn lúc ấy nói tới hai cái gia tộc lẫn nhau phân công, thông qua quan sát lão Vu sư nhỏ bé biểu tình biến hóa, tôi hiểu xác định siêu gia tộc cùng Ngoan gia tộc chính là một cái gia tộc sở chia ra. Tôi hiểu không có cùng địch nhân giải thích thói quen hắn cùng lão vu sư nói như vậy nhiều, là đang gạt đối phương, thông qua một loại, ngươi hôm nay chết chắc, chúng ta nói chuyện giả tượng, làm lão vu sư trong lúc vô tình thừa nhận rất nhiều thứ. Theo lão vu sư kia được đến chuẩn xác manh mối về sau, sự tình liền trở nên đơn giản. A thốt ý thức sẽ không bỏ qua thử quan, Gus đám người, còn hy vọng bọn họ bồi dưỡng được tiếp theo phê cựu thần, hoặc trực tiếp bồi dưỡng được cái thứ hai nia. Từ loại này góc độ suy xét, A thốt ý thức có thể gửi lại người không nhiều, lão vu sư, con rối, Loren, men gia tộc người nào đó, bởi vậy, tôi hiểu tại kế hoạch bắt đầu phía trước, tìm lên Gus, làm Gus loại bỏ rơi con rối. Gus tuổi trẻ khi mặc dù là mãn phu, nhưng treo ngược nhiều năm như vậy, mưu kế phương diện rõ rệt tăng lên, hắn đoán ra giải quyết con rối chỉ là ngụy trang, tôi hiểu đây là tại cho hắn truyền đạt một cái bí ẩn tình báo. Ta tin tưởng ngươi không có vấn đề, giúp ta tại này nhìn chầm chầm, thử quan cùng Loren có chút dị thường, lập tức làm thịt. Gus đọc hiểu điểm ấy, cho nên hắn hủy bỏ treo ngược trạng thái, bắt đầu ma búa. Giải quyết hết lão vu sư, kế hoạch bắt đầu kết thúc công việc lúc tô hiểu đem bố bố ung lưu tại cựu thần giáo đường chính là đề phòng thử quan cùng loren có vấn đề lấy bố bố ung quan sát cộng thêm gus vũ lực có thể bảo đảm cựu thần giáo đường bên kia vạn vô nhất thất ba hà thì ở vào yên giấc phòng bên trong để phòng con rối xuất hiện biến cố tỉ như a -Gia thốt ý thức chuyển dời đến nàng trên người một khi này loại tình huống xuất hiện sự tình sẽ không hay a mổ canh giữ ở vu sư hội tầng một đây là đề phòng có khế ước giả hoặc vi quy giả tới làm rối cây xa cùng ngoan gia tộc gặp mặt hai bên mấy ngày gần đây vẫn luôn tại hợp tác, này loại gặp mặt cũng không phải là lần đầu. Mà chân chính làm Tô Hiểu quyết định ra tay, là tham lam chi chương để đặc tính, bố bố ung từng tại Tô Hiểu trợ giúp hạ, lấy tinh thần lực hình chiếu, phương thức tiến vào tham lam chi chương bên trong, điều này nói rõ, tham lam chi chương có thể đem trừ Tô Hiểu bên ngoài ý thức kéo đi vào, chỉ cần thời cơ thỏa đáng. Hết thảy, A-gia thốt ý thức, có khả năng chuẩn bị hậu thủ, Tô Hiểu đều làm an bài, cũng chính là cái này nguyên nhân, A gia thốt ý thức mới có thể bị dễ dàng như vậy kéo vào tham lam chi chương bên trong. Từ đầu đến cuối, tôi hiểu liền không điều tra qua chuyện này, hết thảy tình báo đều là tại hắn đối phó người điều khiển so thốt lúc thuận tiện thu tập được, hắn chỉ là đem này đó tình báo ghép lại cùng một chỗ. Không đi chủ động điều tra, A gia thốt ý thức kinh động đối phương khả năng cực kỳ bé nhỏ, bởi vì thấy thế nào, tôi hiểu đều là đang nghĩ biện pháp đối phó người điều khiển. Bạch sơn dương chờ, tôi hiểu duy nhất khả năng bại lộ địa phương chính là trước đó đi gặp lão vu sư để cho an toàn hắn không đối lão vu sư tạo thành trực tiếp tổn thương, mà là thông qua luyện kim kịch độc giải quyết đối phương. Từ đầu đến cuối, Tô Hiểu đều không cùng lão vu sư có tứ chi thượng trực tiếp tiếp xúc, liền xem như đẩy bánh xe gỗ ghế giữa A mổ, đều là cẩn thận từng ly từng tí. Lão vu sư vừa mới chết, Tô Hiểu liền lập tức trở về vu sư hội tổng bộ, cũng làm cây xa đi cuốn lấy men gia tộc, lấy ít lợi thật lớn làm mồi nhử. Máu tươi theo bàn ăn biên duyên nhỏ xuống, ghé vào mặt bên trên không đầu thi thể nghiêng nghiêng trượt chân, mang theo một vệt máu về sau, phù phù một tiếng ngã tại mặt đất bên trên. Tô hiểu theo bàn ăn bên trên cầm lấy viên không dính máu quả táo, cắn xuống một miệng lớn. Tiếp tục nói đi, Moen, Ostra. Tô hiểu cũng không chuẩn bị giết Moen, Ostra, bởi vì hắn còn cần nảy gia hỏa nơi bên trong hậu tục, điều kiện tiên quyết là đối phương đầy đủ thông minh. Moen, Ostra lau đem trên mặt vết máu, biểu tình một hồi vặn vẹo, nếu như là tại vài ngày trước, hắn tuyệt đối sẽ gầm thét một tiếng, làm sát vách phòng bên trong các vu sư tới vây quét Tô hiểu. Nhưng hiện tại, Moen, Ostra không nghĩ, cũng không thể làm như vậy, hắn không rõ ràng tô hiểu cùng ba tên bất hủ vu sư là quan hệ như thế nào, coi như kia ba vị không quản lý vu sư hội, cũng không phải hắn men Ostra có thể trêu chọc. huống hồ kia ba vị bên trong trong đó một vị, từng là men gia tộc, thậm chí toàn bộ vu sư hội lãnh tụ. Các ngươi, men Ostra cố gắng để cho chính mình đầy đủ tỉnh táo, làm vì vu sư, hắn cảm giác được vừa rồi âm thanh kia khủng bố đến mức nào, cảm giác kia, tự hồ đã không phải là vu sư có thế có lực lượng làm vì men gia tộc đối ngoại mặt mũi, men, Ostra cũng là thông minh như quỷ nhân vật, quá ban đầu kinh ngạc về sau, lập tức phát giác được rất nhiều manh mối. Cây xa mỉm cười nhìn men, Ostra, một tay ôm đối phương bả vai. Ostra, chuyện này tiền căn hậu quả, ta có thể toàn bộ nói cho ngươi, ngươi. Muốn biết sao? Không nghĩ. Men, Ostra cơ hồ là không chút nghĩ ngợi trả lời, con hàng này hít một hơi thật sâu, tận khả năng ngửa ra sau thân thể. Đông Nguyen Ostra đụng đầu vào bàn đá bên trên, dùng sức chi mảnh, dẫn đến toàn bộ bạn đá đều trải rộng vết rách, thần kỳ chính là không phát ra quá lớn thanh âm. Men Ostra con mắt đảo một vòng, chân đạp một cái, thẳng tắp hướng một bên ngã quỵ, xem bộ dáng, rất như là đột nhiên có người đè lại hắn đầu, đem hắn đụng choáng. Ostra gặp quá nhiều người thông minh chết thảm, hắn thực thông minh, cho nên hắn muốn sống sủng một chút, như vậy có thể sống càng lâu. Bản chương xong. Chương 31. Giữ dội đồ phu. Nguồn. Mê truyện audio.com Tô Hiểu liếc nhìn đổ súng ngoan Ostra, liền không lại để ý tới, này gia hỏa thực thông minh, không ngoài dự liệu, ngoan gia tộc đời sau tộc trưởng, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, phải biết, hiện tại người điều khiển đã chết, Ajathoth ý thức cũng đang bị Tô Hiểu an bài, đã nhanh bị phóng rất. này hai cái khẻ đảo, Ru thành bên trong các loại thế lực đem bồng bột phát triển. Nếu như Ostra có thể trở thành ngoan gia tộc tộc trưởng mới nhận chức, cái kia sau tuyệt đối là Heru thành đại nhân vật. Phòng bên trong khả năng xuất hiện tai họa nằm giải quyết. Tôi Hiểu nhắm mắt cảm giác tham lam chi chương bên trong tình huống, tình huống bên trong phi thường náo nhiệt. Tham lam chi chương, từ sương mù xám bao phủ trong sân, một đoàn khói đen chính tán loạn, đây chính là A Gia Thốt ý thức. Mà hắn đối thủ sinh linh đồ phu, con hàng này thân cao gần 4 mét, tay bên trong cầm cán dài đại đao, này vũ khí chỉnh thể gần dài 3 mét, đao chui liền đạt tới 1 mét, lưỡi đao gần 2 mét, lưỡi đao ước 4 ngón tay rộng, xem toàn thể đi lên cũng không cồng kềnh, ngược lại tỏ ra sắc bén, thế không thể đỡ sinh linh đồ phu toàn thân làn da hiện lên đỏ sậm lờ mờ còn có thể nhìn thấy vết rách kia rách nát quần áo thành điều trạng treo ở hắn trên người gặp được sinh linh đồ phu trước đó Tô hiểu thường xuyên đem địch nhân chém thành vài đoạn mà gặp được con hàng này lúc sau khủng bố đau mang gào thét tại không khí bên trong cắt ra từng đạo đen ngân a gia thốt ý thức có thể kiên trì đến hiện tại chủ yếu là sinh linh đồ phu không như thế nào để ý đến hắn Tô hiểu vừa tiến vào tham lam chi chương sinh linh đồ phu cặp mắt kia tự hồ có chút thần thái chuẩn bị hướng tô hiểu đánh tới phệ lam trường đao cắm trên mặt đất kinh tô hiểu nhiều lần thí nghiệm chỉ cần hắn không rút đao sinh linh đồ phu liền sẽ không xuất hiện lần này hoàn toàn là bởi vì a gia thốt ý thức mới dẫn xuất sinh linh đồ phu diệt pháp giả a gia thốt ý thức sở tại đoàn kia khói đen phun trào đây là thuần túy nhất hắc ám Tô hiểu không nói chuyện theo sinh linh đồ phu bên người đi qua đi vào phệ lam trường đao phía trước phệ lam đao chui cuối cùng lam diễm bốc lên Tô hiểu hai tay hư cầm lam diễm nhắm lại con ngươi hô một tiếng lam diễm biến mất xuất hiện tại đoàn kia phun trào hắc ám bên trong, nhưng nháy mắt bên trong liền bị dập tắt. Phải lam đao chui cuối cùng lam diễm một lần nữa bốc lên, tô hiểu ánh mắt nhìn về phía đoàn kia khói đen. Đồ phu, làm thịt hắn. Tô hiểu vừa dứt lời, sinh linh đồ phu liền theo bên cạnh hắn lướt qua. Công. Đao thứ nhất chém ra. Đường kính gần rộng 10 mét chém mang xuất hiện, đem đoàn kia khói đen chém thành hai đoạn, một loại đại biểu đau khổ tinh thần ba động lan tràn, cho dù thừa nhận ý thức các đức thống khổ, a gia thốt ý thức cũng không phát ra dù là một tia trên thảm thanh công đao thứ hai chém qua xé rách không khí đoàn kia khói đen xuất hiện tiêu tán vết tích sinh linh đồ phu tay bên trong cán dài đại đao xoay tròn đao thứ ba chọc lên mà lên khói đen cách cách một tiếng tiêu tán ra cuối cùng vẫn là thua với các ngươi thanh âm bình tĩnh dần dần tiêu tán sinh linh đồ phu thay đổi ánh mắt xách theo dài ba mét đại đao hướng tô hiểu đánh tới thế không thể đỡ yến thính bên trong tô hiểu mở ra con ngươi hắn không nghĩ chiến tử lời nói có thể chủ động thoát ly, tham lam chi chương. Tô Hiểu hoài nghi, hắn đao thuật đạt tới LV40 phía trước, căn bản là không có cách cùng sinh linh đồ phu chính diện giao thủ. Nhắc nhở. Liệp sát giả đã đánh chết không con mắt, A Gia Thốt. A Gia Thốt, hắc ám nguồn nước, đã bài trừ. Không con mắt, A Gia Thốt, đã tử vong. Ám chi nguyên, A Gia Thốt chưa chết, đã tiến vào cùng bạo hỗn loạn trạng thái. Bởi vì liệp sát giả chưa đánh chết ám chi nguyên, A Gia Thốt, chỉ có thể thu hoạch được thế giới chi nguyên cùng linh hồn tiền ban thưởng. Ngươi thu hoạch được 16.7% thế giới chi nguyên. Ngươi thu hoạch được linh hồn tiền 200 linh năm mai. Nhìn thấy luân hội nhạc viên nhắc nhở, tôi hiểu có chút ngoài ý muốn, hắn chỉ là đánh chết một phần hai cuối cùng đại bốt, nhưng lại thu được 16. 7% thế giới chi nguyên, nếu như đánh chết chính là hoàn toàn thể, phần thưởng kia đem phong phú đến kinh người. Theo nhắc nhở đến xem, Aja Thốt phân chia thành hai bộ phận, không con mắt, Aja Thốt, cùng ám chi nguyên, Aja Thốt, cái trước là Aja Thốt ý thức, cái sau là thân thể. Tô Hiểu đứng dậy hướng Yến Thính đi ra ngoài, hắn vừa muốn đẩy cửa ra khỏi phòng, một cổ nguy cơ cảm đột nhiên xuất hiện. Cơ hồ là bản năng, Tô Hiểu bên cạnh lại thân thể, tinh thể tầng leo lên tại hắn ngực nơi. Phốc phốc. Một cái dài dao găm xuyên qua Tô Hiểu lồng ngực, hắn tay đã nắm lấy đau chui, nhưng hắn cũng không rút đau, bởi vì gần đây căn bản không địch nhân, trực cảm chỉ dự cảnh nháy mắt bên trong, nguy cơ cảm liền biến mất. Không phải tới từ dị không gian ám sát, cũng không phải ẩn thân trạng thái địch nhân, lấy Tô Hiểu kinh nghiệm chiến đấu, Chiều này một dao găm đồng thời liền đánh giá ra. Dao găm theo tô hiểu trái tim phía bên phải 3cm nơi thứ qua, không chỉ có như thế, đại lượng phán định ra hiện. Ngươi đem thừa nhận, mũi gai nhọn, hiệu quả ảnh hưởng, lực lượng thuộc tính phán định bên trong. Phán định thông qua, này năng lực phát động thất bại. Ngươi đem thừa nhận, linh ông, hiệu quả ảnh hưởng, nhanh nhẹn thuộc tính phán định bên trong. Phán định thất bại, ngươi nhận 690 điểm không nhìn phòng ngự lực tổn thương, vì 179 điểm nhanh nhẹn chân thực tổn thương, vì 16 điểm, mỗi giây chảy máu tổn thương, kéo dài 60 giây. Ngươi đem thừa nhận, mũi gai nhọn, hiệu quả ảnh hưởng, lực lượng thuộc tính phán định bên trong. Phán định thông qua, này năng lực phát động thất bại. Ngươi đem thừa nhận, quỷ hành giả, hiệu quả ảnh hưởng, mỹ lực thuộc tính phán định bên trong. Phán định thất bại, lại lọt vào địch quân mỹ lực thuộc tính nghiền ép, ngươi đem thừa nhận 2900 điểm thương tổn. Ngươi nhận. Bảy loại phán định về sau, Tô Hiểu chậm rãi rút ra lồng ngực trên dao găm, thần sắc bình tĩnh, một cái làm hắn không tưởng tượng được nhắc nhở xuất hiện ngươi thu hoạch được đỏ mối chi nha, truyền thuyết cấp. Bởi vì địch quân năng lực, đỏ mối chi nha đã phát huy ra siêu hạng mức cao nhất lực sát thương, độ bền đã thanh không, hiện hữu độ bền. Không, 76. Tô Hiểu bị ám sát, địch quân thực lực rất mạnh, nếu như là bình thường lục dài khế ước giả, tuyệt đối sẽ bị này một dao găm dây mất, nhưng đối với Tô Hiểu mà nói, uống bình viễn cổ bí dược liền có thể khôi phục. 20 cây số bên ngoài, một chỗ cự đại sơn động bên trong. Nhất danh xuyên mát mẻ, đầu đầy màu đậm hồng tóc dài nữ nhân, chính cúi đầu ngồi tại một mặt phía dưới vách đá, nàng trồng mắt bên trong dần dần khôi phục thần thái. Quá xả đi, ta dựa vào. Nữ nhân khóe môi co rúng, sắc mặt hơi có vẻ tái nhật. Mỹ huyễn, hắn không chết. Trầm thấp giọng nam truyền đến, nhất danh vóc người trung đẳng nam nhân mở miệng, chung quanh hắn tia sáng có chút vặn vẹo, làm cho người ta thấy không rõ hắn dung mạo. Không phải không chết như vậy đơn giản, chịu ta một chút, kia thợ săn nhiều nhất xem như. Vết thương nhẹ, Mị Huyễn tự hồ có chút im lặng, lần trước nàng ám sát lục gia chủ tan, cũng là cảm giác tương tự, không đúng, lần trước kia chủ tan là trọng thương. Vết thương nhẹ. Ngươi mẹ nó đang đùa ta, lão tử truyền thuyết cấp giao găm, mấy chục vạn nhạc viên tệ, ngươi nói cho ta vết thương nhẹ. Vậy lần sau liền đổi sử thi cấp giao găm. Mị Huyễn nhún vai, nàng chỉ là lấy tiền giết người, nếu như không phải cùng là vi quy giả, này mua bán nàng sẽ không nhận, luân hồi nhạc viên liệt sát giả, cũng không phải nói đùa. Ngươi nói, Quy, oui, Matthew, ngươi có phải hay không quá phách lối rồi? Mị huyễn mặt bên trên tươi cười thật mê người, nhưng kia danh gọi Matthew nam nhân thần sắc cứng đờ. Xin lỗi, ta quá đắc ý vong hình, bất quá đơn đặt hàng ngươi tiếp, kế tiếp làm sao bây giờ? Có chút kích động Matthew hơi cúi đầu, hắn mặc dù là vi quy giả, nhưng không dám tại mị huyễn trước mặt phách lối. Ta không phải đã nói rồi sao, lần sau đổi sử thi cấp giao găm, ta chỉ có bốn lần cơ hội, hiện tại đã dùng một lần, thực sự không được, để các ngươi lão đại đem cái kia lấy ra, cái loại này phẩm cấp dao găm, ta bảo đảm nhất kích tất sát. Mị huyễn đứng lên, hai tay khoanh duỗi lưng một cái. Đổi chỗ, kia gia hỏa cận chiến cường cùng bốt, nói cho các ngươi biết cái tin tức xấu, các ngươi lôi kéo cổ thần, tại vài phút trước lại bị chơi chết một cái, liền cái rắm đều không thả ra liền chết. Mị huyễn hướng bên ngoài sơn động đi đến, tại nàng lộ ra trắng nõn tại cánh tay phải bên trên, mật mật ma ma tràn đầy màu xanh đường vân, mỗi đạo đường vân đều rất nhỏ, phỏng đoán cẩn thận hơn ngàn, mà mỗi một đạo đều đại biểu nhất danh chết tại Mỹ huyễn tây bên trong khế ước giả. Bản chương xong. Chương 32. Thần tiên đánh nhau. Nguồn. Mê truyện audio com Vu sư hội 30 tầng, cựu thần giáo đường bên trong. Nói cách khác, hơ ru thành bên cổ bên trong thần, bị ngươi giết sạch rồi. Gus lại khôi phục treo ngược, cách đó không xa, tô hiểu chính ngồi tại thuộc về guski kia trường ghế đá. Có thể hiểu như vậy, trước mắt vấn đề là, chính chạy đến chuẩn bị giết ta Bạch Sơn Dương, đại khái xuất là chạy trốn, đáng tiếc. Tô Hiểu lúc này ở trần thân trên, lòng ngực nơi cuốn lấy vài vòng nhúm máu băng vải, vừa rồi lọt vào ám sát, là hắn gặp được hung ác nhất một lần, không có dấu hiệu nào, mà còn toàn khóa chặt hắn, nhanh đến liền sử dụng long ảnh thiểm tránh né cũng không thể. Cho đến tận này, Tô Hiểu cùng tại cái này thế giới bên trong khế ước giả nhóm không cừu không oán, chiến đấu là yêu cầu chi phí, không có mâu thuẫn trước đó, những cái đó khế ước giả sẽ không tới tìm hắn phiền phức. Mà lần này ám sát, đại khái xuất là vi quy giả làm, Tôi Hiểu bên này mới vừa bắt chết người điều khiển, xô thốt cùng không con mắt, A Gia thốt, Bạch Sơn Dương còn chưa tới, ám sát liền đến, đây cũng không phải là trùng hợp. Giống như Bạch Sơn Dương này loại ác thần, trừ luân hội nhạc viên tên điên nhóm bên ngoài, mặt khác nhạc viên khế ước giả cùng Bạch Sơn Dương khả năng hợp tác tính rất thấp, mà vi quy đám người căn bản sẽ không để ý Bạch Sơn Dương phải chăng làm ác thần. Hoặc là nói, này loại mở ra tính nguyên sinh thế giới, chính là vi quy giả đại bản doanh, nói bọn họ cùng cổ thần không hệ, tôi hiểu tuyệt đối không tin nếu như tô hiểu không đoán sai hắn chơi chết không con mắt a gia thốt hành vi đại khái suất là hoảng sợ đến bạch sơn dương dù sao không con mắt a gia thốt chết quá đột ngột thậm chí không bạo phát chiến đấu cái này khiến chính chạy đến bạch sơn dương sợ trên thực tế cái này cũng thực phù hợp bạch sơn dương hành sự phong cách bạch sơn dương từ đầu đến cuối tại đảm nhiệm người đứng xem nó là thông minh nhất đem người điều khiển xô thốt đẩy lên bên ngoài coi như xảy ra ngoài ý muốn cũng là xô thốt chết trước khí thế hùng hổ chạy đến bạch sơn dương sợ về sau nó sẽ làm thế nào đáp án đương nhiên là liên hợp minh hữu, là minh hữu đi dẫm lôi. Hoặc là nói, Bạch Sơn Dương cùng vi quy đám người lợi ích nhất trí, cái này thế giới vi quy giả, cũng tham gia đến kia tràn giao dịch bên trong, thông qua phá hư luân hồi nhạc viên cùng thánh quan nhạc viên giao dịch thu lợi. Này loại sự tình, đối với vi quy giả tới nói không thể bình thường hơn được, đương nhiên, sở thuộc tại luân hồi nhạc viên cùng thánh quan nhạc viên vi quy đám người sẽ không như vậy làm, đây là tại tìm đường chết, mặt khác nhạc viên vi quy giả còn lại là rất vui lòng làm như vậy. Mặc dù lọc vào ám sát, nhưng tô hiểu đầu bên trong suy nghĩ hoàn toàn sáng tỏ, bạch sơn dương khó tìm, vi quy giả lại rất dễ tìm, theo vi quy giả cung cấp manh mối, tô hiểu có lòng tin bắt được bạch sơn dương. tô hiểu phao động tay bên trong dao găm, dùng hai ngón kẹp lấy dao găm lưỡi dao, đem nắm chui tìm được bố bố ung mũi phía trước. gâu. bố bố kêu một tiếng, ra hiệu dao găm nắm chui bên trên mùi rất nhạt, đại khái suất là nữ tính lưu lại. nữ tính vi quy giả. tô hiểu vừa dứt lời, đặt tại quần áo bên trong máy truyền tin liền phát ra chấn động nói. Có khế ước giả tiến vào vu sư hội tổng bộ. Phương nào người? Thánh quan nhạc viên. Nghe được cây xa những lời này, tô hiểu nắm lên ghế đá tay vịn bên trên quần áo, mang lên bố bố ung, a à mổ, ba hà hướng vu sư hội tầng dưới đi đến. Làm tô hiểu đến vu sư hội tầng một lúc, nhìn thấy nhất danh thiếu nữ tóc ngắn đứng tại nơi tiếp đại trước, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cùng cây xa nói gì đó, kia trương khuôn mặt nhỏ bên trên có chút tức giận, nhưng lại không tiện phát tác. Tạ thân ái bằng hữu, kéo lại bản gỗ bên trong cây xa đối với tô hiểu phất tay kỳ danh tướng mạo tú tóc ngắn mũi tử nghe vậy xem ra sau một khắc quay người liền muốn trốn người có thể chạy ra này ta về sau dùng đầu đi đường ba hà ngồi xổm ở tóc ngắn mũi tử vai bên trên hiền lành nhìn đối phương nếu như không phải nó kia sắc bén móng vuốt chính nắm lấy tóc ngắn mũi tử cổ họng đích xác rất hòa thuận bằng dựa vào cái gì đây là ngươi địa bàn chém đầu bi quay a à. tóc ngắn mũi tử có chút bi phẫn kêu lên nghe vậy tô hiểu sững sờ ta địa bàn Tôi Hiểu có chút nghe không hiểu đối phương tại nói cái gì. Ngươi, ngươi quá bá đạo, hơ ru thành như vậy lớn địa phương, ngươi dựa vào cái gì chiếm lấy nó, những cái đó vi quý giả lớn yếu sợ mạnh, ngầm thừa nhận đây là ngươi địa bàn, nhưng ta không sợ, ta không sợ ngươi. Tóc ngắn mùi tử càng bi phẫn, nàng rõ ràng là danh vũ em, sắp bởi vì không cách nào hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến nhận xử phạt vũ em. Mùi tử, ngươi tại ô lạp ô lạp nói cái gì? Nghe không hiểu a. À. Ba hà cũng mãn nhãn nghi hoặc. Ai nói cho ngươi, đây là ta địa bàn. Tôi Hiểu trước đó còn nghi hoặc, chính là hơ ru thành bên trong khế ước giả vì sao ít như vậy, hiện tại hắn tự hồ biết. Rõ ràng là ngươi phía trước thả ra lời nói, ai dám bước vào hơ ru thành một bước, ngươi liền giết ai, ngươi là ngũ giai đầu não vị trí, các tỷ muội đều sợ ngươi, ta không sợ. Tóc ngắn mũi tử há mồm thở dốc, nếu như nàng tay không run, nàng lời nói sẽ càng có sức thuyết phục. Tôi Hiểu ra hiệu A Mổ đi ngăn cửa, cấm vu sư đi vào, nếu như nói trước đó hắn làm không được điểm ấy, hiện tại hắn tuyệt đối có thể làm được, ba tên bất hủ vu sư đích xác sẽ không đối với hắn nói gì nghe nấy, nhưng hắn lời nói, tại vu sư hội bên trong không nhỏ phân lượng. Thấy cảnh này, tóc ngắn mùi tử bắt đầu tuyệt vọng, bất quá so sánh nhiệm vụ thất bại khấu trừ 50% thuộc tính, dẫn đến mãn tính tử vong, nàng lựa chọn trực diện trảm thủ dạ, cái tinh đồn này bên trong hình người bốt. Vào nói, tô hiểu hướng phòng khách tiểu môn đi đến, bà hà rơi vào trên vai hắn. Ai? tóc ngắn mũi tử rõ ràng có chút mộng dựa theo lời đồn bên trong nói trảm thủ dạ không phải hẳn là trước tiên đem nàng đánh cái gần chết chà đạp một phen sau giết chết sao hai phút đồng hồ về sau biểu tình vẫn như cũ có chút mộng nâng chén trà nóng tóc ngắn mũi tử ngồi tại phòng bên trong tiếp tân ngươi từ nơi nào được tình báo nói hơi ru thành là ta địa bàn đương nhiên là công cộng liên lạc bình đài đây là nhiều cái nhạc viên khế ước giả nhóm tự phát tổ kiến ngươi sẽ không là tóc ngắn mũi tử tự hồ nghĩ đến cái gì theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra một viên trong suốt tinh thạch, đưa cho Tô Hiểu. Tô Hiểu tiếp nhận tinh thạch, điện tử âm truyền đến. Đã kiểm hạch đến khế ước giả số hiệu chưa đăng nhập, là không đăng nhập. Này công cộng liên lạc bình đài vì huyễn ảnh lữ đoàn tạo dựng, như có nghi hoặc, mời tự hành giải quyết. Này công cộng liên lạc bình đài cấm vi quy giả đăng nhập, như làm trái phản, tự gánh lấy hậu quả. Nghe được này thanh âm nhắc nhở, tô hiểu lông mày nhíu lại, này đồ vật cư nhiên là lữ đoàn làm, có loại này năng lực người, Tôi Hiểu chỉ muốn đến lữ đoàn đoàn trưởng. Suy tư chỉ chốc lát, tôi Hiểu đem chính mình hư giả số hiệu, khế ước giả số 13.013 đưa vào. Đăng nhập thành công, mỗi lần phát biểu cần tiêu hao 50 nhạc viên tệ, 67 nhạc viên tích phân, 72 tử vong kim tệ, 64 thủ hộ bản nguyên. Cái này công cộng liên lạc bình đài, có thể nói từng cái nhạc viên tiền tệ ăn sạch, có thể xưng bạo lực. Mới vừa đăng nhập công cộng liên lạc bình đài, tôi Hiểu trước mắt liền bắn ra một đạo màu lam màn ảnh. Kim Hải Quỳ, nhạc viên hơ ru thành cái kia ôn thần đi rồi sao chiến chủ y nhạc viên thu mua linh hồn thạch thực mộng nhân nhạc viên còn chưa đi hiện tại ai còn dám đi hơ ru thành nghe nói là luân hồi nhạc viên phương thất lạc đại lượng thời không chi lực kia danh điên đem hơ ru thành lật cả đấy lên trời người điều khiển số thốt đều chết người muốn đi thử xem kim hải quỳ nhạc viên một chút đều không muốn tiếp tục chờ đi này mẹ nó quả thực thần tiên đánh nhau thảo tôi hiểu đóng lại công cộng liên lạc bình đài hiển nhiên có người hướng hắn trên người quan nồi. Một bên hai tay dân chén trà tóc ngắn mùi tử liếc trọng Tô Hiểu một chút, thầm nghĩ trong lòng truyền ngôn quả nhiên không thể tin. Bản chương xong. Chương 33. Địch quân lãnh tụ. Nguồn. Mê truyện audio.com. Tô Hiểu trước đó chưa từng nghe qua toàn bộ triển khai phóng nguyên sinh thế giới bên trong có liên lạc bình đại, hơn nữa còn là từ lữ đoàn tạo dựng, bất quá vậy cũng là bình thường, dù sao theo tiếng vào cái này thế giới bắt đầu, hắn liền vẫn luôn truy tra người điều khiển tung tích, không để ý mặt khác trước mắt tình huống là có người giả tá hắn danh nghĩa đối ngoại tuyên bố hơ ru thành đã là hắn địa bàn người nào tới người đó chết hơ ru thành làm vì vu sư thế giới trọng yếu nhất ba tòa thành lớn chi nhất nơi này có đại lượng vớt chỗ tốt cơ hội chiếm lấy nơi này sẽ khiến hết thảy khế ước giả căm thù đương nhiên chỉ là căm thù mà thôi không có chim đầu đàn lời nói sẽ không có khế ước giả tìm đến tô hiểu phiền phức ngươi là lúc nào được đến tin tức này tô hiểu hai ngón gian kẹp lấy viên linh hồn tinh toái như cùng ăn đường đậu ném đến miệng bên trong vài ngày trước tóc ngắn mũi tử môi ngụm trà nóng về sau, ông nhu nói xong, càng cứ nàng lời nói, tô hiểu hiểu rõ sự tình đại khái. Tô hiểu đến hơ ru thành cùng ngày, cái này lời đồn ngay tại hơ ru thành bên trong truyền ra, không chỉ có như thế, còn có một tấm hình lưu truyền ra. Tấm hình này, chính là tô hiểu vài ngày trước tại ban đêm chặn vết ngoan gia tộc ba người tiểu đội, ngồi tại nóc nhà ăn linh hồn kết tinh ảnh trực, ngày đó mặt trăng mơ hồ lộ ra huyết sắc, điểm ấy tô hiểu sẽ không nhớ lầm. Cũng bởi vì tấm hình này, hình người bốt cái ngoại hiệu này tại khế ước giả gian truyền ra, lại phối hợp hắn cùng ba tên bí pháp vu sư chiến đấu video, làm những cái đó kích động khế ước giả nhóm đều thành thật. Tin tức này truyền ra về sau, từng cái nhạc viên khế ước giả cũng không phải là hoàn toàn không dám vào vào hơ ru thành, chỉ là càng chú ý một chút, chân chính đem bọn họ dọa lùi, là tấm thứ hai ảnh chụp. Tô hiểu đích xác không nghĩ tới có người có thể thu hoạch được tấm hình này, kia là hắn dẫm lên người điều khiển, xô thốt đầu lâu, tay bên trong trường đao xuyên qua địch nhân lồng ngực một màn. Theo ảnh chụp đến xem, mắt lộ ra hồng quang, chung quanh phiêu tán huyết khí tô hiểu đích xác không hữu hảo. Cái này gần như là tại đồ phu thế giới này thứ ba đại bốt một mạng, dẫn đến hơ ru thành bên trong 95% trở lên khế ước giả đều rút đi, lưu lại đều là thiết hàm hàm, ngốc hung ác ngốc hung ác cái loại này khế ước giả. Nhìn thấy tấm hình này nháy mắt bên trong, tô hiểu trong lòng rộng mở thông suốt, người điều khiển xô thốt bị bán, bị Bạch Sơn Dương cùng vi quy đám người bán đã biết tình báo đã rất rõ lãng. Tại cái này thế giới bên trong đại đa số vi quy giả đều bảo đoàn, bọn họ cùng hai tên hoặc là ba tên cổ thần đạt thành hợp tác, phá hủy luân hồi nhạc viên cùng thánh quan nhạc viên giao dịch, cũng cướp đi thời không chi lực. Tô Hiểu không tin nhạc viên gian giao dịch hội bị cổ thần phá hư, này trong đó rõ ràng ra nội gián, nội gián ngay tại giao dịch hai bên bên trong, không phải luân hồi nhạc viên người, chính là tại thánh quan nhạc viên bên kia. Nội gián hướng vi quý giả truyền đạt giao dịch thời gian, địa điểm, cùng với hai bên nhân viên số lượng, nguyên nhân chính là như thế, giao dịch nửa đường mới xảy ra vấn đề, dẫn đến luân hồi nhạc viên phương di thất một số lớn thời không chi lực, thánh quan nhạc viên bên kia cũng không nhỏ tổn thất liên tưởng đến nội dáng tô hiểu không khỏi nghĩ khởi còn sống sót hạ nếu như tô hiểu cùng hạ không quen hạ hiềm nghi lớn nhất bất quá tô hiểu đối với hạ tương đối quen thuộc kia đầu bếp nữ không thích tìm đường chết hoặc là nói nếu như hạ có cái gì không tốt ghi chết, nàng cũng sẽ không bị chọn làm luân hồi nhạc viên phương ngoại giao tiểu thiên sứ cũng mang theo thời không chi lực luân hồi nhạc viên lần giao dịch này khế ước giả cùng liệp sát giả đều không hiền lành không bọn họ thuộc về một khắc trước còn có nói có cười sau một khắc liền có thể bởi vì ngôn ngữ xung đột liền đem thánh quan nhạc viên phương các đại biểu dết sạch tên điên. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mới nổi bật ra hạ quan trọng, biết làm cơm, tính cách khiêm tốn, so sánh những cái đó kẻ điên, đây chính là sống sờ sờ thiên sứ, luân hồi nhạc viên chọn nạn không có cái gì vấn đề, cái này có thể làm giao dịch thuận lợi hơn, những cái đó kẻ điên chỉ đưa đến tác dụng bảo vệ. Vài ngày trước, tôi hiểu đến cái này thế giới lúc, vì quy giả bên kia liền nhận được tin tức, dù sao hắn vừa tiến vào cái này thế giới lúc, liền cùng mấy tên vi quy giả ngẫu nhiên gặp, cũng giao thủ, những cái đó người trước khi chết truyền về tin tức đúng là bình thường. Chuyện sau đó liền đơn giản, vì quy giả liên minh cùng Bạch Sơn Dương thương nghị sau, tuyệt đối thanh không hơ ru thành, làm người điều khiển xô thốt đi cổng nội. Đây là rất sáng suốt quyết sách, người điều khiển xô thốt rõ ràng cùng Bạch Sơn Dương, vì quy giả liên minh bất hòa, luân hồi nhạc viên chung di thất 10.850 thời không chi lực, người điều khiển tài trí đến 1.753 ao cái này nói rõ rất nhiều vấn đề. Nếu như theo Bạch Sơn Dương cùng vi quý giả liên minh phương diện đi cân nhắc, dù sao người điều khiển xô thốt không sẽ cùng bọn họ đứng tại cùng một trận chiến tuyến trở thành bọn họ chiến lực vậy còn không như đem người điều khiển xô thốt bán làm hắn đi dò xét tô hiểu thực lực cho nên vi quy giả liên minh dối xưng tô hiểu chiếm đoạt hơ ru thành bọn họ thu hoạch được thủ tấm hình là thông qua mị huyễn năng lực thu hoạch được tấm thứ hai còn lại là tại cổ thần điện bên trong động tay động chân bọn họ tại giúp tô hiểu thanh tràng không thể không nói vi quy giả liên minh người quyết định tương đương thông minh kia là cái giỏi về bố cục lão âm tất hắn đem hơ ru thành thanh tràng tổng cộng có trở xuống mấy điểm chỗ tốt. Mục đích 1. Thăm dò, thăm dò tô hiểu chiến lực. Mục đích 2. Thông qua người điều khiển trọng thương tô hiểu, hoặc bức tra tô hiểu ác chủ bài, lấy thuận tiện lúc sau đối phó tô hiểu, kết quả thất bại. Mục đích 3. Đem tô hiểu cô lập, làm tô hiểu không có khả năng mượn nhờ vu sư hội liên hợp từng cái nhạc viên khế ước giả, từ đó hình thành một cổ cường đại thế lực. Một công ba việc, đồng thời không cần cùng tô hiểu phát sinh xung đột chính diện, liền có thể thu hoạch được tô hiểu đại khái tin tức, thậm chí còn khả năng tạm ứng phối người Tây diệt trừ tô hiểu, đối với vi quy giả liên minh cùng Bạch Sơn Dương tới nói, đây là rất không tệ kết quả. Tưởng thông điểm ấy về sau, tô hiểu mặt bên trên hiện ra tươi cười, người điều khiển xô thốt là nhất định phải diệt trừ, nếu không hậu hoạn vô cùng, về phần bị cô lập. Trên thực tế những cái đó người hoàn toàn không cần làm như vậy, tô hiểu lôi kéo mặt khác khế ước giả khả năng không cao, hắn không phải cái loại này vung cánh tay lên một cái, liền có người giúp hắn bán mạng lãnh tụ tinh thần từng giúp Tô Hiểu làm việc cốt truyện nhân vật, cơ bản đều là tại Tô Hiểu gia nhập bản thổ thế lực về sau, mới đến đến thuộc hạ, những cái đó người không phải trung với Tô Hiểu, mà là trung với sở thuộc thế lực. Vì quy giả liên minh người quyết định rất khó đối phó, đối phương tính kế Tô Hiểu mặc dù không tính thành công, nhưng cũng không tính thất bại, huống hồ kia gia hỏa có thể cùng cổ thần chu toàn, từ điểm đó liền có thể nhìn ra đối phương năng lực. Vì quy giả bên trong lão âm tất, Tô Hiểu mặt bên trên cười càng hiền lành, hắn không lưu ý đến chính là tóc ngắn mùi tử biểu tình dần dần ngưng trọng lên tới. Ngươi vô dụng. Tô hiểu tựa ở ghế dựa bên trên, bắt chéo hai chân nhắm mắt suy tư. Ai? Tóc ngắn mùi tử mang theo thanh âm trung động thanh âm truyền đến, biểu tình có chút sụp đổ. Câu này, ngươi vô dụng, đêm này mùi tử dọa đều sẽ biểu diễn mặt nghệ, bình thường tình huống, đều là tại diệt khẩu lúc mới nói loại lời này. Chờ, chờ chút, ta, ta, ta. Tóc ngắn mùi tử ta nửa ngày, cũng không nói ra hạ nửa câu, trên thực tế, tô hiểu chỉ là thói quen nói ra câu nói kia mà thôi. Ngươi nhiệm vụ chính tuyến, bất hủ vu sư thử quan tóc ngắn mùi tử cảm giác sự tình có chuyển cơ bởi vậy thăm dò tính trả lời ba ha bố bố đi mang nàng thấy thử quan được rồi mùi tử mời đi ung bố bố ung giật mình ngồi dậy nó rõ ràng là ngủ mộng chỉ thấy nó cẩu đầu ngửa mặt lên cẩu thân chấn động run hạ mấy cây lông chó ngay tại vừa rồi bố bố ung làm giấc mộng mộng bên trong nó chân đạp bạch sơn dương một móng bóp nát a da thốt quả nhiên ngủ lúc sau mộng bên trong cái gì cũng có 15 phút sau, biểu tình có chút kinh ngạc tóc ngắn mùi tử đứng tại vu sư hội tầng năm hành lang bên trong, nàng dự tính yêu cầu nửa tháng hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, 2 phút đồng hồ liền xong việc. Tóc ngắn mùi tử đầu tiên là thấy thử quan, trực tiếp vượt qua hơn N khâu về sau, lại thấy Gus, Gus căn bản không như thế nào để ý đến nàng, vứt cho nàng một viên thời cổ đại ngân tệ, nhiệm vụ hoàn thành. Chính là người tốt A. Tóc ngắn mùi tử kích hoạt truyền tống trận, biến mất tại vu sư hội tổng bộ. Thấy cảnh này, bố bố ung kích hoạt tóc ngắn mùi tử trên người thiết bị theo dõi, lấy ra lon cola mở ra, chen vào ống hút Mỹ tư tư uống vào. Bản chương xong. Chương 34 Kỳ tích nơi Nguồn Mê truyện audio com Truyền tống trận bên cạnh, kia danh cổng màu đen cán cây gỗ trường thương nữ vu sư vẫn như cũ ngồi ở kia, nàng liếc nhìn truyền tống trận bên trên tiêu tán quang mang, lại nhìn về phía bố bố ung cùng ba ha. Thực sự là Hai tử đáng thương Nữ vu sư thở dài một tiếng, nàng xem như rõ ràng, chỉ cần cùng tô hiểu đám người đáp lên quan hệ, đại khái suất sẽ không có kết quả tốt. Người này nói gì vậy, chúng ta lại không có ý định hại nàng, chỉ là để phòng vạn nhất, vu sư, kia mùi tử truyền tống đến nào toa thành. Ba Ha nói chuyện lúc đã liên lạc tô hiểu. Kỳ tích nơi ở Acela. Nữ vu sư mắt bên trong có ước mơ, có khinh bỉ, cũng đành chịu, bởi vậy có thể thấy được, kỳ tích nơi Acela là cỡ nào chỗ đặc thù, người ở đó dân. Tắm rửa dưới ánh mặt trời. Kỳ tích nơi. Tô hiểu thanh âm truyền đến, chẳng biết lúc nào, hắn chính tựa ở chỗ gốc của vách tường bên trên. A, à, kỳ tích nơi, Aisenla có mọi người khác vọng hết thảy, các vu sư đều ở tại kia, Heru. Chỉ tính một tòa thành chết, tại chân thực bên trong đau khổ dãy dụ tử thành. Nữ vu sư thần sắc có chút lãnh đạm, dù sao nàng sợ ái chi người chết bởi Tô hiểu tay, nhưng cái này cũng không có cách, kia là siêu gia tộc nguyên rủa, là nàng địch nhân. Nữ vu sư cùng siêu Achic không có làm cho người ta cảm động tình yêu hai bên biết lẫn nhau lập trường đối địch, tới lần cuối một phát về sau, nữ vu sư cắn một cái đoạn siêu, a chít đầu ngón tay, từ đó lúc sau, không gặp nhau nữa, mà ni, chính là nữ vu sư cùng siêu, a chít nữ nhi. Nói cách khác, ni cũng là siêu, a chít nữ nhi, siêu, a chít là đời trước ký thể, nguyên nhân chính là như thế, ni tài năng tiếp nhận cổ thần máu, có được nhất định cổ thần đặc tính, mà này, cũng là a gia thốt ý thức muốn nhìn đến, là hắn lựa chọn nữ vu sư. Nhìn chính mình thân nhân từng bước một đi hướng tử vong, nữ vu sư lại cái gì đều không làm được cậu thí kỳ tích nơi, quỳ liếm Bạch Sơn Dương được đến chỗ tốt đi. Ba Hà xì sì khẽ một tiếng, lần này nó rất nhanh liền nghĩ đến là chuyện gì xảy ra. Không tại kia ở lại, chẳng lẽ tại Hơ Ru thành chờ chết sao, làm cái này thế giới biến hảo ngày ấy, kỳ tích nơi a lại sẽ là cái gì bộ dáng, ta rất hiếu kỳ. Nữ vu sư thâm trầm cười âm thanh, liền tiếp tục ngồi dựa vào góc tường. Cuculin, chúc ngươi, chết tại a ngươi cái này. Hỗn đảng, nhớ kỹ, là ngươi, giết ta nữ vu sư thanh âm càng ngày càng yếu cuối cùng mất đi âm thanh sinh thời không cách nào cùng siêu a chíp tương cứu trong lúc hoạn nạn cho nên nàng lựa chọn cùng a chip chết tại cùng là một người tây bên trong như vậy có lẽ biến thành vong hồn về sau còn có duyên gặp lại ca ca két cây cối bộ rễ theo nữ vu sư lưng bên trên sinh ra nhập vào sau phương trong tường đá cuối cùng nữ vu sư thi thể dung nhập vào tường đá này loại có thể tạo ra rễ cây năng lực cũng không phải là a chít vốn có mà là nữ vu sư năng lực siêu a chíp làm đóng kia rễ cây chỉ là một loại tưởng niệm mà thôi chỉ thế thôi. Đi. Tô Hiểu đứng lên truyền tống trận, từ giờ trở đi, vua sư hội cơ hội chẳng khác nào phê mình đại bản doanh, tuy rằng cái này đại bản doanh quyền lợi hệ thống có chút loạn. Tô Hiểu, Bố Bố Ung, Ba Ha, A Mổ, Cây Sa đều đứng lên truyền tống trận, Tô Hiểu xem xét vách tường bên trên chữ viết, phía trên này có mấy chục tòa thành tên, mỗi tòa thành đều có không giống nhau cấp, mà đại biểu kỳ tích nơi Aesen La cấp, còn lại là một bộ mặt trời đồ án. Kaka két. Tô Hiểu chuyển động tường bên trên bàn đá, truyền tống trận kích hoạt, mục đích, kỳ tích nơi, a Quanh một tiếng, chung quanh thế giới bị kéo thành điều trạng, theo điều trạng thế giới khôi phục bình thường, tô hiểu tình cảnh trước mắt đại biến. Đây là tòa thực lụi bại đại điện, truyền tống trận ở vào đại điện trung tâm chỗ. Bằng hữu, đừng chiếm hầm cầu không kéo phân, chúng ta đợi rất lâu. Một đạo vang dội giọng nam truyền đến, tô hiểu nghiêng đầu nhìn lại, là danh thủ cầm phương thuẫn, thân xuyên trọng giáp giáp tráng nam, mà phía sau hắn mấy tên nam nữ, theo quần áo liền có thể đánh giá ra là cận chiến, súng ống viễn trình, vũ em, cộng thêm nhất danh hệ phụ trợ. Đây là một đội khế ước giả, xem bọn họ kia vẻ mặt ngưng trọng, rõ ràng là chuẩn bị đi thám hiểm. Thật không có vấn đề à. Yên tâm, chúng ta đến hơ ru về sau, lập tức ra khỏi thành, tại bên cạnh thành trắng đi ngang qua điên vu sư, Cuculin, bi quay a coi như bá đạo, cũng không có khả năng mỗi ngày đều tại hơ ru thành bên cạnh lắc đi, hơ ru thành là cao nguy khu vực, đầy đất đều là bảo rương. Cao nguy hiểm, cao hội báo. Tiểu đội mấy người bàn luận xôn xao, nghe bọn hắn ý tứ, hơ ru thành rõ ràng là tại cao nguy khu vực làm tô hiểu nghi hoặc chính là hơ ru ngoại trừ ẩm ướt không thấy ánh nắng chuột nhiều cốt cản nhiệt tình hiếu khách bên ngoài tổng thể tới nói không tính nguy hiểm rõ ràng cùng cao nguy không đáp một bên cái này tiểu đội không biết sở thuộc cái nào nhạc viên chiến đấu tố dưỡng đồng dạng huynh đệ nhường một chút tráng nam hơi không kiên nhẫn cũng không biết vì sao hắn luôn cảm giác đứng tại truyền tống trận bên trên này gia hỏa có chút quen mắt nha Tô Hiểu cất bước hướng đại điện đi ra ngoài, bố bố chờ theo sát phía sau. Mới vừa ra đại điện, ánh mặt trời chói mắt đập vào mi mắt, mấy ngày không gặp ánh nắng Tô Hiểu nheo lại con ngươi. Không khí thanh tân hút vào sang mũi, phía sau Vu sư hội phân bộ rách nát không chịu nổi, đất trống chung quanh tràn đầy cỏ hoang, rõ ràng không thường thường có người đến bên này. Liệp sát giả đã đến kỳ tích nơi ở đây là, đây là thấp nguy khu vực. Cảnh cáo. Bởi vì ở vào toàn bộ triển khai phóng nguyên sinh thế giới bên trong, thế giới này cực kỳ đặc thù liệp sát giả xin đừng chủ động tổn thương phe mình khế ước giả liệp sát giả tài quyết giả hắc ám khí tức xua tan bên trong đã xua tan hoàn thành nhàn nhạc màu đen hơi khói theo tô hiểu quần áo bên trên phiêu khởi chung quanh cỏ hoang khô héo một mảnh nhỏ so sánh hơi ru thành là quả thực là thiên đường trời xanh mây trắng liệt dương giữa trời hơi ấm gió nhẹ thổi qua chân trời thỉnh thoảng bay qua thành đàn chim chóc hiển nhiên cổ thần cũng không ảnh hưởng hoàn cảnh nơi này hoặc là nói, nơi này là đặc thù, là cổ thần nhóm lưu lại tình thổ. Đi bộ tiến lên mấy trăm mét về sau, tôi hiểu đi đến một đầu đá vuông trải đường lát đá, một chiếc xe ngựa theo bên cạnh hắn đi qua, xa phu mặc dù thân xuyên áo gai, nhưng sắc mặt hồng nhuận, kia thất tông ngựa cũng là tinh thần sung mãn. Tại Hơ Ru Thành, tôi hiểu rất ít có thể nhìn thấy ngựa này loại cỡ lớn xuất vật, thứ nhất là nuôi không nổi, thứ hai là dễ dàng bị đánh cướp, trở thành đồ ăn. U ám, giả mang, huyết tinh, cường giả sinh tồn, đây chính là Hơ Ru, một cái nhiệt tình quỷ quái địa phương. Về phần hơ ru bình dân vì sao không di cư đến kỳ tích nơi hạt ây là, nguyên nhân là dùng không nổi truyền tống trận, mỗi lần 50 ngân tệ, đối với hơ ru thành bình dân tới nói có thể xưng giá trên trời. Về phần đi bộ đi đến ây là, tắm một cái ngủ đi, hơ ru thành gần đây cùng thú triều cũng không phải nói đùa, cùng thú triều đích xác không dám hướng hơ ru thành bên trong tuôn, nhưng ra khỏi thành quá xa, liền sẽ trở thành bọn chúng đồ ăn. Hoặc là nói, không có những cái đó bình dân, Hơ Ru Thành liền thật sự đã chết, thậm chí biến thành cung tử tịch thành cùng loại địa phương. Theo đường đá tiến lên một khoảng cách về sau, tôi hiểu nghe được rộn rộn ràng ràng tiếng người. Bên đường bán hàng trong nhóm rau hàng, bánh mì phòng bên trong tiêu hương bay ra rất xa, người đi tại đường phố bên trên không ít, bên đường hai bên kiến trúc chiều cao không đủ đứng vững. Ô ngào, bố bố ung nhìn không được sói tru một tiếng, nó vài ngày không thấy ánh nắng, muốn vui chơi thả bay tự mình. Bên kia bằng hữu, chờ ngươi đã mấy ngày, nào có một đến vu sư thế giới liền vào hơ ru thành, bất quá. Ngươi này hình người bốt, hơi ru thành kỳ thật càng thích hợp ngươi. Nhất danh mang theo kính trăm, ngồi tại quán ven đường bên cạnh nam nhân mở miệng, hắn tay phải bên trong là bản xứ thằng làng thịt xiên, tay trái cầm nghe xong bia. Bản chương xong. Chương 35. Hiểm cảnh. Nguồn. Mê truyện audio com Kính trăm nam dương lên tay bên trong bia, liền đem bia miệng lớn uống ánh sáng, bóp nghiến tay bên trong lon nước. Lon nước nguyên bản không có khả năng tại cái này thế giới xuất hiện, này kính trăm năm thân phận đã là vô cùng sống động chúng ta không có từng cái từng cái đi tìm ngươi chịu chết thói quen cho nên liền đều tại này hoan nghênh ngươi cuối cùng kia cái gọi là thủ lĩnh là đến từ thánh vực nhạc viên chúng ta không tính nhiệm hắn kính trăm năm hoạt động bả vai Bọc một tiếng vỗ tay phát ra tiếng cái này búng tay qua đi đường phố bên trên các bình dân đều ngay người tại chỗ một lát sau bọn họ đồng thời hướng đường đi khác một bên đi đến chỉ phát ra tiếng bước chân bộ pháp chỉnh tề đến quỷ dị kính trăm năm xuất hiện Liên đại biểu vi quy giả liên minh không phải bền chắc như thế. Chúng ta cùng ngươi khác biệt, cái này mở ra tính nguyên sinh thế giới là chúng ta cõi yên vui, cho nên lão tử rất yêu quý nơi này. Kính trăm nam vừa dứt lời, lại vỗ tay phát ra tiếng. Ba chung quanh thế giới đột nhiên tối xuống, cự đại bánh răng ở trên không chuyển động. Ba lại là một thanh âm vang lên chỉ, chung quanh tình cảnh đại biến, biến thành một vùng phế tích, đây là kỳ tích nơi Aysen là khu vực biên giới, vừa rồi Ba Hà đã phát giác được không gian đổi thành cảm giác, nó có thể trúng đoạn này loại đổi thành, nhưng bị tô hiểu tại kênh đoàn đội điện trở dừng, căn cứ Ba Ha cung cấp tin tức, lần này đổi thành vị trí không xa. Tô hiểu cảm giác đó là cái cơ hội, đáng giá mạo hiểm, huống hồ hắn rời đi hơi ru thành phía trước, đã sớm chuẩn bị hảo ứng đối này loại tình huống hậu thủ. Phế tích bên trong có đại phiến đổ nát thê lương, đứt gãy cột đá sang sát, mà tại này đó đổ nát thê lương hoặc trụ đá bên trên, chính ngồi từng người từng người vi quy giả. Bố bố ung, ba ha, a mổ, cây xa đều không có bị truyền tống tới, nhưng chúng nó chính nhanh chóng chạy đến, dù sao truyền tống khoảng cách không xa, nếu không Tô Hiểu đã để Ba Ha đánh gãy lần này không gian đổi thành, loại này năng lực, muốn so không gian xuyên toa thấp một cái giai vị. Sơ bộ cảm giác, chung quanh có linh năm danh vi quy giả, kính trầm nam bố trí mặc dù đơn giản, nhưng hiệu suất cao, hắn vẫn luôn tại mai phục Tô Hiểu, chỉ chờ hiện tại một khắc. Không gian chung quanh thực không ổn định, bởi vậy không ai dám tùy tiện ra tay, chờ không gian ổn định lại nháy mắt bên trong, này đó vi quy giả tuyệt đối sẽ không chút do dự đối với tô hiểu cùng oanh loạn tạc. Các ngươi thủ lĩnh, tuyệt đối sẽ cùng Bạch Sơn Dương trở mặt, Bạch Sơn Dương lựa chọn thời gian sử dụng không chi lực treo thưởng ta người đầu, rất xuẩn. Tô hiểu vẫn ngắm nhìn chung quanh vi quy đám người, quan sát mỗi người thần sắc biến hóa. Nguyên lai thật sự có này loại treo thưởng. Nghe được tô hiểu những lời này, nhất danh mắt tam giác vi quy giả hừ lạnh một tiếng, nói. Thảo, ngươi đã sớm biết chuyện, đừng tìm chúng ta trang bức. Ngươi mẹ nó ngậm miệng A, à, đậu xanh rau má một phen tới tự đồng đội thân thiết chào hỏi, làm mắt tam giác vi quy giả sắc mặt rất khó coi. Hắn chỉ là đang thử thăm dò. Ngươi mẹ nó đừng trực tiếp thừa nhận được hay không? Được hay không? Ngươi bị hư không sinh vật ăn mòn choáng váng à? Nhất danh táo bạo lão ca gầm thét, nước bọt sau cùng phun. Ta. Mắt tam giác vi quy giả biểu tình một hồi vặn vẹo, ngược lại nộ trừng tô hiểu, hắn hóa ra là muốn trào phúng, kết quả dẫn đến tình báo bại lộ. He phi. Ngốc điếu lại là một tiếng đối với mắt tam giác vi quy giả, chào hỏi, cách đó không xa mấy người đều cố nén ý cười. Các huynh đệ, đừng lẫn nhau tổn thương, chờ không gian ổn định sau liền đổi hắn. Có chút tim tế thanh âm truyền đến, con hàng này biểu tình, tứ chi động tác, quả thực tự như là nhân loại hình thái cây xa. Đồng thời đối mặt 105 danh vi quy giả vây công, trong đó 57 người vì ngủ dai, 48 người vì lục dai, còn có hai người cấp tô hiểu uy hiếp không nhỏ cảm giác, đơn đấu tô hiểu có lòng tin thắng, về phần bị vây đánh, đại khái suất sẽ chết. Tôi hiểu mới vừa tấn thăng lục giai, đồng thời đối phó như vậy nhiều lục giai vi quy giả, thắng khả năng không lớn, địch quân tình báo đã tới tay, tôi hiểu chuẩn bị rút lui trước, cũng cấp địch nhân một kinh hỉ. Liên lạc bố bố ung về sau, tôi hiểu cánh tay trái bên trên Hắc Chi Vương bao cổ tay bị hắn thu vào chứa đựng không gian bên trong, một viên Apollo xuất hiện tại tay trái bên trong, đến kỳ tích nơi là trước, tôi hiểu liền dự đoán được khả năng bị vây công. Căn cứ nữ vu sư lời nói, Aysela là rất bình thường địa phương, xuất hiện này loại địa phương, ngoại trừ cổ thần cố ý cấp vi quy đám người lưu lại này tòa thành, tôi hiểu nghĩ không ra những khả năng khác. sen là chính là vi quy đám người đại bản doanh, trước khi đến, tôi hiểu mơ hồ đoán được điểm ấy, nguyên nhân chính là như thế, hắn làm bố bố ung tại hắn quần áo nâng lên phía trước thiết trí, lan tộc bảo vật gia truyền, tọa độ, tùy thời có thể bị hắn kéo đi. Tôi hiểu thoát thân kế hoạch rất đơn giản, tay cầm một viên Apollo, dùng tinh thần lực đâm vào trong đó dây lát bạo, đồng thời làm bố bố ung truyền tống hắn mặc dù không rõ ràng có thể nổ chết bao nhiêu vi quy giả, nhưng thu hoạch phải rất khá. Ngay tại Tô Hiểu chuẩn bị đưa cho này đó khế ước giả một đầu cánh tay trái lúc, hắn dư quan trong đám người nhìn thấy mấy tên nữ tính vi quy giả, các nàng chỗ đứng tương đối phân tán, cái này khiến Tô Hiểu dừng lại tay bên trong động tác. Ba hai nhiều nhất một phút đồng hồ liền có thể chạy tới, A à Mổ yêu cầu sáu phút đồng hồ trở lên, có hai bọn chúng ở ngoài vi, Tô Hiểu áp lực sẽ chật giảm. Lui. Đóng to một tiếng truyền đến, Apollo tản ra nguy cơ cảm, làm vi quy đám người nhanh chóng lui ra phía sau, có thể trở thành vi quy giả, cũng sống đến bây giờ, tại tràng liền không có cá khô, cho dù là ngủ giai vi quy giả. Tô hiểu thu hồi Apollo, hắc chi vương bao cổ tay lại xuất hiện tại hắn cánh tay trái bên trên. Đánh cực 100 giây. Tô hiểu thấp giọng mở miệng, màu lam nhạc quan mang tại hắn cơ thể bên trong hiện lên, liệt ma thời khắc mở ra, liệt ma thời khắc đối phó bốt lúc mặc dù đã khó dùng, nhưng đối phó khế ước giả hoặc vi quy giả tuyệt đối là thần kỹ quyết sắc lông vũ tại tô hiểu bên người bay xuống cách cách một tiếng vỡ vụn ra lấy cực nhanh tốc độ tuôn hướng nhất danh thân xuyên pháp bào màu đỏ thoa màu tím nhãn ảnh nữ vi quy giả tên này gọi jasmine nữ vi quy giả lập tức lách mình làm sao huyết vũ tốc độ càng nhanh trực tiếp leo lên đến nàng bên ngoài thân jasmine vốn là một đóa tiểu bạch hoa lúc trước nàng dùng hoa ngữ làm danh hiệu cũng lựa chọn trị liệu hệ chính là nàng sơ tâm làm sao bởi vì ngoài ý muốn trở thành vi quy giả dứt khoát liền hệ chiến đấu trị liệu hệ hỗn hợp phát triển cái này Jasmine miệng hơi mở ra, sau một khắc liền hận hàm răng ngứa. Làm sao vậy? Gần đây mấy tên vi quý giả đều nhìn về nàng, chỉ cần Jasmine hơi có gì bất bình thường, bọn họ tuyệt sẽ không nương tay. Không có việc gì, hắn chuẩn bị trước việc trừ trị liệu hệ, ta gánh vác được. Jasmine sắc mặt bình tĩnh mở miệng, nàng biết, một khi nói ra huyết vũ hiệu quả, nàng này đó đồng đội sẽ nháy mắt bên trong đưa nàng oanh sát thành cặn bã. Làm độc nải tuyệt đối không được, vì quy giả sẽ không chịu đựng điểm ấy, đã như cái kia, cái kia cũng chỉ có thể vụn trồng sữa tô hiểu, mỗi 25 giây, gấp 5 lần hiệu quả trị liệu khôi phục. Jasmine lúc này tâm tình, nào chỉ là ngọa tạo có thể hình dung, trước mắt nàng chỉ có thể làm như vậy mới có thể còn sống. Vặn vẹo không gian ba động tiêu tán, các loại ấp ủ đã lâu công kích đồng thời hướng tô hiểu oanh đến, có chút là quỷ dị, có chút là âm độc, có chút còn lại là cuồng bão Tô hiểu đột nhiên biến mất tại chỗ, mở ra liệt ma thời khắc về sau, chỉ cần thể lực gánh vác được, hắn có thể không hạn chế sử dụng long ảnh thiểm xuyên thấu không gian. Oanh! Bùng đất vẫy ra, các loại năng lượng ba động nổ tung, tầng tầng khí lãng khuếch tán. Phốc phốc đao quang lướt qua, nhất danh ngũ dai vi quy giả không đầu thi thể cứng tại tại chỗ, cuối cùng, liền xem như vi quy giả, cũng chỉ là ngủ dai mà thôi, đơn độc đối đầu tô hiểu, cộng thêm tô hiểu xuyên thấu không gian đột nhiên xuất hiện, tên này vi quy giả liền thời gian phản ứng đều không có. đang Hỏa tinh tóe lên cao vài thước, một cái kỳ hình câu lưỡi đao cùng trảm long thiểm đối với trảm tại cùng nhau kỳ hình câu lưỡi đau người sử dụng là danh khảm hai viên răng vàng nam nhân hắn đối với tô hiểu nhất miệng cười mấy chục mét bên ngoài jasmine trong lòng sợ đắt một nhóm đã qua năm giây nàng liếc nhìn tay bên trong pháp trường bị huyết vũ leo lên về sau nàng căn bản không thể rút lui nếu không 25 giây phán định một đến lập tức tử vong sửa vẫn là không sửa đây là làm jasmine thực xoắn suýt vấn đề như thế nào sẽ có như vậy vô sĩ trang bị Phúc A Jasmine khí dậm chân một cái, nhưng nàng rất nhanh liền tỉnh táo lại, vụn trộm sữa địch nhân hẳn là sẽ không bị phát hiện. Dù sao nàng trị liệu năng lực không phải biểu tượng sinh mệnh lực màu xanh nhạt, mà là kim hồng sắc đại khái sẽ không bị phát hiện đi. Lúc này thân là vi quy giả Jasmine thực chột dạ. Bản chương xong. Chương 36 Chiến thần nải Jasmine. Nguồn Mê truyện audio.com Kim Thiết đối với chém Thúy Minh thanh truyền ra, một cổ sóng xung kích khuếch tán đem gần đây đổ nát thê lương chấn vỡ. Oanh! Tô Hiểu bay ngược mà ra, bay ở giữa không trung, một cái cấu tạo tinh vi máy móc tên hướng hắn phóng tới, thẳng đến đầu lâu. Tô Hiểu đột nhiên biến mất, máy móc tên đâm cái không, phát ra phịch một tiếng trầm đục về sau, tại không khí bên trong lưu lại vòng tròn trạng khí lãng. Làm Tô Hiểu lần nữa hiện thân lúc, hắn oanh một tiếng tại dưới chân giẫm ra một đạo hố to, lòng ảnh thiểm có thể né tránh địch nhân công kích, nhưng không thể hóa giải đã tác dụng ở trên người hắn cường đại động năng vừa rồi cùng tô hiểu đối với chém vi quý giả là danh thủ cầm răng cưa trảm mã đao thân cao gần 2 mét tráng háng, đối phương lực lượng mạnh hơn tô hiểu nhưng tốc độ so tô hiểu chậm rất nhiều tô hiểu dù sao cũng là bốn thuộc tính đồng thời phát triển đối đầu đơn thuộc tính hoặc song thuộc tính phát triển vi quý giả lực lượng hoặc tốc độ có thể yếu đúng là bình thường nhìn như là một trăm linh danh vi quý giả vây công tô hiểu trên thực tế chủ lực chỉ có kia bốn mươi tám danh lục giai vi quý giả còn thừa năm mươi sáu ngũ giai vi quý giả đều cùng tô hiểu kéo dài khoảng cách bảo đoàn sau viễn trình vây công Tô Hiểu. Coi như chung quanh chỉ có 48 danh lục giai vi quy giả vây công, Tô Hiểu vẫn như cũ thừa nhận không nhỏ áp lực, sân bãi quá mở rộng, địch nhân đem hắn đoàn đoàn bao vây, 360 độ không gốc chết công kích. Không chỉ có như thế, lục giai khế ước giả cùng ngũ giai khế ước giả không phải một cái khái niệm, huống chi là lục giai vi quy giả, bọn họ bình quân thực lực muốn sao lục giai khế ước giả mạnh hơn một đoạn. Ông một đạo màu tím đen năng lượng vòng đem Tô Hiểu bao phủ ở bên trong, này đồ vật có lớn bằng cánh tay, đường kính tại 3 mét trở lên, chỉ cần Tô Hiểu di động hoặc công kích, năng lượng vòng liền sẽ hấp thu động năng, chứa đầy năng lượng về sau, liền sẽ đối với Tô Hiểu tạo thành trọng lực xung kích. Này đồ vật có thể nói buồn nôn đến cực điểm, thuộc về không nhìn phán định những năng lực khống chế, Tô Hiểu vừa rồi sẽ bị chém bay đi ra ngoài, chính là đột nhiên chịu này đồ vật một chút. Tô Hiểu có biện pháp giải quyết cái này năng lượng vòng, nhưng cần thời gian, mà chung quanh 48 danh lục giai vi quy giả, căn bản sẽ không cho hắn thời gian. Hô một tiếng, Tiếng xé gió theo Tô Hiểu phía sau đánh tới, lạnh buốt đâm nhói cảm giác ở gáy xuất hiện, Tô Hiểu chờ chính là giờ khắc này. Long ảnh thiểm năng lực kích hoạt, Tô Hiểu hướng về phía sau xuyên thấu không gian, xuất hiện tại người ám sát phía sau, đây là danh thân xuyên đen áo choàng, mang theo kim loại mặt nạ gầy còm nam nhân. Oanh. Một cái từ trên trời giáng xuống chiến chú y đập xuống, này chiến chú y thể tích tương đương khoa trương, lớn đến bằng gian phòng, một cái dây sắt liên tiếp tại chu y chui cuối cùng, hiển nhiên là có người dự phán ra Tô Hiểu không gian xuyên thấu vị trí như là một viên đạn pháo tại mặt đất bên trên nổ tung, mặt đất lấy chiến chủ y làm tâm điểm rạn nước, không gian xuyên thấu cảm giác rút đi, tô hiểu tà dẫm tại thô to như thùng nước chu y chui bên trên. Minh Nha, đừng tìm hắn một VSC1, muốn chết phải không? Dây sắt bị kéo tới thẳng tắp, cự chủ y bay lên, một tiếng ầm vang rơi vào nhất danh dáng người thực chắc nịch người lùn bên người, hắn mặc dù tướng ngũ đoạn, nhưng mặt mũi tràn đầy râu quai nón, cho người ta loại phóng khoáng cảm giác, hắn gọi Hono, là tại tràn hết thảy vi quy giả bên trong mạnh nhất người khi danh tay bên trong cầm lưỡi cưa mã đao tráng hán cùng với sử dụng cự y hô nô là cho tô hiểu nguy cơ cảm mạnh nhất hai người còn lại bốn sáu danh vi quy giả khí tức mặc dù đều không yếu nhưng so sánh này hai người phải kém hơn một đoạn không chín giây hét lớn một tiếng truyền đến sau một khắc tô hiểu chung quanh tia sáng bắt đầu vặn vẹo đông như là gõ chung thúy minh tô hiểu không khí chung quanh biến thành trạng thái cố định mật mật ma ma đường vân từ chung quanh hiện lên lưỡi dao cao thấp không đều chém mang đánh tới tô hiểu vừa mới chuẩn bị kích hoạt long ảnh thiểm năng lực liền phát hiện không gian chung quanh đã hỗn loạn. Phốc phốc. Máu tươi từ tô hiểu lòng ngực nơi tóe lên, một đạo không tính sâu, nhưng vượt ngang toàn bộ lòng ngực chém bị thương xuất hiện, đại phiến phá toái tinh thể tầng vẫy ra. Tay bên trong cầm lưỡi cưa mã đao trắng hắn xuất hiện tại cách đó không xa, hắn vừa rồi bạo phát ra siêu cực hạn tốc độ, mặc dù thành công làm bị thương tô hiểu, nhưng hắn lại dùng tay che chính mình cổ bên trái. Vừa rồi nháy mắt bên trong, hắn cũng chịu tô hiểu một đao, nhanh đến không cách nào dùng cảm giác bắt giữ một đau này đau đem hắn cái cổ bên trái chém ra một phần ba tĩnh mạch chặt đứt còn có bộ phận hệ thần kinh cũng tê liệt mã đau trắng hắn nhếch miệng cười nếu như nói hắn trước là xem tô hiểu khó chịu nhưng giao thủ về sau hắn chỉ muốn cùng tô hiểu lại đánh mấy hiệp coi như khả năng vì vậy mà chết cũng không có gì tiếc nuối chiến đấu đối với hắn tới nói là loại hưởng thụ sinh tử một cái chớp mắt vừa rồi cùng tô hiểu sát bên người đối với chém mà qua nháy mắt bên trong cái loại này lực áp bách cùng khẩn trương cảm giác làm hắn máu tươi đều nhanh bốc cháy lên đáng nghiêng mã đao tráng hán lấy ra cây kim tề, trực tiếp đâm vào cái cổ. Tô hiểu không gian chung quanh vặn vẹo cảm giác biến mất, ngay sau đó là một cổ trọng áp xuất hiện, là màu tím đen năng lượng vòng. Ông trọng lực ép xuống, tô hiểu dưới chân mặt đất đột nhiên lỏng xuống một đạo hình tròn, trọng lực biến mất nháy mắt bên trong, một viên che kính hoa văn màu bạc đạn, cộng thêm ba cây năng lượng mũi tên đánh tới. Không chỉ có là công kích từ xa, chung bốn tên vi quy giả, từ trước sau tả hữu bốn phương tám hướng nhào về phía tô hiểu. Oanh! Lại là một tiếng năng lượng nổ tung công, công, công. Ba đạo lớn đến khoa trương chém mang theo bụi mù bên trong bay ra, ngay sau đó, gần như hình thành hình cầu dày đặc đao mang khuếch tán. Bụi mù chậm rãi phiêu động, chung quanh vi quy đám người sắc mặt ngưng trọng, gần đây có hơn 40 người, cộng thêm nơi xa hơn 50 danh ngũ giai vi quy giả, đồng thời vây công nhất danh địch nhân, mặc dù là đại ưu thế, nhưng cũng không chiếm được rất đại tiện nghi. Một đạo đầy người vết máu thân ảnh theo bụi mù bên trong đi ra, hắn còn sót lại một cánh tay, đầu cũng bị chém xuống một khối. Trị liệu phốc phốc. Tên này vi quy giả nói còn chưa nói xong, một thanh trường đao liền đâm xuyên hắn đầu. Bụi mù chậm rãi tiêu tán, thân xuyên pháp bào màu đỏ, thoa màu tím nhãn ảnh Jasmine ở vào chiến đoàn hơn 30 mét bên ngoài, nàng chậm rãi thở ra một hơi, là thời điểm bày ra diễn kịch. Chỉ thấy Jasmine pháp bào không gió mà bay, nàng hơi nghiêng về phía trước thân thể, nháy mắt bên trong biến mất tại chỗ. Đừng một người xông đi lên. Hono tiếng la vừa dứt, bụi mù bên trong liền truyền ra một tiếng vang trầm như là sấm rền nổ vang, bụi mù nháy mắt bên trong liền bị thổi tan, Tô Hiểu nghiêng nghiêng hướng nơi xa bay ngược mà ra, cuối cùng lấy nửa ngồi tư thế rơi xuống đất, vừa xuống đất liền phun ra một miệng lớn máu tươi. Chỉ thấy Jasmine hơi vung tay bên trong kia thon giải pháp trượng, trên pháp trượng một chút máu tươi bị cuột bay, tung tóe đến phá toái phiến đá bên trên. Thế mà phát giác được ta, Phong. Jasmine như là nữ chiến thần phụ thể, kia đôi mày liễu dần dần triển khai. Thấy cảnh này, cách đó không xa Hono đều xem sửng sốt, hắn cùng Tô Hiểu cận chiến qua, rõ ràng Tô Hiểu năng lực trận chiến có bao nhiêu cường. Mà bây giờ, nhất danh chiến đấu vũ em chính diện vọt tới, một kích đem Tô Hiểu đánh lui, cái này khiến tất cả mọi người không nghĩ tới. Này nữ nhân, thật hung hãn. Mã Đao Tráng Nam cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được, bởi vì kia danh chiến đấu vũ em khí tức không tính rất mạnh, nhưng thực tế bộc phát ra sức chiến đấu lại kinh bạo tất cả mọi người trong mắt. Trước khi bắt đầu chiến đấu, Tô Hiểu đối với Jasmine sử dụng một loại nào đó năng lực, đây là tất cả mọi người nhìn thấy, mà này cũng nghiệm chứng đám người phỏng đoán, Tô Hiểu phát giác được chiến đấu vú em Jasmine rất khó đối phó, cho nên ra tay chính là đòn sát thủ, chuẩn bị giải quyết nàng, đáng tiếc thất bại. Bất luận nhìn thế nào, đều là này loại tình huống, bởi vậy một đám vi quy giả nhìn về phía Jasmine ánh mắt bắt đầu khác biệt, đây cũng là chủ lực chi nhất, mà lại là mạnh nhất chủ lực, so Hono càng mạnh. Cho ta 5 phút đồng hồ, ta cần thời gian hủy bỏ, phong. Jasmine tự hồ có chút bất đắc dĩ, thần tình kia rõ ràng là, chuyện cho tới bây giờ, nàng nhất định phải xuất thủ A, à? đồng đội đều là cặn bã cùng cục một đạo vòng kim loại theo jasmine ống tay áo bên trong rơi xuống vừa xuống đất liền biến thành năng lượng tiêu tán lúc này jasmine nhìn qua như là nữ chiến thần kỳ thực trong lòng nàng sợ đắc một thất nàng vừa rồi thừa cơ vọt tới bụi mù bên trong sửa tô hiểu một miệng lớn kia thanh khủng bố nổ vang căn bản không phải nàng làm ra mùi máu tươi phiêu tán tại không khí bên trong jasmine nhìn về phía tô hiểu ánh mắt kia nhìn như là đối chiến cường địch lúc ngương trọng thực tế là một loại khác ý tứ đại ca yên tâm đi Ta tuyệt đối sửa hảo ngươi, làm ơn tất phối hợp ta, xin nhờ. Bản chương xong. Chương 37. Lượng máu sau bốt còn dày hơn. Nguồn. Mê truyện audio.com Vì quy đám người tầng tầng đang bao vây, tô hiểu lau vết máu ở khóe miệng, cũng quét mắt chiến đấu ghi chép. Ngươi thu hoạch được tự nhiên chi càng thánh hiệu quả trị liệu, ngươi đem khôi phục 1051 điểm sinh mệnh giá trị này hiệu quả đã nhận bá chủ cấp trang bị huyết vũ tăng thêm, người đã khôi phục 5.255 điểm sinh mệnh giá trị. Người thương thế khôi phục tốc độ tăng lên 21%, hiệu quả kéo dài 60 giây. Không thể nghi ngờ, Jasmine là danh đại vũ em, thử nghĩ, biến thành vi quy giả còn sống đến bây giờ vũ em, trị liệu lượng làm sao có thể thấp, đây là nàng chiến đấu thủ đoạn trọng yếu chi nhất, nàng trị liệu loại năng lực không phải dùng để sửa đồng đội, mà là sửa chính mình, đương nhiên sẽ dùng tâm hơn chế tạo. Vừa rồi Jasmine xông lên nháy mắt bên trong, Tô Hiểu liền rõ ràng đối phương là có ý gì. Tô Hiểu chậm rãi đứng lên, xuyên thấu không gian lướt ngang nửa mét, tránh thoát một đầu trống rỗng xuất hiện kim loại trảo. Liệp Ma thời khắc kéo dài thời gian hơn phân nửa, Tô Hiểu cưỡng chế hủy bỏ Liệp Ma Vương nhẫn, này trang bị độ bền nháy mắt bên trong hạ xuống một nửa, đây là cưỡng chế gián đoạn Liệp Ma thời khắc đại giới. Tô Hiểu sở dĩ đóng lại Liệp Ma thời khắc là tại để phòng 100 giây sau thoát lực trạng thái, trước mắt Liệp Ma thời khắc kéo dài thời gian vẹn vẹn hơn phân nửa mà thôi, cho dù có cảm giác suy yếu, cũng sẽ không mạnh đến không cách nào chiến đấu trình độ. Quyết vũ có thể kéo dài 5 phút đồng hồ, 5 phút sau, vô luận tình hình chiến đấu như thế nào, Tô Hiểu đều phải rút lui, trừ phi hắn có thể đem tại trạng hết thảy vi quy giả đều giết sạch. Một cái ống nghiệm xuất hiện tại Tô Hiểu tay trái bên trong, nơi này chứa một loại cao bạo trần, cùng loại với cường hiệu bom khói, về phần vì sao sử dụng này đồ vật, đương nhiên là cấp chiến thần nải, Jasmine sáng tạo cơ hội. Chiến thần nải, chuẩn bị thượng. Tráng hán đem răng cưa mã đao đưa ngang trước người, cũng đối với Jasmine gật đầu ra hiệu. Ta trái, ngươi phải, những người khác thừa cơ yểm hộ. Jasmine sắc mặt bình tĩnh mở miệng, phải biết, tô hiểu là tay phải cầm đao, mà Jasmine chính cùng tô hiểu đứng đối nhau, tô hiểu phía bên phải, chính là nàng bên trái. Theo cánh trái phóng tới tô hiểu, nguy hiểm chí ít tăng lên 30%, cái này khiến mã đao tráng hán sắc mặt cứng đờ, nhưng suy xét đến chiến thần nải thực lực về sau, chỉ có thể gật đầu đồng ý, Jasmine biểu tình vẫn như cũ không biến hóa, nhưng trong lòng nàng đang gào thét. Đập mẹ nó, thật đồng ý a, à, ngươi khiêm nhượng một chút sẽ chết sao, phúc. Jasmine cho chính mình chụp vào cái da tóc trạng thái, cùng mã đao tráng hán một trái một phải phóng tới tô hiểu, mặt khác vi quy giả còn lại là tại thay đổi thứ hai công kích, còn thừa viễn trình đối với tô hiểu cùng oanh loạn tạc. Oanh Minh Thanh kéo dài không ngừng, một trận chỉ kéo dài 3 phút đồng hồ, nhưng thảm liệt dị thường hỗn chiến về sau, chung quanh một cây số khu vực đều đã là mấp mô, nhất danh ngũ giai vi quy giả đang nằm tại hố đất bên trong co trúng, miệng bên trong tuôn ra cốt cốt máu tươi. Mà tại chiến đoàn trung tâm chỗ, Tô Hiểu trên người cắm ba thanh dao găm, nằm cái bộ dáng khác biệt mũi tên, còn có một cái cuối cùng cháy hừng hực mâu thương. Phốc phốc trường đao theo nhất danh lục giai thẳng cái cổ chém qua, này chủ tan tay bên trong tấm thuẫn bên trên giao thoa hơn 10 đạo vết chém, đã là báo hỏng. Khụ khụ khụ. Mã đao trắng hán quỳ một gối xuống tại hơn 20 mét bên ngoài, hắn miệng bên miệng bên trong lớn thở hào hĩnh, toàn thân vết đao, mà đứng tại hắn cách đó không xa Jasmine, còn lại là khí tức bình ổn, tay bên trong pháp trưởng máu tươi nhỏ xuống, đây là tô hiểu máu. Hono cũng ở một bên miệng lớn thở phì phò, bị thương không nhẹ, lúc này hắn mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tích lũy tổn thương cường độ, chỉ ít 10 vạn trở lên đi, này gia hỏa. Như thế nào còn chưa có chết? Hono nói chuyện lúc khiên động phổi thương thế, ho ra tinh tinh điểm điểm vết máu. Ai mẹ nó biết? Mã đao trắng hán cắn răng nghiến lợi mở miệng, 48 danh lục giai vi quy giả tử thương hơn phân nửa, những cái đó ngũ giai vi quy giả thảm hại hơn, bị tô hiểu phá vây đi qua sau, đó chính là chém dưa thái rau đừng phân thần. Jasmine khẽ kêu một tiếng, đánh gãy Hono cùng mã đao tráng hán thảo luận. Lúc này Tô Hiểu bị thương siêu trọng, sân bãi thực sự rất thông thoáng, nếu như không có chiến thần nãy Jasmine, hắn đã sớm gánh không được, cùng như vậy nhiều vi quy giả chiến đấu, so đối phó người điều khiển lúc càng khó giải quyết, dù sao người điều khiển không cách nào vây quanh hắn, cũng theo bốn phương tám hướng đồng thời vung ra mấy chục lần công kích. Nguy hiểm nhất lúc, Tô Hiểu Sinh mệnh giá trị đều trực xuống đến 20% trở xuống, nhưng hắn vừa muốn mở miệng, Jasmine liền chủ động xông lại, kia một ngụm trị liệu, hẳn là Jasmine đại chiêu, trực tiếp đem Tô Hiểu Sinh mệnh giá trị đội lên 80% trở lên. Nói đùa cái gì? Nằm tại trong đá vùng kín trăm năm đứng lên, đánh tới này loại trình độ, đã không ai dám xông lên phía trước, ai xông lên phía trước, ai chết. Đừng từ bỏ, hắn gánh không được quá lâu, có ta ở đây, đừng hoảng. Jasmine mở miệng, nghe được nàng những lời này, mã đao tráng hán cùng Hono đều có chút da mặt nóng lên nhất là mã đao tráng hán trước đó một lần nào đó chiến đấu bên trong hắn còn trêu chọc qua jasmine hiện tại xem ra đối phương căn bản không để ở trong lòng lão đại vật kia đến rồi đứng tại tô hiểu vai bên trên ba ha mở miệng nghe được nói những lời này tô hiểu đột nhiên biến mất tại chỗ hướng nơi xa phá vây mà đi thấy thế mã đao tráng hán cùng Hono đều do dự duy chỉ có jasmine đuổi theo nhưng không truy mấy bước nàng cướp bộ nhất đốn một tay che lồng ngực thần sắc hơi có vẻ đau khổ phốc phốc. Máu tươi từ Jasmine lồng ngực nổ tung, từng đạo phóng trục tàn phiến phá thể mà ra, thương thế kinh khủng dị thường, trên thực tế, nàng tàn khí không bị tổn hại, nhưng có một bộ phận phóng trục tàn phiến vẫn như cũ bị lưu tại nàng cơ thể bên trong. Jasmine phun ra một nguồn máu nhỏ dấu vết, không chút do dự tiếp tục truy kích, tự hồ là bởi vì bị thương, nàng tốc độ chậm một mảng lớn, thực tế là gia tốc trạng thái đến thời gian. Này sinh mệnh lực, quá mạnh đi. Kính năm thấy cảnh này, không khỏi khóe mặt giật một cái, cái loại này thương thế, rõ ràng là lan đến gần đại lượng tạng khí, làm không cẩn thận trái tim đều bị xoắn nát. Jasmine biểu tình mặc dù không có thay đổi gì, tự hồ căn bản không quan tâm điểm ấy, vết thương nhỏ, thực tế trong lòng đã kêu trên một tiếng. Đau chết lão nương á, liên tiếp từ lực tiếng nổ truyền đến, đại phiến hàng băng lan tràn, cộng thêm ba ha không gian năng lực giám sát, tô hiểu rất nhanh liền xông phá phòng tuyến, phá vây đi ra ngoài, mà dám truy kích hắn, chỉ có chiến thần nải e Jasmine. Jasmine đuổi một cây số tả hữu, liền đột nhiên dừng ở một đầu hẻm nhỏ phía trước. Người không tồi. Tô Hiểu ngồi tại hẻm nhỏ cuối cùng tường vây bên trên, tay kéo một cái, huyết vũ cùng còn thừa phóng trục bay ra, huyết vũ bị hắn trực tiếp thu vào chứa đựng không gian bên trong, phóng trục leo lên tại hắn ống tay áo bên trên. Jasmine ánh mắt nhìn quanh tả hữu, xác định không ai theo tới về sau, nàng trực tiếp tựa ở tường bên trên, miệng lớn thở dốc, kia biểu tình, phản phất là sẽ phải bị chơi hỏng. Ta đều. Làm cái gì? Jasmine mặt mũi tràn đầy sống không còn gì luyến tiếc, nhưng vào lúc này, nàng nghe được chắc một tiếng. Ba Ha thu hồi tay bên trong máy ảnh, đối với Jasmine cua cua cánh, Jasmine vừa muốn nói gì, sau một khắc liền không quan tâm Ba Ha chiếu tay bên trong ảnh chụp, bởi vì có điều Haxi si, tay chó bên trong chính đang bưng đại máy quay phim, toàn bộ hành trình video. Jasmine lựa chọn thật thông minh, nếu như nàng vừa rồi không truy kích, phóng trục sẽ nháy mắt bên trong xoắn nát nàng trái tim, không đuổi theo sẽ chết. Đừng thẹn thùng, lớn mật tới lĩnh thưởng cây sa chẳng biết lúc nào xuất hiện, thần tình kia muốn nhiều hèn mọn liền có nhiều hèn mọn. Ta chán ghét địa tinh, chán ghét chim, đáng ghét hơn. Long Vũ Nữ chiến thần Jasmine thanh âm oán giận, nhưng nàng thực thông minh, có thể sống đến hiện tại đã nói rõ điểm ấy. Bản chương xong. Chương 38 Đối thủ Nguồn Mê truyện audio com Tôi Tô hiểu theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra hai viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, trực tiếp ném Jasmine, cùng này hai viên linh hồn kết tinh cùng nhau, còn có cái máy truyền tin. Jasmine đầu tiên là tiếp được hai viên linh hồn kết tinh, ngược lại nắm chặt máy truyền tin. Ngươi muốn thu mua ta. Jasmine mắt bên trong ánh mắt chấp động, kia thoa màu tím nhãn ảnh con ngươi nheo lại. Ăn nó đi, này hai viên linh hồn kết tinh về ngươi. Tô hiểu lần nữa ném ra ngoài một viên thuần màu lam bao con nhộng, Jasmine sau khi nhận lấy do dự. Đừng do dự a, à, nữ chiến thần, ngươi không ăn hôm nay sẽ chết ở đây. Ba Hà xuất hiện tại Jasmine bả vai bên trên, mắt lộ ra hồng quang nhìn chầm chằm nàng. Tác dụng phụ là cái gì? Jasmine là người biết chuyện, rất rõ ràng tình huống hiện tại. T5 hình năng lượng tách ra kịch độc, 107-129 giờ mới xuất hiện hiệu, về phần kết quả, người có thể thỏa thích phát huy sức tưởng tượng, vật kia bộ dáng rất khó hình dung. Tô Hiểu cũng không nói ra, độc phát liền sẽ chết, một loại lời nói, mà là mịt mờ nói cho Jasmine. 107-129 giờ về sau, nếu như không chiếm được một cái khác loại hình ức chế dung dịch, nàng lại biến thành một loại bộ dáng rất khó hình dung quái vật. Cắt Jasmine đem thuần màu lam bao con nhộng thả vào miệng bên trong, nàng vừa mới chuẩn bị đem này đồ vật thu vào chứa đựng không gian, bao con nhộng lại đột nhiên phân giải ra đến, biến mất, cái này khiến Jasmine sắc mặt càng khó coi hơn. Ngươi có mục đích gì? Jasmine thở vào một hơi, biểu tình bình tĩnh rất nhiều. Ngươi có thể đi. Tô Hiểu nhảy đến tường vây một chỗ khác, vừa xuống đất, vô cùng suy yếu cảm giác đánh tới, lần chiến đấu này địa hình thực sự quá kém, nhưng kia dù sao cũng là kính trăm năm mưu đồ đã lâu phục sát, Tô Hiểu Lâm vào thế yếu không thể tránh được. Tô Hiểu rút ra nơi bụng dao găm, cùng với cắm ở cánh tay cùng trên đùi mũi tên chờ. Cuculin, cây xa tìm được một cái rất không tệ nghỉ ngơi điểm, đi theo ta. Cây xa ngó giáo giác hướng chung quanh nhìn quanh, A Mổ cùng Ba hà tổ hợp đi theo Tô Hiểu phía sau, về phần bố bố uông nó lúc này chính cùng tung chiến thần nải Jasmine. Trên thực tế, Tô Hiểu vừa rồi lấy ra căn bản không phải luyện kim kịch độc, hắn chưa từng cho rằng chính mình điều phối luyện kim kịch độc khó giải. Jasmine vừa rồi ăn, chỉ là một khối nhỏ kinh áp suất tinh thể tầng, nàng ăn nháy mắt bên trong, Tô Hiểu giải trừ năng lượng tụ hợp, để phòng đối phương đem vật kia thu vào chứa đựng không gian bên trong. Thử hỏi, cái gì độc nan giải nhất? Đáp án là tâm chi độc, Jasmine tự nhận là chính mình trúng độc, đây mới là nhất khó giải. Jasmine vĩnh viễn không cách nào hủy bỏ một loại căn bản không tồn tại trúng độc hiệu quả. Hơn nữa để cho an toàn, tôi hiểu còn đem độc phát thời gian nói thành 107-129 giờ. Nếu như Jasmine không nguyện ý làm phản đồ, 107 cái giờ về sau, nàng nội tâm liền sẽ lâm vào dãy dụ bên trong, mà kia 22 cái giờ trì hoãn độc phát thời gian, mỗi một giây đều sẽ hành hạ nàng nội tâm. Mỗi một phút mỗi một giây, trong lòng nàng đều sẽ không ngừng dao động, muốn hay không phản bội mặt khác vi quy giả nếu như Jasmine có thể khiên qua 129 giờ, không, nàng không chịu nổi đi, điểm ấy tô hiểu có thể xác định, nếu như Jasmine đối với vi quy giả liên minh như vậy trung thành, nguyện ý bản thân hy sinh, nàng trước đó căn bản liền sẽ không sửa chính mình. Vì sửa tô hiểu, Jasmine thao tác đều có chút tú đến tô hiểu, này nữ nhân mở rộng một loại cần chiến sửa, chính là đem pháp trường làm gậy sử dụng, đem trị liệu năng lượng ẩn nấp tại pháp trường bên trong, nhất pháp trường vung mạnh tại tô hiểu trên người, liền khôi phục một mảng lớn sinh mệnh giá trị, tục xưng đánh người hồi máu. Vì thế, Ba Hà liên tiếp ám sát ba tên cảm giác hệ, giúp Jasmine đánh yểm trợ. Kỳ tích nơi Aesela, thành nam phế tích. Vì quy đám người lúc này chính tụ tập cùng một chỗ, nhìn nhau không nói gì, mấy chục danh lục giai vi quy giả đồng thời vây công tô hiểu, người không lưu lại không nói, bọn họ còn tử thương gần nữa. Chuyện này, coi như không phát sinh đi. Nhất danh đầu bên trên cuốn lấy băng vải, bị tô hiểu chém mù một con mắt vi quy giả mở miệng. Khi gia hỏa sẽ biết, hắn chỉ số thông minh. Ta thậm chí hoài nghi, lần này phục kích, ngay tại người kia tính kế bên trong. Người một nhà hắn cũng tính kế. Có chút thanh âm tức giận truyền đến. Chúng ta lựa chọn phục kích, theo lập trường thượng tới nói, không coi là người một nhà. Kính trăm năm cười cười, cười có chút đắng chát chát, địch quân có cái siêu cấp lão âm tất, phe mình cũng có cái siêu cấp lão âm tất, này loại bất cứ lúc nào cũng sẽ tính kế hoặc bị chôn dết cảm giác, phi thường hỏng bét, hỏng bét cực độ. Tên điên nhạc viên, khó trách sẽ xuất hiện lữ đoàn cái loại này tổ chức. Chiến thần nãy trở về. Nghe vậy, Tất cả mọi người nhìn về phía trở về Jasmine. Chủ quan bị hắn chạy thoát. Jasmine nhảy đến một khối cự thạch bên trên, ngồi xuống phía sau, mang theo màu đen bố găng tay tay phải rút ra chi nữ sĩ thuốc lá thơm, nhóm lửa hít sâu một cái, hơi ngửa đầu phun ra hơi khói. Lần sau, ta sẽ không lại phạm loại sai lầm cấp thấp này, tuyệt sẽ không. Jasmine thấp giọng thì thầm, phản phất là nói cho chính mình nghe, nàng trắng nõn cánh tay khoác lên đầu gối trên, đầu ngón tay thuốc lá thơm bên trên phiêu khởi một tia màu lam nhạt hơi khói nàng hiện tại là thế nào xoái, liền như thế nào bãi tạo hình, vì thế, nàng còn cố ý đeo lên màu đen vải mỏng găng tay. Chính dung nhập hoàn cảnh bên trong, ngồi chồng hổm ở cự thạch bên trên bố bố ung đánh cái hà hơi, yên lặng cấp Jasmine điểm cái tán, tạo hình bãi không sai. Xác định Jasmine thái độ, bố bố ung quay người rời đi, nó còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Tất cả mọi người đều có trách nhiệm, người đã làm được thật tốt, Jasmine. Hono đối với Jasmine gật đầu ra hiệu, còn cười cười. Lúc sau làm sao bây giờ? này rối rắm cục diện. Mã đao tráng hán miệng bên trong nói như vậy, kỳ thực trong lòng tịnh không để ý trước mắt tình huống, đối với hắn tới nói, chiến đấu chính là lớn nhất hưởng thụ, vừa rồi cùng tô hiểu sự qua người, lẫn nhau đối với chém một đao một màn kia, làm hắn dư vị vô cùng. Này loại chiến đấu cùng nhân, một khi trưởng thành, tuyệt sẽ không là tiểu nhân vật. Làm sao bây giờ? Đi tìm. Spin đi. Kính trăm năm lời vừa nói ra, tất cả mọi người trầm mặt. Cùng lúc đó, Aisela thành đông, một tòa tầng ba thành bảo bên trong đát, đát. Đồng hồ bỏ túi kim dây nhảy lên, nhất danh thân xuyên màu trắng âu phục, tóc chảy vuốt đến cẩn thận tỉ mỉ, cái cầm nơi súc có râu ngắn nam nhân, chính ngồi tại một tủ sách về sau, tay hắn bên cạnh đặt vào ly rượu vang đỏ, ánh nắng theo cửa sổ xuyên thấu qua, chiếu rọi tại hắn sườn mặt bên trên, làm hắn thoạt nhìn rất có thành thục nam tính mị lực. A à a, à, Spin, ngươi tại sao lại không để ý tới ta, ta không vui, tức giận. Nhất danh tiểu nữ hài theo bàn đọc sách khác một bên thò đầu ra, nâng lên quai hàm. Ta ngay tại này. Spin ánh mắt tập trung ở sách bên trên, mặt bên trên là như có như không tươi cười. Bọn họ sẽ thành công sao? Khi dù sao cũng là lão thợ săn, nghe nói Di Tiên Sinh đều bị hắn đánh sợ, mặc dù Di Tiên Sinh vũ lực chẳng ra sao cả, nhưng đầu óc vẫn là dùng rất tốt. Tiểu nữ hài vẫn như cũ thở phi phi, nàng đem cái cầm để ở trên bàn sách, kia nâng lên quai hàm, cho người ta loại thực nhuyễn cảm giác. Chuẩn bị trà nóng, bọn họ nhanh đến, thưởng thức thất bại tư vị về sau, bọn họ sẽ nghe lời rất nhiều. Xin khép lại tay bên trong thư tịch, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bạch Sơn Dương, thật là xuẩn. Spin cùng Tô Hiểu nói ra giống nhau lời nói, hoặc là nói, hai người đối với Bạch Sơn Dương đánh giá nhất trí. Sau mười mấy phút, cửa phòng bị gõ vang, kính trăm nam, Hono, mã đao tráng hán, Jasmine đi vào phòng bên trong, ba chén trà nóng bày ở một cái hình tròn bàn gỗ nhỏ bên trên. Đến rồi bốn người, không vui vẻ, chỉ có ba người có thể uống trà. Bánh bao mặt tiểu nữ hài nghiêng đầu suy tư chỉ chốc lát, đột nhiên biến mất tại chỗ. Ừm, lần này là ba người tiểu nữ hài vừa dứt lời, một cổ thi thể không đầu phù phù một tiếng ngã xuống đất, là kính trăm năm. Ba vị mời. Tiểu nữ hài có chút nghịch ngợm trừng mắt nhìn, nếu như nàng tay bên trong không mang theo một viên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đầu lâu, nàng xem ra đích xác rất manh. Jasmine thực bình tĩnh ngồi tại gỗ tròn bàn phía trước, nhưng trong lòng như là ngàn vạn cái lừa hoang chạy như điên mà qua, nàng chỉ muốn biết, này khủng bố hùng hài tử là thế nào ra tay, nháy mắt bên trong mà thôi, nguyên bản lâm thời thủ lĩnh kính trăm năm liền lạnh, liền phản kích cơ hội đều không có đại tỷ tỷ, ngươi là ai a? thoạt nhìn chẳng ra sao cả. Tiểu nữ hài tiếu mị mị nhìn Jasmine. Bánh bao nhỏ, đây là chiến thần nãy, Jasmine, chúng ta bên trong, duy nhất có thể chính diện cùng Cuculin, bi quay a giao chiến người, nàng hiện tại ở vào, phong, bên trong, chiến đấu lúc sẽ giải trừ. Hono vội vàng mở miệng, hắn không hy vọng Jasmine cùng tiểu nữ hài phát sinh xung đột, phe mình không thể lại tổn thất cao cấp chiến lực. A à nha nha. Lợi hại u. Tiểu nữ hài thử khởi chỉnh tề tiểu bạch nha, đối với Jasmine cười, cười thực thiên chân vô tà. Spin, chúng ta. Hono vừa muốn mở miệng, ngồi tại bàn đọc sách sau Spin liền đưa tay ra hiệu. Các ngươi có thế tới tìm ta, liền đại biểu còn tin tưởng ta năng lực, không cần nhiều lời. Đa tạ. Hono mặt ngoài là nhẹ nhàng thở ra, kỳ thực vẫn luôn đề phòng bị Spin tính kế. Một gian có chút lờ mờ kho hàng bên trong, tô hiểu nhiên dựa vào trên thùng gỗ, hắn tại suy tư kế hoạch sau này, hoặc là nói, như thế nào thanh lý mất càng nhiều vi quý giả. Trước đó, hắn đánh chết mặt khác nhạc viên vi quy giả, ngoại trừ có khả năng rơi xuống tinh hồng tạp bên ngoài, không mặt khác thu hoạch, hiện tại thì lại khác, hắn đối diện giao nhóm này vi quy giả, cùng di thất thời không chi lực có trực tiếp quan hệ, này phát động ban thưởng cơ chế. Tô Hiểu xem xét luân hồi nhạc viên tại chiến đấu kết thúc lúc cho ra nhắc nhở. Nhắc nhở. Bởi vì liệp sát giả đã tra ra, vi quy giả liên minh cùng để lại mất cơ hội không chi lực có trực tiếp quan hệ, đã phát động khen thưởng thêm cơ chế liệp sát giả trung tích lũy đánh chết 56 danh vi quý giả, ngũ giai lục giai, ban thưởng thống nhất kết toán bên trong. Ngươi thu hoạch được kim cương vinh dự huân chương 14. Tôi hiểu không rõ ràng một viên kim cương vinh dự huân chương tương đương bao nhiêu hoàng kim vinh dự huân chương, nhưng một sau 10 là thấp nhất tỷ lệ, thậm chí cao hơn. Trước mắt, tôi hiểu có thể thu được rất nhiều mai kim cương vinh dự huân chương, địch quân có hắn xếp vào nhãn tuyến, cứ như vậy, hắn liền có thể thông qua nhãn tuyến, thu hoạch được một ít lạc đàn vi quy giả vị trí, nếu như là năm người trở xuống tiểu đội, tại Ba Ha, A mổ phối hợp xuống, chiến đấu rất nhanh liền sẽ kết thúc. Tô hiểu kế hoạch rất đơn giản, đã địch quân có cái lão âm tất, vậy hắn liền giết tới đối phương không người có thể dùng, nếu như đối phương có đầu rút cổ lên tới, kia càng tốt hơn, Apollo chào hỏi. Bản chương xong. Chương 39 Giao phong Nguồn Mê truyện audio com Kỳ tích nơi Asenla là một tòa phong cảnh tươi đẹp thành thị, thành bên trong mặc dù không có giữ gìn trị an quân đội, tỷ lệ phạm tội lại thấp đến kinh người. Aisela hình phạt rất đơn giản, hoặc là nói, hình phạt chỉ có một loại, chính là bị khu trục tra này toa thành Trọng vặt móc túi một loại, sẽ bị khu trục đến kiêu thành này loại cỡ nhỏ thành thị bên trong, vĩnh viễn trở về không được kỳ tích nơi Aisela Về phần đánh cướp, dẫn đến người khác tứ chi tàn tật chờ, thì sẽ bị khu trục đến Heru Sigmata Khu Đối với Aisela bình dân tới nói, Heru chính là truyền thuyết bên trong khủng bố chi thành Mà mưu sát người khác loại này đại tội, thì sẽ bị khu trục đến Heru Cốt Cảng, bình dân đến nơi nào có thể sống mấy tiếng cũng là kỳ tích. Nếu như tội phạm thành công chạy ra cốt cảng, vậy sẽ vinh lấy được tự do, ngoài trừ không thể trở về là những thành thị khác ra vào tùy ý, điều kiện tiên quyết là có thể rời đi Heru thành lời nói. Cho đến tận này, bị khu trục đến cốt cảng tội phạm, 99% đều sẽ chết tại kia, liền xem như Hôi Vu sư cũng không dám tại cốt cảng phách lối, nơi nào ban phái, thế nhưng là có thể sang Vu sư. Thậm chí, Vu sư thi thể đều có thể cầm tới cốt cảng bán đi. Hôi vu sư thi thể, giá bán đồng dạng tại 500-700 ngân tệ tả hữu. Đã từng có bí pháp vu sư đi cốt cảng báo thù, kết quả là, kỳ danh bí pháp vu sư thi thể ngày thứ hai xuất hiện tại cốt cảng dưới mặt đất phiên chợ, bị chia làm 26 khối, tẩm phao đang trang bị chống phân hủy dung dịch bình thủy tinh bên trong. Có được tìm chất người, uống vào gợi mở ma dược sau có thể trở thành hôi vu sư, như vậy không có tìm chất người, trực tiếp tiêm vào gợi mở ma dược sẽ như thế nào? Nếu như muốn biết đáp án, cốt cảng du lịch một ngày về sau liền cái gì đều xem rõ ràng điều kiện tiên quyết là còn sống trừ bỏ cổ thần vu sư thế giới tổng cộng có tam đại thế lực vu sư hội kỳ tích nơi ây là cái cuối cùng chính là máu nhùm bùm cốt cảng cốt cảng từng là người điều khiển hang ổ có thế tại này bên trong sinh tồn bang phái đương nhiên đều có từng người bản lãnh mà so sánh cốt cảng kỳ tích nơi ây quả thực chính là thiên đường không có bình dân muốn rời đi nơi này vu sư cũng giống như thế ở vào kỳ tích nơi ây phía đông diệu thạch trang viên và trang viên này vốn là nhất danh phú thương sản nghiệp lúc này đã về thuộc về spin danh nghĩa không phải spin cướp tới mà là kia danh phú thương cam tâm tình nguyện dâng lên thậm chí còn một lần nữa thuê tôi tớ spin có năng lực giành lại này tòa vị trí địa lý hoàng mỹ đủ để ở lại hơn 100 người trang viên nhưng hắn không như vậy làm mấy câu cộng thêm một cái hứa hẹn liền có thể làm thỏa đáng chuyện sao phải đắc tội nơi đó phú thương dù là có một phần ngàn tỷ khả năng ảnh hưởng đến kế tiếp kế hoạch cũng là được không bù mất Trang viên bên trong từ nho vườn quay chung quanh thành bảo bên trong, gió nhẹ theo cửa sổ thổi vào, gợi lên thuần trắng mỏng các màn cửa. Spin, người có hậu tục kế hoạch à? dáng người chắc nịch Hono mở miệng, hắn đã tại này ngồi gần nửa giờ, kiên nhẫn chờ đợi. Spin đứng ở cửa sổ phía trước, xem bộ dáng rõ ràng là chuẩn bị tại hưởng dụng trà chiều về sau, nghỉ ngơi một hồi. Cái này. Hono muốn nói lại thôi, do dự thật lâu, vẫn là nói. Chúng ta thời gian không nhiều lắm, Spin. Hắn thời gian sẽ càng gấp gáp hơn theo Cuculin trước đó hành động phán đoán, hắn nhiệm vụ thời hạn nhiều nhất không quá nửa tháng. Spin nhìn ngoài cửa sổ, một lát sau, Hono, Mã Đao Tráng Hán, Jasmine đều không mở miệng, Spin nói bọn họ nghe hiểu, nhưng căn cứ ở đâu, hoàn toàn suy đoán không ra. Cuculin nhiệm vụ đại khái xuất chung tứ hoàng, xác suất nhỏ tam hoàng, vòng thứ nhất, hiểu rõ cái này thế giới tình huống căn bản, phương pháp nhanh nhất là đến kiêu thành, luân hồi nhạc viên phương người tiếp dẫn ngay tại kia, kế tiếp tam hoàng tốt hơn phỏng đoán, người điều khiển, bạch sơn dương, thú tính, a nghe nói xuyên lời nói, Hono khóe mặt giật một cái, nếu như địch quân nhiệm vụ chính là như thế, đó chính là muốn sát xuyên cái này thế giới, đem cổ thần tàn sát trống không. Các ngươi cho rằng, Kukulin tại sao lại tiến vào cái này thế giới? Xuyên mặt mỉm cười nhìn Jasmine ba người. Đoạt lại thời không chi lực. dớt sạch cổ thần. Quét sạch nơi này không ổn định. Câu nói sau cùng, là Jasmine nói, nàng thời với trời, nàng thật chỉ là thuận miệng nói, làm cho chính mình không lộ vẻ không hợp nhau. Không sai, quét sạch cái này thế giới không ổn định. Spin nhìn Jasmine, Jasmine thực bình tĩnh đoan khởi hồng trà ly, tiểu môi một ngụm. Jasmine, lúc sau thương lượng ngươi phụ trách. Hono truyền cho Jasmine cái tin tức này về sau, bất động thanh sắc dùng ngón tay rõ nhẹ trừ bàn gỗ, thoạt nhìn như là tại suy nghĩ cái gì. Mà lúc này Jasmine tâm tình, liền như là đang ở nhà bên trong ngủ, đột nhiên bị sách ra tới, ném tới bò sữa trong vòng, mộng bức bên trong còn có cổ phân trâu vị. Kukulin rất mạnh, nhưng hắn yêu cầu đối phó địch nhân quá nhiều, nhiều đến hắn không tiếc chủ động bước vào các ngươi cái bẫy, vạn hạnh, các ngươi không đi hơ ru thành tìm hắn để gây sự, nếu không chư vị liền không cơ hội ngồi ở đây. Spin xoa nhẹ mi tâm, thấy thế, khi danh bánh bao mặt tiểu nữ hài mở cửa tiễn khách. Jasmine ba người rời đi về sau, Spin mặt bên trên mỉm cười dần dần biến mất. Connie, nói cho trang viên bên trong sở hữu người, 10 phút trong vòng rút đi, rời đi Aisela, đi cùng Bạch Sơn Dương hội hợp. Ai? Tiểu nữ hài Connie có chút kinh ngạc, nhưng đây là Spin mệnh lệnh, nàng sẽ không vi phạm chúng ta cũng rút đi sao? đương nhiên không, nếu như chúng ta đi vài ngày sau, Acela liền một người sống đều không nhìn thấy. Spin thần sắc như thường, không biết là hắn thói quen, vẫn là như thế nào, hắn sợ cầm lấy bất kỳ vật gì đều phải để lại đến tại chỗ bên trên. này nhìn như là ép buộc chứng, kỳ thực cũng không phải là như thế, này gia hỏa thông qua Heru thành rất nhiều sự kiện bên trong, suy đoán ra được bố bố ung năng lực, mặc dù còn không thể xác định, nhưng Spin đã bắt đầu cảnh giác, vừa rồi hắn thả ra tin tức giả dùng cái này mê hoặc bố bố ung, lại thông qua bố bố ung, làm tô hiểu thu hoạch được sai lầm tình báo. Mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng giao phòng đã bắt đầu. Vứt bỏ kho hàng bên trong, tô hiểu nhấn tay bên trên vô tuyến tai nghe. Bố bố, rời đi dịu thạch trang viên, spin có khả năng. Phát giác được ngươi. Ung. Mặt chó không dám tin, rất bình thường, chúng ta tại hơ ru thành bên trong bị hắn quan sát quá lâu. Tô hiểu phao động tay bên trong kim tệ, trước mắt đã mất đi tình báo ưu thế, lấy hắn phán đoán, Spin còn không thể hoàn toàn xác định bố bố ung năng lực, cho nên đối phương đang thử thăm dò. Mà tôi hiểu như vậy quả quyết liền làm bố bố ung rút về, chủ yếu chính là đề phòng bố bố ung chết tại tòa trang viên kia bên trong, vừa rồi Spin đã là thăm dò, cũng là tại cảnh cáo, hiển nhiên, đối phương cũng đoán không được tình huống hiện tại, cho nên lựa chọn bảo đảm nhất phương thức, đó là cái thực ổn lão âm tất. Bố bố, rời đi trang viên phía trước, làm Spin phát giác được ngươi đi qua kia, tung tích không thể quá rõ ràng. Tôi hiểu lấy xuống tai bên trên vô tuyến tai nghe, mặc dù đã mất đi bố bố ung cung cấp tình báo ưu thế, nhưng hắn còn có mặt khác thu hoạch tình báo con đường. Tích 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 lồng ngực bên trong máy truyền tin vang lên, Tô Hiểu nhấn máy truyền tin phía dưới hình chiếu trang bị, kỳ tích nơi Aisen hoàn chỉnh bản đồ xuất hiện, mà tại địa đồ bên trên, đánh dấu ra 10 cái cự đại điểm đỏ. Săn dết, bắt đầu. Bản chương xong. Chương 40 Tô Hiểu tiểu đội Nguồn Mê truyện audio.com trời chiều nghiêng nghiêng rủ xuống chân trời lao động một ngày đám người trở lại từng người nhà bên trong hưởng thụ này khó được thanh nhàn thời gian theo mặt trời hoàn toàn biến mất ở chân trời cả tòa asenla thành đều an tĩnh lại màn đêm buông xuống mấy đạo thần thái trước khi xuất phát vội vàng thân ảnh đi tại đường phố bên trên nếu như tiến đến bọn họ gần đây liền có thể ngửi được nhàn nhạt mùi máu tươi loại cuộc sống này còn muốn kéo dài bao lâu rất nhanh hoàn thành sau chuyện này chúng ta cũng không cần phải trốn đông trốn tây ừm hy vọng nhanh lên đi hư không chính là nơi tốt, chỉ cần định cư tại kia, cũng không cần lại bị đuổi giết. Trò chuyện nội dung làm mấy nhân tâm tình vui vẻ rất nhiều, nhưng bọn hắn không lưu ý đến chính là, chung quanh đường đi càng ngày càng an tĩnh, cuối cùng đến tỉnh mịch trình độ. Giống như, có chút không đúng. Tranh trường đao Thúy Minh, một mạc đao quang vạch phá bóng đêm. Máu tươi văng khắp nơi, phù phù một tiếng, một cổ thi thể không đầu ngã xuống đất, hắn ngón tay run rẩy một chút về sau, liền mất đi âm thanh địch tập hai chữ còn chưa hô ra một cổ không gian ba động hiện lên sắc bén ưng trảo giật ra huyết nhục lại lấy dao nhau trạng xé rách địch nhân cổ hồng cuối cùng hướng địch nhân đầu bên trong rót vào năng lượng kịch độc các tên này thân xuyên áo giáp thân cao một m chín tả hữu miệng bên trong năm nhân phát ra quái thanh che lại cổ hồng ngã xuống đất cùng hắn cùng nhau đổ xuống còn có còn lại hai tên vi quy giả bọn họ đều là ngũ giai vi quy giả đối đầu tô hiểu tiểu đội vừa đối mặt liền không có tô hiểu tay bên trong trường đao chậm rãi trở vào bao hắn đêm nay chuẩn bị sang giết, dĩ nhiên không phải này đó ngủ dai vi quy giả, nhưng này đội người hành kinh lộ tuyến, làm hắn không thể không ra tay. Tô Hiểu Chính chuẩn bị chạy tới một chỗ lục dai vi quy giả tụ tập điểm, kia là cái lâm thời tiểu đội, nguyên bản nghe lệnh của kính trăm năm, cũng chính là ban ngày cùng Tô Hiểu giao chiến đám kia. Theo 5 phút đồng hồ phía trước bắt đầu, Tô Hiểu tiểu đội đi đâu con đường, này bốn danh ngũ dai vi quy giả liền đi đâu điều, cảm giác kia, tự như là tại theo dõi Tô Hiểu đám người, tại kề cận cái chết điên cùng thăm dò. Tô Hiểu tay bên trong cầm mai màu đen máy truyền tin, đây là chạng vạn tối lúc, relay thông qua bố bố ung đưa đến hắn tay bên trong. Này loại máy truyền tin là từ spin cung cấp, tính năng cực giống liên lạc bình đài, chỉ là muốn đơn sơ rất nhiều, phạm vi chỉ giới hạn ở Asenla thành bên trong. Một khi Tô Hiểu sang dết bại lộ, hắn có thể thông qua này máy truyền tin ngay lập tức biết được. Cùng spin lục đục với nhau. Tới một trận chỉ số thông minh thượng đánh cờ. Tô Hiểu nhưng không có cái loại này nhàn tình nhã trí. Tôi hiểu ban đầu ở Hắc Chi Vương thế giới như thế nào đối phó Nguyên Lão Bloomer, hiện tại liền chuẩn bị dùng phương pháp giống nhau đối phó Spin. Spin đích xác thực ổn, là cái siêu cấp lão âm tất, kia tôi hiểu liền giết tới đối phương không người có thể dùng, không cùng đối phương đấu trí. Hoặc là nói, tôi hiểu cảm giác, nếu như so đấu bố cục một loại, thật sự là hắn không phải Spin đối thủ, nhưng hắn tu hành Đao Thuật là vì cái gì? Không phải là vì giải quyết này loại tình huống à? Kỳ tích nơi là ban đêm cùng Heru thành khác biệt, Heru ban đêm vẫn như cũ đáng nhìn vật mà Aisela tại không có ánh trăng về sau, buổi tối liền một mảnh đen kịt. Không thấy Tô Hiểu có động tác gì, hắn đến trước một tòa dân trạch nóc phòng, bố bố ung cùng A Mổ theo sát phía sau. Rắc A Mổ dưới chân truyền đến một tiếng vang giòn, phía dưới dân trạch bên trong truyền đến tiếng kinh hô. Ngươi đi xuống. Bò. Ồ. À. A Mổ có chút ủy khuất, nhảy xuống dân trạch về sau, bắt đầu ở đường phố bên trên đêm chạy. Tại thành bên trong ghé qua 10 phút sau, Tô Hiểu lấy ra một viên màu xám máy truyền tin, đây là liên lạc Jasmine lúc sử dụng xem xét giả lập bản đồ xác định vị trí Tô hiểu ánh mắt khóa chặt tại một tòa hai tầng trên tiểu lâu ở trong đó có tám danh lục giai vi quy giả bố bố gâu căn bản không cần quá nhiều giao lưu bố bố ung bước nhanh chạy hướng kia tòa nhà hai tầng lầu nhỏ đi bên trong trinh sát tình huống thấy thế ba hà cánh chim mở ra bay lên không trung bắt đầu không trung điều tra a mổ tại ngoài trăm thước chờ lệnh tùy thời chuẩn bị đối với hai tầng lầu nhỏ phát động công kích đem này đóng lầu nhỏ đụng nát hai phút đồng hồ về sau Tô Hiểu tiếp vào bố bố ung tin tức. Tầng 1, E33, N12, S157, M21, 8, tầng 2. Đây là Tô Hiểu định ra phương vị tọa độ, khuyết điểm là có chút khó có thể tính toán, ưu điểm là địch nhân tuyệt đối xem không hiểu. Tầng 1 4 người, tầng 2 4 người, chung 8 người, Jasmine tình báo chuẩn xác, 8 người bên trong, trong đó bốn người ngay tại nghỉ ngơi, hai người sinh sôi đời sau, còn thừa hai người tại nói chuyện phím, cộng thêm dự cảnh. Rất nhanh, Tô Hiểu lại thu được ba ha truyền đến phương vị độ, lần này là không trung thị giác nhiệt cảm ứng định vị, thuộc về thời gian thực tọa độ. Tô Hiểu thu liễm tự thân khí tức, chậm rãi tiến lên. 100m, 70m, 50m, tiến vào địch quân siêu áp suất cảm giác vòng bên trong, bại lộ, cảm giác phạm vi đích xác không lớn, nhưng cảm giác lực cực mạnh. Cơ hồ là nháy mắt bên trong, hai tầng tiểu lâu bên trong hết thảy vi quy giả đều cảnh giác lên. Tô Hiểu bị cảm giác được nháy mắt bên trong, trên không ba hà liền biến mất, hai tầng tiểu lâu bên trong truyền ra một tiếng ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết. Ba Ha đánh vỡ tường ngoài, trực tiếp bay ngược ra đến, trảo bên trong mang theo một cổ thi thể, nó dây cảm giác hệ, tiêu hao đại lượng độc năng lượng. Đông, đông, đông. A mổ tiếng bước chân nặng nề truyền đến, vị trí vừa lúc là tại tô hiểu đối diện. Oanh. Từ lực nổ tung theo hai tầng tiểu lâu bên trong truyền đến, đây là bố bố ung tại yểm hộ A mổ công kích. Lại là một tiếng âm vang, A mổ tiếng đụng vào hai tầng tiểu lâu bên trong, nhằm tương văng khắp nơi mà lên, đá vụn vẫy ra, nhằm tương trạng thái A mổ, tại tiểu đội bên trong vẹn vẹn yếu tại tô hiểu a mổ không phải chủ công nó chỉ là đang hấp dẫn vi quy đám người chú ý lực mà thôi a mổ mới vừa xong vào hai tầng lầu nhỏ đứng ở dưới lầu tô hiểu lại đột nhiên biến mất làm hắn lần nữa xuất hiện lúc đã ở vào nhất danh nữ tính vi quy giả phía sau này nữ nhân khoác lên cộng mau thảm hai tay đều cầm có một thanh đại đường kính súng ngắn xem bộ dáng này rõ ràng là hai cái sử thi cấp súng ống tay súng bị tô hiểu cận thân hơn nữa còn là quay lưng tô hiểu kết quả có thể nghĩ nhận đào đau có lúc xung kích khuếch tán, chiến đấu vẹn vẹn kéo dài 5 giây, nữ tay súng liền bị Tô Hiểu đóng ở trên mặt đất, không thể không nói chính là, coi như đây là danh tay súng, nàng cũng đầy đủ kháng trụ Tô Hiểu bốn đao mới lạnh thấu. Tô Hiểu tay bên trong trường đao hất lên, nữ tay súng thi thể đụng xuyên vách tường. Oanh. Huyết vụ cùng xương vỡ nổ tung, phạm vi không lớn, nhưng lực sát thương rất khủng bố, này nữ nhân chuẩn bị cùng Tô Hiểu đồng quy vu tận, lại bị thanh cương ảnh năng lượng tê dại thân thể. Là Ngươi Nhất danh thân xuyên màu đen áo choàng, tay bên trong cầm dao găm nam nhân theo bóng ma bên trong thoát ly, hắn đều sắp bị xương vỡ đánh thành cái sàn, này dù sao cũng là nữ tay súng tuyệt mệnh một kích, uy lực đương nhiên không yếu. Tô Hiểu vọt tới phía trước mấy bước, tay bên trong trường đao chặt nghiêng, lưỡi đao phá không, tại không khí bên trong chém ra một đạo màu lam nhạt vết tích. Thấy thế, áo choàng nam nâng lên dao găm đón đỡ, ban ngày lúc, hắn đâm Tô Hiểu chí ít ba dao găm, rõ ràng Tô Hiểu thói quen chém địch nhân cái cổ. Trường đao đột nhiên dừng lại, Tô Hiểu cất bước theo áo choàng nam bên người đi qua, mà tại áo choàng nam đầu lâu phía trên bà hà sớm đã trống rỗng xuất hiện khi đôi sắc bén ưng trảo đâm xuyên địch nhân đầu cấp trọng thương địch nhân một kích trí mạng dê ám sát xuất hiện tại tô hiểu tay bên trong hắn như là ra thấu thị đối với dưới chân sàn gác liền mở máy phát ầm ầm một đạo nơi bả vai có súng tổn thương nam nhân bị a mổ một chùi y luân ra thạch lâu a mổ một cái bàn tay to nắm tay leo lên tại địch nhân bên ngoài thân nham tương ầm vang nổ tung sau một khắc bà hà xuất hiện tại địch nhân sau đầu con hàng này có không gian năng lực về sau quả thực chính là đầu người cẩu bản chương xong. Chương 41 Có chút không thích ứng spin. Nguồn Mê truyện audio com Ngọn lửa cháy hừng hực, hai tầng tiểu lâu bên trong an tĩnh lại. Nhắc nhở Liệp sát giả đã đánh chết vi quy giả bảy danh là không ước định ban thưởng. Như tiếp tục tích lũy đánh chết số lượng, đánh chết ban thưởng đem trên phạm vi lớn kéo lên, cho đến tích lũy đến có thể đạt được 10 mai kim cương vinh dự huân chương, đem cưỡng chế kết toán ban thưởng. Suy tư chỉ chốc lát, Tô Hiểu quyết định trước tích lũy, hắn lấy ra màu đen máy truyền tin, mặt bên trên chính chấp động chứng mắt màu đỏ nhắc nhở đen. Mở ra máy truyền tin, thanh âm huyên náo truyền đến. Bị tập kích, địch nhân là. Đơn giản ba chữ về sau, ngữ khí bên trong tràn đầy, không dám tin, lúc sau chính là xương cốt bị xuyên thủng thanh âm. Tô Hiểu mở ra máy truyền tin giả lập màn huỳnh quang, đại lượng tin tức xuất hiện, trong đó đại bộ phận đều tại dò hỏi trước mắt là cái gì tình huống, cũng dò hỏi xin kế tiếp làm thế nào rất nhanh, Spin liền cho ra sách lược ứng đối, hết thảy vi quy giả, đều lấy tiểu đội hình thức hướng, lão nha tử quán, phong hoa trang viên, chờ ba chỗ vị trí dựa vào, tuyệt đối không nên toàn bộ tụ tập lại một chỗ, mỗi cái tụ tập điểm, chỉ ít bảo đảm có 50 danh trở lên lục giai vi quy giả. Không chỉ có như thế, Spin còn hạ lệnh, hết thảy khoảng cách tương đối gần tiểu đội, lập tức sẽ hợp đến cùng nhau, tuyệt đối không được lạc đàn, chỉ ít bảo đảm 10 người trở lên tiểu đội, nhanh chóng hướng kia ba chỗ tụ tập điểm dựa sát vào. Đồng thời, bất kỳ cái gì tụ tập điểm lọt vào tập kích, không cần tránh chiến, phải nghĩ biện pháp ngăn chặn địch nhân, mặt khác tụ tập điểm người sẽ hỏa tốc chạy tới chuyện xảy ra điểm. Jasmine vì lão nha tử quán, tụ tập điểm chỉ huy, Hono phụ trách phong hoa trang viên. Có thể nói, Spin quyết sách rất sáng suốt, hắn nhiều lần cảnh cáo, không muốn để vi quy đám người toàn bộ tụ tập đến một chỗ, vậy sẽ biên độ lớn tăng lên nguy hiểm. Làm Jasmine thu được tin tức này, trước mắt nàng tối đen, nghĩ đến Spin bên người tiểu cô nương kia, nàng lại rùng mình một cái. Người không được qua đây, không cần, không cần, không muốn, xin ngươi a à, tô hiểu nhìn thấy jasmine cái tin tức này từ dưới đất cầm lên nhất danh bị chém đứt hai chân còn sót lại một cánh tay vi quy giả dựa theo ta nói làm ta để ngươi chết dứt khoát chút có thể đã lâm vào sắp chết trạng thái vi quy giả lấy ra máy truyền tin ban bố một đầu tin tức spin ngươi chết không yên lành tin tức dừng ở đây tên này vi quy giả danh hiệu biến thành màu xám xuất hiện này loại tình huống nói rõ tên này vi quy giả đã chết chỉ là nháy mắt bên trong Vi quy giả liên lạc bình đài bên trong liền vỡ tổ, trước đó câu kia tràn đầy không dám tin, bị tập kích, địch nhân là. Liền làm rất nhiều lòng người sinh nghi nghi ngờ. Mà bây giờ, có người trực tiếp làm rõ, chuyện này là spin sở vi. Tám thành trở lên vi quy giả đều coi thường tin tức này, tiếp tục chạy tới tụ tập điểm, mà còn thừa hai thành thì do dự, vi quy giả gian nguyên bản cũng không có cái gì tín nhiệm cảm giác. Tô Hiểu bước nhanh tiến lên tại đường phố bên trên, tiến lên một cây số tả hữu, hắn dừng bước lại, kiên nhẫn chờ đợi, rất nhanh, ba đạo thân ảnh xuất hiện tại bóng đêm bên trong, tốc độ cực nhanh, khí thế dị thường hung hãn. Một lát sau, Tô Hiểu ngón tay khẽ chụp, cởi xuống địch nhân cổ bên trên bóng đêm vô tận vòng cổ, mà tại cách đó không xa đường phố bên trên, đang nằm hai cổ thi thể, trong đó một bộ thảm nhất, hắn trước cùng Tô Hiểu đơn đấu. Ha ha, ha ha ha. Hưởng thụ bóng đêm vô tận vòng cổ khoảng đãi về sau, tên này dáng người gầy còm khế ước giả có chút tinh thần rối loạn. Có chuyện nhờ ngươi. Tốt. Gầy còm vi quý giả rất dễ nói chuyện, trực tiếp đáp ứng Tô Hiểu yêu cầu, mười mấy giây sau, vi quy giả liên lạc kênh bên trong xuất hiện một đầu rất kỳ quái tin tức. Tư. Chỉ có một cái tư tự, mà này chỉ ai, người sáng suốt đều có thể xem hiểu, Sphin. Lúc này ở diệu thạch trang viên thành bảo bên trong, mát mẻ gió đêm thổi vào một gian phòng ngủ, Sphin sắc mặt có chút khó coi, sự tình đại khái, hắn hoàn toàn có thể đoán được, phe mình ra nội gián, có mấy người khả nghi nhất. Mà Sphin sắc mặt khó coi là bởi vì, hắn có thể suy đoán ra là chuyện gì xảy ra, nhưng có chút vi quy giả thì không thể, coi như này loại vi quy giả rất rất ít, hơn nữa đều là bởi vì năng lực dẫn đến tư duy không linh hoạt cái loại này. Xin chưa từng cho rằng Tô Hiểu muốn thông qua này loại phương pháp, dẫn đến bọn họ nội chiến, đối phương là đang kéo dài thời gian. Oanh! Một viên hỏa cầu thật lớn ở trên không nổ tung, chiếu sáng gần phân nửa Aysen La Thành. Ô tiếng nghẹn ngào theo trên không truyền đến, kéo đuôi lửa thiên thạch rơi xuống, từng đạo đao mang sông thẳng tới chân trời. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng trận đại chiến này muốn kéo dài thật lâu lúc, tràn ngập tại Aisela thành phía trên ngọn lửa nguyên tố nhanh chóng tán đi. Thấy cảnh này, đứng ở cửa sổ phía trước Spin thấp giọng mở miệng. É, ngươi liền. Chết như vậy. Vĩnh biệt, lão hữu. Spin một lát sau mới lấy lại tinh thần, ngược lại có chút tức giận, hắn thủ hạ nhất danh cường giả, không nghe theo hắn chỉ huy, dẫn đến chiến tử, kia danh pháp gia quá ngạo mạn. Hoặc là nói, đối phương là Bạch Sơn Dương gián tiếp hại chết, bởi vì câu kia. Ngươi liền cùng diệt pháp giả chiến đấu tư cách đều không có trung tâm đường phố, một mảnh cháy hừng hực phế tích bên trong, Tô Hiểu ngồi tại một cái thùng gỗ bên trên, liên tục ho khan không thôi. Hô, hắn phun ra nhiệt khí, ngay tại vừa rồi, nhất danh dị thường cường hãng vi quy giả tìm tới hắn. Tô Hiểu mắt bên trong lam mang rút đi, phóng trục bay trở về, leo lên đến hắn ống tay áo bên trên, lần chiến đấu này, phóng trục quy lực tiêu thăng, lực sát thương so sánh trảm long thiểm đều không chia trên dưới. Tiếp tục à? Ba Ha mở miệng dò hỏi. Đêm mai tiếp tục, Gus bên kia đã chuẩn bị thỏa đáng. Tô hiểu lại khô khục vài tiếng, hắn bị thương không nặng, chỉ là bị sang không nhẹ, coi như đối phương thực lực rất mạnh, nhưng là danh pháp gia. Cái này khiến Tô hiểu có chút nghĩ không thông, Sphin sẽ phái ra pháp gia tới đối phó hắn. Đều là lục giai, hoặc nhiều hoặc ít đều tiếp xúc qua hư không, huống chi, Bạch Sơn Dương cũng hẳn là biết được việc pháp giả, Bạch Sơn Dương rất không có khả năng đối với Sphin giấu giếm chuyện này. Phái nhất danh pháp gia đối phó Tô hiểu, này thao tác tú đến Ba Ha cùng Bố Bố Ung. Náo nhiệt không tới 20 phút Asela thành đột nhiên liền an tĩnh lại, từ đầu đến cuối không có thể gặp mặt Spin, lúc này chính suy tư Tô Hiểu là cái gì loại hình địch nhân. Hoặc là nói, Spin là lần đầu gặp được Tô Hiểu này loại địch nhân, Tô Hiểu là mãn phu. Spin quả quyết bác bỏ điểm ấy, người điều khiển xô thốt cùng không con mắt, a gia thốt, đều được an bài rõ ràng, mãn phu có thể làm được điểm ấy. Nhưng nếu như nói Tô Hiểu là lão âm tất, ngay tại đêm nay, Tô Hiểu đột nhiên liền mãn lên tới, không có chút nào sách lược, kia kéo dài thời gian kế hoạch, thậm chí đều để Spin hoài nghi, này mẹ nó có phải hay không thay người rồi Kukulin, bi quay a sẽ sử dụng này loại thô thiển mưu lược đáp án là tôi hiểu chỉ là thuận tiện như vậy làm mà thôi từ đó phân tán spin chú ý lực đối phó nhất danh siêu cấp lão âm tất lúc tuyệt đối đừng làm cho đối phương biết tự thân hành vi phong cách sự thật chứng minh tôi hiểu lựa chọn chính xác hiện tại spin thực không thích ứng này một hồi mãn một hồi lão âm tất hành sự phong cách làm hắn bố trí tam trọng cạm bẫy toàn bộ thất bại trận đầu giao thủ tôi hiểu lấy gần như mãn phu phương thức đem spin đổi có chút tự bế spin cũng không phải dễ đối phó hắn ngăn trở tô hiểu trắng trận săn giết vi quy giả bất quá tại đêm mai có vui mừng lớn hơn tại chờ spin bản chương xong chương 42 minh hữu nguồn mê truyện audio com tiếng sấm rền từ trên bầu trời truyền đến gió lạnh thổi qua tí tách tí tách tiểu vũ rơi xuống trận mưa này là tô hiểu cùng kia danh pháp gia chiến đấu dẫn dắt vừa rồi asen thành trên không hội tụ đại lượng hỏa nguyên tố khi danh pháp gia chiến tử về sau, này đó hỏa nguyên tố cũng tán đi, ấm lạnh khí lưu giao hội, dẫn đến hạ khởi tiểu vũ. Theo trận mưa này liền có thể nhìn ra kia danh pháp gia thực lực, đáng tiếc, hắn chủ động tìm tới thiên địch, liền một nửa chiến lực đều không phát huy ra liền lạnh thấu. Lần lượt từng thân ảnh đội mưa đi xuyên qua đường phố bên trên, bọn họ tại từng nhà tìm kiếm, vừa rồi kinh biến, chạm tới bọn họ lợi ích, cho nên các vu sư hành động, tự phát giữ gìn Aisela trị an. Mùng 10 giờ, mưa tạnh, có chút không cam lòng các vu sư từ bỏ tìm kiếm, để cạnh nhau ra tin tức, nếu như ai dám tại Aysenla thành bên trong tiếp tục làm loạn, bọn họ sẽ không còn bận tâm vu sư hội mặt mũi. Hiển nhiên, này đó vu sư biết chuyện tối nay là tô hiểu sở vi, bọn họ kỳ thật cũng không muốn ra mặt, nhưng Aysenla là duy nhất tịnh thổ, bọn họ còn muốn tiếp tục cư ngụ ở nơi này, cho nên bị ép ra mặt. So sánh các vu sư, Spin còn lại là cái gì cũng không làm, hắn thậm chí không phái ra người tìm kiếm tô hiểu, hắn đang chờ đợi, hoặc là nói, hắn đặt cái nào đó quyết tâm. Xuyên sở dĩ không phải người tìm kiếm Tô Hiểu, là hắn đã nghĩ đến Tô Hiểu rời đi Aisela. Trên thực tế, Tô Hiểu đích xác đã rời đi Aisela, quay trở về Heru thành Vu sư hội tổng bộ, Aisela thành bên cạnh nơi có Vu sư hội phân bộ, nơi này truyền tống trận liên thông Vu sư hội tổng bộ. Xuyên cũng không phá hư chỗ này truyền tống trận, một khi hắn làm như vậy, chẳng khác nào đắc tội Aisela thành bên trong hết thảy Vu sư, này đó Vu sư yêu cầu ma dược, ma dược cung ứng phương thường trú tại Vu sư hội tổng bộ bên trong. Ai dám phá hư chỗ này truyền tống trận, chẳng khác nào đồng thời trêu chọc đến ba bên thế lực, một là Vu sư hội, hai là Aisenla thành bên trong lỏng lẻo Vu sư đồng minh, ba là Cốt Cản, Cốt Cản yêu cầu bổ sung máu mới, Aisenla thành khu trục ra tội phạm, chính là bọn họ quân dự bị thành viên. Vu sư hội tổng bộ thượng tầng, cựu thần giáo đường bên trong, lúc này Tô Hiểu Chính ngồi tại thuộc về thang đá bên trên, mắt bên trong như có điều suy nghĩ. Vật ngươi cần đều tại nơi này. Treo ngược Gus mở miệng, lão nhân này tính tình bản tính rất kỳ quái, Tô Hiểu giải quyết người điều khiển, cái này khiến Gus từ đầu đến cuối cảm giác thiếu Tô Hiểu cái gì, trước đó hứa hẹn giúp Tô Hiểu giải quyết con rối, nhưng không đợi hắn ra tay, Tô Hiểu liền hủy bỏ ủy thác. Trước mắt giúp Tô Hiểu làm một việc về sau, Gus dễ dàng rất nhiều, hắn không thích thiếu người cái gì, vậy sẽ làm hắn thực không được tự nhiên, hiện tại còn lại là không ai nợ ai. Tô Hiểu mở ra Gus phao tới túi, xác định đồ vật bên trong không sai về sau, ánh mắt chuyển hướng Loren. Loren, ngươi quyết định. Bên dưới ghế đá phương Loren dò ra một cái xúc tu, xem như đáp lại Tô Hiểu ngươi còn có mấy ngày thời gian, trân quý cuối cùng này thời gian. Lưu lại những lời này, Tô Hiểu hướng cựu thần giáo đường đi ra ngoài. Tiểu tử, chỉ có thể. Làm như vậy à? Gus có chút trầm thấp thanh âm truyền đến, Tô Hiểu còn chưa mở miệng, một cái xúc tu đã quấn ở Gus trên người. Ta đã biết, lão bằng hữu. Gus nhắm lại kia đôi trắng bệch con ngươi, tiếp tục treo ngược ở giữa không trung. Loren đã chuẩn bị kỹ càng, mặc dù hắn từ đầu đến cuối đều không cùng Tô Hiểu tiến hành qua trong lời nói trò chuyện, nhưng Loren lựa chọn dùng tự thân tính mạng đánh cược một lần, cũng không phải là hắn có nhiều tín nhiệm Tô Hiểu, chỉ là bởi vì Tô Hiểu đồ người điều khiển, chỉ thế thôi. Mang lên bố bố uông, A à Mổ, Ba Ha rời đi cựu thần giáo đường, Tô Hiểu trở về yên giấc phòng, mấy ngày gần đây hắn đều không như thế nào nghỉ ngơi, hơn nữa cường độ cao chiến đấu không ngừng. Đinh Linh yên giấc phòng cửa gỗ bên trên chung gió thấp vang, đèn treo bên trong một phòng ngọn đèn bị nhen lửa, thủy tinh chụp đèn khép kín, đèn treo bị sợi dây túm lên. Tô Hiểu ngồi tại đèn treo phía dưới chiếc ghế bên trên, rút đi mặc áo, hắn toàn bộ cánh tay phải, cùng với hơn phân nửa thân thể đều bị hắc ám ăn mòn. Cú linh đại nhân. Bi thương chi nữ quỳ một gối xuống tại tô hiểu bên người, thanh âm êm dịu. Như thế nào? Cú linh đại nhân thực mệt nhọc. Bi thương chi nữ đem tô hiểu lòng bàn tay tại trên trán mình, bắt đầu giúp tô hiểu thanh trừ hắc ám. Tô hiểu trước đó cho rằng giải quyết không con mắt, a da thốt, về sau, liền sẽ không có hắc ám tăng mòn, hiện tại xem ra, không như vậy đơn giản màu đen sợi tơ leo lên đến bi thương chi nữ trắng nõn gương mặt bên trên, cuối cùng bị trên đầu nàng thánh ngân độ trang sức hấp thu, không biết phải diệt đi, vẫn là chứa đựng lên tới. A à, chiếc chân, là người đánh gãy. Đúng vậy, cu cu đại nhân. Bi thương chi nữ ngữ khí nhẹ nhàng mở miệng, nhưng lại đem ánh mắt dời. Nguyên nhân. Bi thương chi nữ miệng khép mở, không phát ra âm thanh, còn rối, có chút học xấu. Cu cu đại nhân, mời ngài. Không muốn khát vọng hắc ám. Bi thương chi nữ cúi đầu xuống, mấy cây màu vàng nhạt sợi tóc theo nạn gương mặt rủ xuống. Ô! Tô Hiểu có chút hăng hái nhìn bi thương chi nữ, này con rối căn bản không cần tâm, nàng là thử quan tối cao chi tác, không cách nào sao chép cái loại này. Bi thương chi nữ đứng lên, đi giúp Tô Hiểu bưng trà đổ nước. Ăn xong bữa bữa ăn khuya về sau, Tô Hiểu lên lầu 2, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi. Nằm tại lâm thời phòng thí nghiệm luyện kim bên trong giường nhỏ bên trên, Tô Hiểu trực tiếp lâm vào ngủ say, theo đối chiến người điều khiển bắt đầu, hắn cơ bản không nghỉ ngơi qua, khi lúc sau, hắn lại giải quyết không con mắt, a gia thốt, còn cùng nhóm lớn vi quy giả hỗn chiến. Lần này cường độ cao chiến đấu về sau, Tô Hiểu vẫn như cũ không có thể nghỉ ngơi, đền này lại cùng vi quy giả liên minh phát sinh xung đột. Không biết ngủ bao lâu, Tô Hiểu bị bố bố ung liếm tỉnh, có bố bố ung, ba ha, a mộ ở chung quanh dự cảnh, Tô Hiểu nghỉ ngơi rất không tệ. Trời chiều theo màn cửa khe hở lộ ra, mới vừa rời giường, thường ngày đang lúc mờ mịt Tô Hiểu còn không có kịp phản ứng, một lát sau hắn mới lấy lại tinh thần, hôm nay hơ ru thành lại có ánh nắng, đây là thực hiếm thấy tình huống. Lúc này đã là 5 giờ chiều, tôi hiểu theo tối hôm qua trời vừa rạng sáng, vẫn luôn ngủ đến hiện tại, rõ ràng nhất cảm giác chính là, tư duy rõ ràng hơn. Gâu. Ngồi trầm hổm ở giường nhỏ bên trên bố bố ung kêu một tiếng. Thánh quan nhạc viên tiểu đội. Ung bọn họ ở đâu? Gâu. Để bọn hắn vào. Bố bố ung quay người ra gian phòng, không bao lâu, nó liền mang theo tới năm danh nữ tính khế ước giả. Các ngươi thánh quan nhạc viên chẳng lẽ là căn cứ nhan giá trị sàng chọn khế ước giả? Ngay tại ăn bữa tối Ba Ha có chút sững sờ, bởi vì cái này tới từ thánh quan nhạc viên tiểu đội, có thể nói là tư sắc khác nhau, về phần sức chiến đấu, có chút không dễ phán đoán, các nàng đều có thương tích trong người. Mạo mùi quấy rầy, chúng ta cũng là bị ép bất đắc dĩ, theo lập trường thượng tới nói, chúng ta là minh hữu mới đúng. Nhất danh đầu đầy tóc dài màu băng lam, rõ ràng là băng hệ năng lực mùi tử mở miệng, cùng nàng năng lực khác biệt, nàng tính cách thực khiêm tốn, thanh âm yếu đuối, băng hệ mùi tử lời nói không giả luân hồi nhạc viên cùng thánh quan nhạc viên giao dịch giao dịch thất bại thời không chi lực cùng đại lượng quan trọng vật tư di thất tại này loại tiền đề hạ hai bên đích xác có khả năng trở thành lâm thời minh hữu chúng ta tìm được bạch sơn dương đánh một trận hy sinh rất nhiều người bại nạn năng lực tái sinh thực sự quá mạnh cho nên băng hệ mùi tử còn chưa nói xong liền bị tô hiểu đưa tay đánh gãy các ngươi từ chỗ nào tới cái này băng hệ mùi tử cùng bên người đội hữu nhóm nhìn nhau về sau đáp chúng ta đường tắt Aisela, mới đã tới Heru. Đinh. Một con dao găm đâm vào tô hiểu phía sau vách tường bên trong, không có dấu hiệu nào, lực xuyên thấu cũng thực kinh người, tô hiểu thân ảnh có chút hư ảo, không chấm hai giây về sau, hắn theo không gian xuyên thấu trạng thái thoát ly. Tư rim, Cú tiên bắn vào vách tường lỗ rách bên trong, lan tràn ra gần trăm mét xa, mới từ dưới mặt đất cuốn lấy một con dao găm nắm chui. Kéo trở về rim, Putin tiên một cái đoạn đao xuất hiện tại tô hiểu tay bên trong. Ngươi thu hoạch được ma hóa dao găm, sử thi cấp bởi vì địch quân năng lực mà hóa giao găm độ bền đã thanh không, hiện hữu độ bền. Không, hai Khi danh có thế siêu viễn cự ly ám sát nữ tính vi quy giả lại xuất thủ A, mà nàng mỗi lần xuất thủ, làm tô hiểu suy đoán ra manh mối, chính là đối phương năng lực, cũng không phải là tưởng tượng bên trong như vậy khó giải, mà là yêu cầu môi giới. Bản chương xong. Chương 43. Vũ khí bí mật. Nguồn. Mê truyện audio.com. Đoạn đao tại tô hiểu tay bên trong xoay chuyển, cảm long thỉm lại thêm một phần đồ ăn trúng qua một lần chiêu về sau Tô hiểu làm sao có thể không có đề phòng hắn trước liền vẫn luôn nghi hoặc kia danh nữ tính vi quý giả là lấy phương thức gì khóa chặt hắn vị trí phòng thí nghiệm luyện kim bên trong bầu không khí dị thường xấu hổ băng hệ mùi tử là tới tìm kiếm hợp tác các nàng năm người vừa tới Tô hiểu liền lọc vào ám sát nghe ta giải thích băng hệ mùi tử mặt bên trên vẫn như củ bảo trì nụ cười ngọt ngào làm sao cười có chút gượng ép cùng các ngươi hợp tác ta có chỗ tốt gì Tô Hiểu thu hồi tay bên trong đoạn đao, lấy ra viên quả táo làm bữa sáng, chậm rãi ăn. Chúng ta có thể cung cấp cho ngươi tình báo, so sánh Bạch Sơn Dương, còn có khó đối phó hơn tồn tại, nó hết thảy phân vì hai bộ phận, một bộ phận giấu ở Hơ Ru Thành bên trong, một bộ phận khác vị trí tạm thời không biết, nếu như không giải quyết rơi Hơ Ru Thành bên trong bộ phận này, nó một bộ phận khác gần như không thể chiến thắng. Nhưng vào lúc này, Ba Hà đột nhiên mở miệng đánh gãy, nói Không con mắt, A à Gia Thốt nha, không cần phải nói bộ phận này kia bộ phận, nghe khó chịu. Ai? Băng hệ mùi tử, Lucy ngây ngẩn cả người. Không con mắt, ta thốt, thú tính, a thốt, chúng ta đã làm thịt không con mắt, nếu như ngươi không biết một cái khác ở đâu, tình báo này không có cái gì giá trị, ngươi bao lâu không đến hơ ru. Ba ha lời nói, làm Lucy có chút bị thương, dù sao tình báo quá hạn, rất khó chịu. Khi vi quy giả spin. Lucy ngữ khí trầm thấp, tự hồ nhớ lại cái gì thê thảm đau đớn trải qua, hiển nhiên, này mùi tử bị spin giáo dục qua. Buổi tối hôm qua chúng ta còn lẫn nhau tổn thương. Ba ha hồi đáp, làm Lucy dần dần hoài nghi nhân sinh. Con rối bí mật. Tầng dưới đứng đâu rồi, ngươi vừa rồi nhìn thấy cái kia chính là con rối, thật uổng cho ngươi dám nói, ngươi liền con rối cụ thể bộ dáng đều không rõ ràng. Ba Hà lại đem Lucy đổi không nhẹ, Lucy hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói. Bạch Sơn Dương vị trí. Bạch Sơn Dương tại Aisela thành đông bên cạnh, một vùng núi khu, nếu như không phải chúng ta tối hôm qua cùng Spin đánh tới túi bụi, ngươi đoán hắn sẽ mang bao nhiêu người đi tiếp viện Bạch Sơn Dương chí ít 150 danh trở lên lục giai vi quy giả, bị bọn họ ngăn chặn về sau, các ngươi hiện tại. Hắc hắc hắc. Ba Hà rung lên cánh, thần tình kia rõ ràng là, ngươi còn muốn hỏi cái gì, một lần hỏi ra, ta thống nhất trả lời. Ta. Các ngươi. Lucy miệng khép mở, cuối cùng biệt xuất một câu, các nàng có thể cung cấp trị liệu năng lực, cũng hiệp trợ chiến đấu. Tạm thời không cần. tôi hiểu trực tiếp cự tuyệt, hai bên không có khả năng hợp tác, thời không chi lực giao dịch lúc ra phản đồ, phản đồ là bên nào người, hắn bây giờ còn chưa biết rõ ràng. Thánh quan nhạc viên tiểu đội chiến lực không sai, trong đó nhất danh tóc ngắn mùi tử, tuyệt đối là đỉnh cấp đại vũ em, nhưng so sánh các nạn viện trợ, một khi các nạn lưng phía sau đâm đau, vậy thì càng trí mạng. Quấy rầy. Lucy lưu lại những lời này, liền dẫn người rời đi. Tô Hiểu Tịnh không để ý Lucy biết được yên giấc phòng vị trí, nơi này không có gì đáng giá phá hư, về phần bi thương chi nữ, nếu như ai cho rằng nàng rất dễ bắt nạt. Siêu, a à chip cái loại này ngoan nhân, bị bi thương chi nữ đánh gãy hai chân về sau, bao nhiêu năm qua đi cũng không dám đến báo thù. Về phần đi tập kích vu sư hội tổng bộ, không nói trước Gus, Loren chính là cái quái vật, ngoại trừ không cách nào rời đi cựu thần giáo đường, không có gì nhược điểm. Liền xem như tô hiểu, đều không muốn chính diện tiến công cựu thần giáo đường, căn bản không đánh vào được, bất quá rời đi cựu thần giáo đường về sau, thử quan, Gus, Loren đều sẽ thực suy yếu. Cựu thần giáo đường ba tên kia, nhìn qua là già yếu tàn tật, kỳ thực căn bản không phải có chuyện như vậy, bọn họ đã từng ý đồ khiêu chiến người điều khiển, khiêu chiến thần linh uy nghiêm, cho dù bại, cũng là bởi vì vu sư nhược điểm. Có thể nói, hơ ru thành bên trong cùng tô hiểu có quan hệ, cũng sống đến bây giờ người, liền không một cái là dễ treo, bọn họ đều là hiểu rõ bí mật người, đáng tiếc, bọn họ đều không thể rời đi sống nhờ chỗ. Theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra thùng nước sạch rửa mặt một phen về sau, tô hiểu trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, trên người thương thế cơ bản đều khỏi hẳn, ngoại trừ nơi bụng xuyên qua tổn thương, đây là bị một cái súng bắn tỉa gây thương tích, này một súng, trực tiếp đánh rụng hắn 34% sinh mệnh giá trị, công kích lực kinh khủng dị thương. Nếu như không phải tô hiểu thân thể phòng ngự lực mạnh, này thương đều có thể đánh nát hắn một phần ba thân thể. Tối hôm qua trước khi ngủ uống viễn cổ bí dược, lúc này nơi bụng vết thương đã khép lại, chỉ là hoạt động lúc còn có chút ẩn ẩn làm đau. Ngồi tại thí nghiệm đài phía trước, tô hiểu theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra 10 viên linh hồn kết tinh, trung cởi bỏ theo Guski được đến túi, lộ ra bên trong màu đen khoáng thạch, đây là mặt trời hài cốt. Cái gọi là mặt trời hài cốt, cũng không phải là mặt trời rơi trên mặt đất, vỡ vụn sau đoạt được hài cốt, mà là một loại bị thái dương diễm thiêu đốt về sau, rơi xuống đất biểu hy hữu thiên thạch, bởi vì hình thành điều kiện hà khắc, này đồ vật số lượng rất ít. Tô hiểu làm ra này đồ vật, đương nhiên là muốn tạo ra Apollo, kinh một lần cải tạo về sau, Apollo tài liệu cần thiết có ba loại, hỏa kim, mặt trời hài cốt, linh hồn kết tinh, trung. Tô hiểu sẽ phải chế tạo, cũng không phải là bản đầy đủ Apollo, bình thường phạm vi nổ Apollo, kích hoạt thời gian quá dài, rất khó tạc đến địch nhân. Trung tộc chiến trường kết thúc về sau, Tô Hiểu được đến 25.3 công cân, kg, hỏa kim, hắn vẫn luôn tại cải tiến Apollo, đầu nhập đại lượng vật liệu về sau, hơi có thành quả. Theo bản chất thường cải tạo Apollo, Tô Hiểu còn làm không được, nhưng hắn có thể giảm bớt Apollo phạm vi nổ, dùng cái này rút ngắn kích hoạt thời gian, thậm chí có thể hy sinh Apollo ổn định tính. Ba hà, tới gần chút, nếu như tình huống không đúng, liền đem bán thành phẩm Apollo kéo vào dị không gian. Bản chim làm không được, lão đại. Người điều khiển mở ra chỗ kia dị không gian, nơi nào hẳn là vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, kia là người mới vừa nắm giữ không gian năng lực lúc tiến vào địa phương. Cái này đích xác có thể, coi như siêu viễn cự ly đều có thể truyền tống vào đi, nhưng trong này gánh không được mấy lần nổ tung liền sẽ triệt để sụp đổ. Tại Ba Hà lo lắng đề phòng ánh mắt bên trong, tô hiểu cầm lấy một khối mặt trời hài cốt. Ta thân ái bằng hữu, má ơi! phanh mới vừa mở cửa cây xa lập tức đóng cửa vắt chân lên cổ mà chạy ra yên giấc phòng ngồi xổm ở sát vách kiến trúc nóc phòng đầu đội phòng ngừa bạo lực mũ sắc bố bố ung thấy cảnh này về sau thầm nghĩ sợ tất phòng thí nghiệm luyện kim bên trong đường kính gần 2 mét hỏa cầu khổng lồ dần dần có vào tự như là bóng bay có chút vị trí lại đột nhiên nhô lên một khối thoạt nhìn làm người ta sợ hãi đến cực điểm đầu bên trên phả ra khói xanh ba hà cố gắng ngửa ra sau thân thể, vừa rồi, một viên điều phối 5% Apollo đột nhiên nổ tung, may mắn chỉ gia nhập vi lượng hỏa kim, nổ tung uy lực rất nhỏ. Phiêu phù ở giữa không trung hỏa cầu từng tất từng tất áp suất, cuối cùng giảm bớt đến chỉ có quả táo lớn nhỏ, ngưng thực thành thể dính, mặt ngoài rực đỏ. Tô Hiểu lau đem trên mặt mồ hôi nóng, nếm thử nắm lấy Apollo, sữa, này đồ vật thực không ổn định, miễn cưỡng xem như bán thành phẩm. Apollo, không ổn định trạng thái, phẩm chất, màu vàng nhạt truyền thuyết cấp loại hình. Tiêu hao phẩm hiệu quả 1 Nhưng tiêu hao một điểm pháp lực giá trị kích hoạt, dẫn bạo phạm vi 1.7 cây số, người chế tạo dẫn bạo phạm vi tăng đến 3.4 cây số. Hiệu quả 2. Nổ tung lúc có thể đối 300m bên trong nháy mắt bên trong tạo thành 7.500 điểm chân thực thiêu đốt tổn thương, kế tiếp bổ sung 5.500 điểm ngọn lửa thiêu đốt tổn thương. Nhắc nhở. Dẫn bảo Thái Dương thần Apollo cần tốn thời gian 3 giây. Cảnh cáo này chất nổ cực không ổn định, tùy thời có thể nổ tung, mỗi một giờ, đem tự động kích hoạt 10%, 4 giờ sau nhất định nổ tung. Cho điểm 260-530 điểm giới thiệu vắng tắt Đã cùng nộ mặt trời Bản chương xong Chương 44 Trốn Nguồn Mê truyện audio.com Tô hiểu chế tạo ra bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung Apollo Nếu như không phải Ba ha thu hoạch được không gian năng lực Cộng thêm cổ thần đại điện chỗ kia dị không gian còn không có sụp đổ Tô Hiểu Tuyệt sẽ không chế tạo này loại Apollo, quá nguy hiểm. Này loại Apollo, có khả năng còn không có ném địch nhân, Tô Hiểu chính mình liền bị Apollo nổ chết. Ba Hà thu hoạch được không gian năng lực lúc, liền từng tiến vào chỗ kia dị không gian, là Tô Hiểu dùng long ảnh thiểm năng lực xuyên thấu không gian, đem Ba Hà sách ra tới. Ba Hà không gian năng lực rất mạnh, không có cung đao thời gian, nhưng không phải không nhược điểm, nó chỉ có thể di động chính mình, hoặc là mang theo không vượt qua nó thể trọng 17. 6 lần vật chết di động, đây là nhiều lần thí nghiệm sau đạt được kết luận. Tê hàng khí phiêu tán, tôi hiểu đem một viên siêu không ổn định Apollo chứa vào một cái 10cm thô thủy tinh trụ bên trong, thủy tinh trụ bên trong là một loại trong suốt dung dịch, tôi hiểu không xác định này loại dung dịch có thể hay không ổn định Apollo, nhưng có chút ít còn hơn không, chỉ ít có thể cho ba ha chút tâm lý an ủi. Lão đại, này đồ vật quá bất ổn định, ai mang theo? Ba Hà trong lòng thực không tất đến được mở miệng, tôi hiểu, bố bố ung, A à mổ đồng thời nhìn về phía nó. Ta liền biết, Ba hai nhận mệnh, tiếp tục nói. Chỗ kia dị không gian nhiều nhất có thể chống đỡ được 3 đến 7 lần nổ tung, thậm chí càng ít. Duy nhất có thể mang theo siêu không ổn định Apollo, chỉ có ba hà, hoặc là nói, chỉ có tại cái này thế giới, nó có thể mang theo, không có chỗ kia sắp sụp đổ cổ thần đại điện, ba hà đều có thể bị Apollo sửa nổ chết. Vậy thì chế tạo 10 viên, chỗ kia dị không gian sụp đổ về sau, lập tức vứt bỏ cái này. Tô Hiểu vừa dứt lời, lập tức đem tay bên trong thủy tinh trụ ném cho ba hà, Ba hà móng vuốt phía trước giò xét đầu ngón tay chạm đến thủy tinh trụ đông một tiếng vang trầm truyền ra không gian ba động hiện lên cơ hồ là đồng thời tô hiểu tay trái bắt lấy ba hà chân phải ông lấy bố bố ung cái cổ ca ca cạch tinh thể tầng tại tô hiểu bên ngoài thân lan tràn một cổ cự lực đối diện đánh tới sắp nổ tung thái dương diễm bị đưa đi nhưng xung kích vẫn còn ở đó phanh tô hiểu đụng vào vách tường bên trên gian phòng cửa sổ bị xung kích đỉnh toái thủy tinh văng khắp nơi năm năm ngoại tàu ba hà nuốt nước miếng một bên bố bố ung trực tiếp xù lông chân sau đột 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 so tưởng tượng bên trong càng không ổn định Tô hiểu nhìn bừa bộn một mảnh phòng thí nghiệm luyện kim kéo qua bị xung kích hút bay chỗ ngồi rất bình tĩnh ngồi trở lại thí nghiệm đài phía trước tiếp tục chế tạo apollo sửa không có cái này thế giới thiên thời địa lợi này đồ vật hoàn toàn không thể sử dụng vừa rồi nổ tung đã nói rõ điểm ấy cổ thần đại điện chỗ kia dị không gian là sử dụng apollo sửa bảo hiểm điều phối quá trình cũng không thuận lợi đường bên trên lại nổ một lần Tô Hiểu rốt cuộc chế tạo ra 10 viên Apollo sữa, cũng đưa chúng nó toàn bộ để vào thủy tinh trụ bên trong, từ Ba Ha mang theo, chỉ cần nó phát hiện cái nào viên Apollo sữa không đúng, lập tức liền ném bỏ vào dị không gian. Ra yên giấc phòng, Ba Ha kích động cánh, bay ở Tô Hiểu bên người, mặc dù nó có chút trong lòng run sợ, nhưng nó cũng có loại bản đại gia đã vô địch cảm giác. Tô Hiểu thẳng đến Vu sư hội tổng bộ, hắn vừa tới Vu sư hội trước cửa chính, từng đợt phá cửa sổ thanh truyền đến. Chí ít có hơn 30 danh bí pháp vu sư phá cửa sổ nhảy ra, lúc này Ba Ha, quả thực chính là có thể di động nguy cơ cảm máy phát xạ, đừng nói người khác, liền xem như tô hiểu bản nhân, trên da đều mơ hồ có nhói nhói cảm giác, đây là quá mạnh cảm giác lực đưa đến. Các ngươi là Bí pháp các vu sư đều trừng mắt ba ha, này đó vu sư cũng không biết tại vu sư hội bên trong trụ bao nhiêu năm, hôm nay rốt cuộc bị ép ra tới thấu gió luôn. Tô hiểu không để ý này đó vu sư, lúc sau còn có nguy hiểm nhất khâu, mang theo Apollo sửa thông qua truyền tống trận. Làm tô hiểu đến tận năm trước truyền tống trận, toàn bộ vu sư hội tổng bộ ngoại trừ thử quan, Gus, Loren bên ngoài, đã chạy không mặt khác vu sư, liền con dáng một loại đều trốn ánh sáng. Ba ha mười khỏa lúc nào cũng có thể nổ tung Apollo di động thiên tai. tôi hiểu theo ba ha trảo bên trong tiếp nhận mười khỏa Apollo, trước hết sử dụng truyền tống trận chính là A mổ, nó phụ trách do đường, cũng ngăn trở khả năng xuất hiện tập kích. A mổ vừa biến mất, bố bố ung liền đứng lên truyền tống trận, có A mổ xung phong về sau, nó có thể an toàn rất nhiều, không đến mức mới vừa kết thúc truyền tống, liền bị khả năng xuất hiện địch nhân tập kích dây mất, bố bố phụ trách dò xét đối diện tình huống. Vạn nhất có người bắn tỉa khoảng cách xa, nhất thương đánh vào Apollo bên trên, còn thừa chính khỏa Apollo sẽ nổ dây chuyền, đến lúc đó. 5 phút sau, bố bố ung lại thông qua truyền tống trận trở về, nó đã xác định qua, truyền tống trận bên kia, nửa cây số bên trong không dị thương. Cái thứ ba đứng lên truyền tống trận chính là Baha, nếu như truyền tống đường bên trên Apollo nổ tung, nó cũng chỉ có thể chờ chết bởi vậy Apollo tạm thời do Tô Hiểu phụ trách mang theo, hắn có thể xuyên thấu không gian, không phải xuyên toa không gian, coi như truyền tống đường bên trên có biến cho nên, hắn cũng có thể xuyên thấu không gian, về phần cuối cùng xuất hiện ở đâu, vậy thì xem thiên ý. Ba Hà biến mất, Tô Hiểu mang theo 10 cái thủy tinh trụ đứng lên truyền tống trận, chỉ cần đem này 10 khỏa Apollo đưa đến Aisela, không may chính là vi quy giả liên minh. Không gian ba động hiện lên, Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, địch quân vi quy giả quá nhiều, hắn không mạo hiểm, căn bản không thể nào thắng, hoặc là nói, này loại trình độ nguy hiểm, hắn đã không biết trải qua bao nhiêu lần, mạnh lên bên trong phong cảnh thực mê người, nhưng cũng muốn gánh chịu tới đối đầu nguy hiểm. Mất trọng lượng, sốc nảy, quang mang hiện lên, truyền tống đường bên trên không xảy ra ngoài ý muốn, cái này khiến Tô Hiểu cảm thấy nghi hoặc, spin sẽ không bỏ qua này loại thời cơ mới đúng. Đứng tại truyền tống trận bên trên, Tô Hiểu chậm rãi giơ cánh tay lên, liếc nhìn tay bên trong 10 cái thủy tinh trụ, mỗi cái thủy tinh trụ bên trong đều có trình độ trang bị, đỉnh còn cột một cái, cường độ cao tơ nhện, dùng cái này chậm lại trùng kích lực, nguy cơ cảm đột nhiên xuất hiện, tô hiểu vô ý thức nghiêng người, một viên đạn sư một tiếng theo hắn mặt bên cạnh bay qua, mang theo một tia màu đỏ cam tia sáng. Oanh! Tô hiểu phía sau vách tường nổ tung một đạo hố to, máu tươi từ hắn gương mặt chảy xuống, hắn nhìn về phía vách tường đỉnh lỗ rách, kẻ tập kích là trước kia kia danh nhất thương đánh hắn 34% sinh mệnh giá trị tay bắn tỉa, tuyệt sẽ không sai. Chứa Apollo sửa sử 10 cái thủy tinh trụ trên dưới lắc lư, ba hà ưng trảo dò xét tiếng lên, bắt lấy kia 10 cái, cường độ cao tơ nhện mang theo 10 cái thủy tinh trụ giấu ở tô hiểu phía sau. Bị khóa định cảm giác biến mất, tay súng bắn tỉa kia nhất thương thất bại, lập tức liền triệt, một súng mới vừa rồi, là hướng tô hiểu đầu lâu đánh tới, nếu như bị này thương bắn trúng, tô hiểu rất có thể bị nhất thương dây mất, đối phương cây súng bắn tỉa kia, công kích lực mạnh đến kinh người. Tô hiểu theo ba ha trảo bên trong cầm qua một cái thủy tinh trụ, rắc một tiếng bóp nát, nắm chặt bên trong Apollo. Trong suốt dung dịch theo tô hiểu giữa ngón tay chảy xuống, hắn thân thể hơi thấp cuối, làm ra phao đầu tư thế, phía tây 625m nơi có địch nhân, bố bố uông đã xác định qua. Phịch một tiếng, Apollo bị ném ra ngoài, phá vỡ tầng một khí lãng. Trốn. Gần như khàn giọng tiếng la theo mấy trăm mét ngoại truyền đến, không thấy người, liền có thể nghe ra tên này cảm giác hệ vi quy giả ngữ khí bên trong kinh ngạc, tuyệt vọng. Tiếng la truyền đến hai giây trước, Tô Hiểu đã ném ra ngoài tay bên trong Apollo, mà này khỏa Apollo vừa vặn bị ném đến kia danh cảm giác hệ vi quy giả trước mặt, nếu như Tô hiểu lại chuẩn một ít, đều nhanh đem Apollo ném bỏ vào đối phương miệng bên trong. Đông. Tiếng nổ truyền đến, màu vàng Thái Dương diễm nổ tung. Nhắc nhở. Tích lũy ban thưởng đã đạt tới cực hạn. Ngươi thu hoạch được Kim Cương Vinh Dự Huân Chương 10. Vòng thứ hai ban thưởng tích lũy đã mở ra, lần này ban thưởng tích lũy đem tăng lên 20%, cho đến tích lũy đến có thể đạt được 12 mai Kim Cương Vinh Dự Huân Chương, đem cưỡng chế kết toán ban thưởng. Bản chương xong. Chương 45 thành đoàn chịu chết. Nguồn Mê truyện audio com Ngọn lửa màu vàng bốc lên, vô luận là kiến trúc, bùn đất, thậm chí sát thép, tại thái dương diễm khủng bố nhiệt độ hạ đều hóa thành tro tàn, cho đến bị đốt cháy thành trạng thái khí. Ba ha cánh chim kích động, trảo bên trong mang theo tám cái thủy tinh trụ, trừ bỏ tô hiểu vừa rồi sử dụng một viên, còn có viên Apollo bởi vì sóc nảy dẫn đến không ổn định, bành trướng đến chèn phá thủy tinh trụ, đã bị ba ha ném đến dị không gian bên trong dẫn bạo. Chỗ kia dị không gian đã bị Apollo nổ hai lần, căn cứ Ba Hà đánh giá, nơi nào nhiều nhất còn có thể kháng trụ ba lần. Apollo sửa có thể xưng kiếm hai lưỡi, nhưng nó uy lực cùng dẫn bạo tốc độ đều không dung bắt bẻ. Lúc này Ba Hà mang theo tám cái thủy tinh trụ bên trên, đều có cấp, theo ba đến mười, đây là tô hiểu chế tạo trình tự, số lượng càng đến gần sau Apollo càng ổn định. Theo chế tạo thành công một khắc kia trở đi, Apollo sử liền sẽ tự hành kích hoạt, mỗi giờ kích hoạt 10%, đạt tới 40% về sau, Apollo kích hoạt sẽ không thể nghịch, bởi vậy sẽ tại một ba giây bên trong nổ tung. Vô luận lúc sau tình huống như thế nào, tôi Hiểu đều phải tại 3 giờ 4 5 phút đồng hồ về sau, đem Apollo xử tiêu hao sạch sẽ, hoặc trực tiếp ném đi. Thời gian cấp bách, tôi Hiểu bước nhanh đi ra Aisenla thành vu sư hội phân bộ, vừa đi ra kiến trúc này, sóng nhiệt nhạo tới phía trước mặt. tôi Hiểu hướng sóng nhiệt đầu nguồn nhìn lại, phía tây nửa cây số nơi đất hoang bên trên, một đạo bán hình tròn hố to xuất hiện, này hố to đường kính chừng hơn 300 mét, bên trong chính thiêu đốt lên thái dương diễm một trương tinh hồng kẹt tại hỏa diễm bên trong hiện càng rõ ràng tô hiểu chỉ là liếc nhìn liền không lại để ý tới thái dương diễm nhiệt độ quá cao thời gian ngắn bên trong không cách nào đến hố bên trong nhặt kia trương tinh hồng tạp đi tại A đường phố bên trên tô hiểu vừa đi nửa cây số không đến một đám quần áo khác nhau vu sư ngăn trở hắn đường đi ước chừng mười mấy người trong đó có hai tên bí pháp vu sư còn thừa đều là hôi vu sư Cuculin. nhất danh thân xuyên áo gai sắc mặt âm trầm bí pháp vu sư mở miệng hắn con người cùng người thường khác biệt là một đôi thụ đồng nhận đạo đao, thanh quỷ. Tranh trường đao Thúy Minh, một đạo màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây đao mang chém ra, sau một khắc, đầy người huyết khí Tô Hiểu đã nhào tới phía trước. Không có thương lượng, không có cái gì nói nhảm, ai chặn đường, ai chết, hiện tại đã qua thương lượng giai đoạn. Tối hôm qua, cây sa cùng Aisenla các vu sư đã giao thiệp, cũng mịt mờ biểu đạt Bạch Sơn Dương tồn tại, đại khái ý là cung cấp cấp các vu sư ma dược xem như đền bù, để cho bọn họ tạm cách Aisenla thành. Các vu sư cự tuyệt, cho nên tại đêm nay đã không tồn tại thương lượng nửa phút đồng hồ sau. Phốc phốc. Trường đao xuyên qua một tên sau cùng bí pháp vu sư cổ họng, hắn tay cầm chặt tô hiểu ống tay áo. người cái này. Phệ thần tội nhân. Thủ đồng bí pháp vu sư con mắt nộ trừng, máu tươi từ hắn khóe miệng chảy xuống. Soạt một tiếng, trường đao chém ngang, đại phiến máu tươi ở tại đường phố bên trên, bí pháp vu sư ngã nhào xuống đất, có chút đáng tiếc chính là, con hàng này cũng không rơi xuống bảo rương. Này loại tình huống tô hiểu đã sớm thói quen, một lần nào đó, hắn đánh chết tinh anh bốt đều không rơi xuống bảo rương, bởi vì cái gọi là thói quen thành tự nhiên, hoặc là nói, là để tránh loại tình huống kia ảnh hưởng tâm tình. Còn có ai ủng hộ Bạch Sơn Dương, hiện tại toàn bộ đứng ra. Tô Hiểu hất lên trảm long thiểm bên trên vết máu, đứng tại có chút quay người đường phố bên trên, cách đó không xa, nhất danh còn chưa chết thấu hôi vu sư nằm trên mặt đất, thân thể co rúng, hai tay che lại cổ họng, máu tươi từ khe hở thấm ra. Cuculin, ngươi muốn cùng chúng ta hết thảy vu sư là địch à? Nhất danh khuôn mặt tiêu tụy, toàn thân cuốn lấy vải rách điều bí pháp vu sư chính ngồi tại đường đi phía bên phải nóc nhà theo khí tức phán đoán hắn thực lực là a chip cùng hát thương nữ vu sư kia một cấp bậc phải tô hiểu hơi ngửa đầu nhìn người tới sự tình đến này loại trình độ căn bản không có nhượng bộ đường sống tô hiểu trước đó vẫn luôn tại hơ ru thành Asenla, còn lại là spin địa bàn đối phương đã không biết tại này phát triển bao lâu thậm chí đem nơi này kinh doanh trở thành vi quy đám người đại bản doanh nếu như là tại hơ ru Tôi hiểu có thế trong vòng 5 ngày, lấy không đánh mà thắng phương thức chơi chết phim, nhưng nơi này là Aisela, là đối phương địa bàn. Tôi hiểu hôm qua thăm dò, đã xác định điểm ấy, hắn tại ban đêm nếm thử săn giết thành bên trong vi quy giả, mới vừa săn giết nửa giờ không đến, hắn liền rút đi, lại không lui, hắn liền sẽ bị vĩnh viễn lưu tại này. Xác định đây là địch quân đại bản doanh, tôi hiểu đương nhiên sẽ không ở cái này cùng Sphinx lẫn nhau tính kế, hoàn toàn không có chiến thắng khả năng, bởi vậy, tôi hiểu tại gánh chịu cự đại nguy hiểm tiền đề hạ, chế tạo ra Apollo sữa như vậy sao? Ngồi tại nóc phòng bí pháp vu sư trầm tư chỉ chốc lát, cuối cùng lắc đầu. Hai ngày bên trong, này tòa thành theo ngươi xử trí, không muốn trắng trợn sát hại những người ở nơi này, không có sinh, a lại biến thành cái thứ hai hơ ru. Bí pháp vu sư chậm rãi đứng lên, hắn vừa muốn đi, liền dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn tô hiểu. Chúng ta nhượng bộ, chỉ là bởi vì ngươi đủ mạnh, cái này vậy là đủ rồi. Lưu lại những lời này, kia danh bí pháp vu sư rút đi, một viên màu xanh lục quan cầu bay về phía không trung, cuối cùng nổ tung, hình thành một viên cự đầu to lâu. nhìn thấy cái đầu lâu này, Acela thành bên trong 4596 danh Vu sư toàn bộ hướng thành bên ngoài tiến đến. có thể nói, cái này thế giới Vu sư là một đám đã nhận người hận, lại rất thú vị quần thể, bọn họ bị ma dược lực lượng nô dịch, hết thảy Vu sư đều muốn tránh thoát này loại nô dịch, vì thế nguyện ý đánh cực hết thảy. các Vu sư lui, đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt, nếu như bọn hắn toàn bộ nhào lên, tôi hiểu muốn tiêu hao hết hết thảy Apollo sữa, mới có cơ hội đem bọn họ dứt sạch. Dù sao số lượng quá nhiều, coi như cái này có thể thu hoạch được thực khoa trương ban thưởng, nhưng vì quy giả liên minh liền không có cách nào đối phó, hỏa kim cùng linh hồn kết tinh, trung, tô hiểu còn có, mặt trời hài cốt rất khó lại thu hoạch được, đây là Vu sư hội tổng bộ tồn kho, cộng thêm mang gia tộc tồn kho, muốn lại thu hoạch được, tô hiểu chỉ có thể chính mình đi tìm, kia là mò kim đáy biển. Nếu như không phải hôm qua thánh quan nhạc viên tiểu đội đã khiêu chiến bạch sơn dương, lúc này tô hiểu sẽ tìm tới bạch sơn dương, trước đem đối phương tươi sống nổ chết. Bạch Sơn Dương sẽ không ngốc đến mức cùng địch nhân giao chiến về sau, còn tại dãy núi kia khu dừng lại, muốn làm trong sạch dây rừng vị trí hiện tại, yêu cầu Loren làm tròn lời hứa. Tô Hiểu không sợ Bạch Sơn Dương, coi như cùng Bạch Sơn Dương chính diện chiến đấu hắn có thể sẽ chết, nhưng hắn cũng có chiến thắng cơ hội, đối phó vi quy giả đồng minh thì lại khác, nếu như bị này đó người vây công, so đối chiến Bạch Sơn Dương càng nguy hiểm. Húng hồ, vi quy giả đồng minh cũng cùng kia tràn giao dịch có quan hệ, nói bọn họ tay bên trong không có thời không chi lực cùng di thất vật tư, tôi Hiểu tuyệt đối không tin những người khác tay bên trong có lẽ không có, spin vậy nhất định có. Cho nên nói, diệt trừ spin, cùng diệt trừ bạch sơn dương là ngang nhau quan trọng chuyện, không, có lẽ spin tay bên trong thời không chi lực càng nhiều, dù sao, nếu như vi quy đám người tụ tập lại, bọn họ hoàn toàn có năng lực diệt trừ cổ thần. Bởi vậy tại tô hiểu phán đoán bên trong, spin thú tính ta gia thốt bạch sơn dương người điều khiển, xô thốt. Đơn thuần chỉ có spin cũng không đáng sợ, nếu như hắn có thể chỉ huy đại lượng vi quy giả, đó chính là trong lòng họa lớn, đánh chết danh sách muốn xếp hạng tại đầu não vị trí. Ngân Nguyệt Huyền ở chân trời, tô hiểu thẳng đến Diệu Thạch Trang Viên tiến đến, hắn mới vừa đến Acela Giải Đất Trung Tâm, có mấy chục danh Vi Quy từ này phía trước đánh tới. Nhìn thấy này đó người, tô hiểu hơi có vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Vi Quy đám người thế mà tới thành đoàn chịu chết, này có chút không bình thường. Bản chương xong. Chương 46. Hí Tinh Jasmine. Nguồn Mê truyện audio.com. Trong bóng đêm, lấy Jasmine cầm đầu 64 danh Vi Quy giả, chính bước nhanh nhảy vọt tại nóc nhà gian, vài phút trước. Spin cùng bọn hắn ở trước mặt hiệp đàm, hai cái tin tức, một tốt một xấu. Tin tức xấu là, truyền tin của bọn hắn kênh lọc vào xâm lấn, lúc này đã bị cưỡng chế đóng lại, Spin hứa hẹn, nhiều nhất một giờ, liền có thể khôi phục tần số truyền tin. Mà tin tức tốt là, địch nhân trực tiếp mãn đi qua, đối phương đang bị hắc ám ăn mòn, đã không phải là lúc trước cái kia lão âm tất. Spin đem tối hôm qua tô hiểu sang dết, cùng một đám vi quy đám người nói rõ chi tiết, cũng thông qua dấu vết để lại, hoàn thiện ra tô hiểu kia thô thiển bố cục chuyện tối ngày hôm qua làm không được giả, tần số truyền tin bên trong giọng nói cùng văn tự, vì quy đám người đều thu được, kinh spin thuyết minh, bọn họ giật mình, đích xác, nếu như đối phương vẫn là lão âm tất, sẽ không mãn đến này loại trình độ, tối hôm qua chỉ thiếu một chút, bọn họ liền có thể đem đối phương diệt trừ, làm sao đối phương rút đi, hiển nhiên còn có chút lý trí. Mà đêm nay, đối phương lại tới, hơn nữa còn là chính diện tiến công. Biết được này vui mừng nhanh, xin nhiều lần cường điệu, tuyệt đối không nên sở hữu người cùng nhau tiến lên, một khi đối phương có phạm vi lớn vũ khí, trang bị, chất nổ, kia tất cả mọi người muốn chết. 60 danh trở lên lục giai vi quy giả, cũng đủ để lấy tô hiểu tính mạng, hơn nữa sẽ không có quá nhiều nhân viên tử thương, đây là thực chiến sau đạt được tình báo, đáng giá tin phục. Bởi vậy, Spin lấy rút thăm phương thức, đem phe mình 192 danh vi quy giả chia ba đội, mỗi đội 64 người, phân ba cổ, theo thứ tự đối với tô hiểu tiến hành chặn giết. Về phần này ba đội chặn giết trình tự, đương nhiên muốn rút thăm, ký kết cây chi khế ước quyết định, cái nào đội trước hết chặn giết tô hiểu, cái nào đội gánh chịu nguy hiểm liền cao hơn. Nếu quả như thật là đối phó đã bị hắc ám ăn mòn, sát niệm áp chế lý trí tô hiểu, spin bố trí không có cái gì vấn đề, vẫn như cũ ổn trung thấu hung ác. Đáng tiếc, cũng không phải là tô hiểu không có bị hắc ám ăn mòn lý trí, bị thương chi nữ có thể giúp hắn thanh trừ hắc ám. Spin ở trước mặt cùng một đám vi quy giả thuyết minh này đó về sau, bộ phận vi quy giả đưa ra dị nghị, nhưng cuối cùng thiểu số phục tùng đa số. Sự thực là, vi quy đám người tần số truyền tin, căn bản không lọc vào xâm lấn, Tô Hiểu đối với phương diện kia không am hiểu. Không nên quên, này tần số truyền tin là spin cung cấp, trước mắt là spin chủ động đóng cửa tần số truyền tin. Về phần spin vì sao làm như vậy, là bởi vì tại 10 phút đồng hồ trước, hắn thông qua tâm phút một loại nào đó năng lực, chính mắt thấy Apollo sửa nổ tung một mạng. Nếu như tần số truyền tin vẫn còn, đại lượng vi quy giả đồng thời tử vong, mặt khác vi quy giả lập tức sẽ phát giác được dị thường, ai còn sẽ nghe hắn spin. Bởi vậy tại đợt thứ nhất Vi Quy giả bị Apollo nổ chết nháy mắt bên trong, tần số truyền tin bị Spin cưỡng chế đóng lại. Spin tại xác định Tô Hiểu mang theo Apollo, sửa số lượng về sau, lập tức đánh giá ra, đối phương nếu như trực tiếp nhào tới, vậy hắn liền xong rồi, không có bất kỳ cái gì khả năng sống sót. Spin đã mơ hồ phát giác được bố bố ung tồn tại, nếu như hắn dám trực tiếp trốn, đại khái suất sẽ bị Tô Hiểu đuổi theo, một viên Apollo nhét vào hắn miệng bên trong, đông cho nên, Spin đem Vi Quy đám người xem như kẻ chết thay, làm Vi Quy đám người đi ngăn trở Tô Hiểu cũng tiêu hao hết Apollo sữa bởi vậy có thể thấy được, tại spin kia nhã nhặn bề ngoài hạ, cất giấu một viên cỡ nào tàn nhẫn nội tâm, vì ngăn trở Tô Hiểu, hắn có thể hy sinh hết sở hữu người, ngoài trừ con ni. Gặp quỷ luyện kim sư. Một tòa tầng năm thạch lâu đỉnh, spin khẽ cười một tiếng. Đi mau a, à, ngươi không phải mới vừa nói, thật sự nếu không đi, bom liền muốn nhét vào chúng ta miệng bên trong nha. Con ni kéo spin bạch âu phục vạt áo, dùng sức hướng về phía sau túng, đầu kia tùy tùng chó, không chết, chúng ta đi không xong, ủng hộ hắn còn có chỉ ma ưng. Spin ngữ khí bình tĩnh mở miệng. Vậy làm sao bây giờ? Liều mạng với hắn. Ta đại khái là đánh không lại hắn, sẽ chờ ở đây. Spin mắt bên trong lộ ra dị sắc, hắn chuẩn bị lấy ra một tờ ác chủ bài. Acela khu trung tâm, tôi hiểu chính một lộ nghi hoặc nhìn phía trước vi quy đám người, hắn tại suy tư, này đó người vì sao tới bảo đoàn chịu chết? Hơn nữa còn đưa chỉnh tề như vậy, mặc dù trong lòng không hiểu, nhưng Tô Hiểu động tác tay bên trong không chậm chút nào. Rắc một cái thủy tinh trụ bị Tô Hiểu bóp nát, nắm chặt tay bên trong Apollo, sửa, hắn làm ra phao đầu tư thế. Tản ra. Spin, người chết không yên lành. Chờ một chút. Tuyệt vọng phá âm Jasmine, âm. Apollo xong phá tầng một khí lãng, bay về phía đám kia chính tứ tán ra vi quy đám người, mặc dù chỉ là vừa đối mặt, bọn họ liền ý đồ tứ tán né ra, nhưng Apollo sửa tác động đến phạm vi, cũng không tưởng tượng bên trong nhỏ như vậy một cổ gia dụng ô tô chiều dài tại 3.8m khoảng chừng, mà Apollo sửa nổ tung đường kính là 300m, tương đương với 79 chiếc gia dụng ô tô dựng thẳng hướng sắp xếp, coi như vi quy đám người tốc độ đều cực nhanh, nhưng hai bên chạm mặt nháy mắt bên trong, Tô Hiểu đã trước tiên kích hoạt lên một viên Apollo sửa, ném qua chính là dây lát bạo, tiến vào 300m phạm vi bên trong trước đó, vi quy đám người cảm giác không đến nguy cơ cảm. Đông Thái Dương Diễm chợt hiện, hình thành một đạo thật lớn hỏa cầu, tác động đến phạm vi bên trong đại bộ phận khế ước giả, bị nháy mắt bên trong đốt cháy thành trạng thái khí. Nhất danh chủ tan đứng tại Thái Dương Diễm bên trong, hắn lúc này còn sót lại một bộ khung xương, tay bên trong tấm thuẫn rực đỏ, sau một khắc, này phút khung xương hóa thành tro bụi, kia mặt tấm thuẫn cắm ở phía dưới cho tàn bên trong. Chung quanh bóng đêm rút đi, Apollo su tan hắc ám, phản phất đem hết thảy đồ vật đều tinh lọc, tinh mặt trời kết quả, chính là biến thành bụi. Phu phu một tiếng, lưng nơi lượng lờ khói xanh Jasmine ngã nhào xuống đất, nàng dậy dụ muốn đứng lên, làm sao, lưng phía sau bỏng quá nghiêm trọng, bất quá nàng trước tiên nhận được tin tức, cộng thêm nàng là đứng tại đội ngũ phía trước nhất, một bộ chuẩn bị cùng tô hiểu đơn đấu bộ dáng, cho nên nàng mới không có bị hoàn toàn lan đến gần, chỉ có vi lượng thái dương diễm đốt cháy đến sóng lưng của nàng. 64 danh vi quý giả, vừa đối mặt về sau, chỉ có tốc độ nhất nhanh 17 người sống sót, có thể coi là như thế, bọn họ đấu chí cũng bị tạc không. Chỉ cần không mù liền có thể nhìn thấy, cái loại này chất nổ, địch nhân còn có 7 viên, 7 viên A, à, cỡ nào tuyệt vọng. Âm. Lại là một viên Apollo sửa bị tô hiểu ném ra ngoài, mới từ xung kích bên trong đứng lên vi quy đám người, chỉ cảm thấy trước mắt nhất trắng, liên thanh kêu thảm đều không phát ra. Đông lại là một tiếng vang thật lớn, thái dương diễm nổ tung, này 17 người bên trong, chỉ có 3 người sống sót, một trong số đó chính là ghé vào phế tích bên trong Jasmine, viên thứ hai cơ bản không lan đến gần nàng. khụ khụ Nhất danh hơn phân nửa thân thể cháy đen, hỏa tinh chấp động vi quy giả quỳ trên mặt đất, hắn có thể xác định, chính mình sống không được mấy giây, kế tiếp thiêu đốt tổn thương quá kinh khủng. Về phần người cuối cùng, này gia hỏa có không gian năng lực, hơn nữa còn là thiên hướng về di chuyển nhanh chóng loại hình. Sư một tiếng, một đạo màu đỏ cam tia sáng từ đằng xa đánh tới, đạn trực tiếp xuyên qua kia danh không gian hệ vi quy giả đầu lâu, đem hắn toàn bộ đầu đều đánh nát. Không đầu thi thể lại vọt tới phía trước mấy bước về sau, mới phù phù một tiếng mới ngã xuống đất. Thấy cảnh này, Tôi Hiểu hoàn toàn rõ ràng trước mắt là cái gì tình huống, Spin khiến cái này vi quy giả đi tìm cái chết, dùng cái này tiêu hao hắn Apollo sữa. Theo chiến thuật đi lên nói, nếu để cho vi quy đám người 20 người một tiểu đội, một cổ hướng Tô Hiểu nhau, rất nhanh liền có thể tiêu hao sạch Apollo sữa, nhưng vi quy đám người không phải người ngu, số lượng thấp hơn trình độ nhất định, bọn họ căn bản sẽ không tới chặn giết Tô Hiểu. Cũng chính là cái này nguyên nhân, Spin lựa chọn hợp lý nhất 64 người một đội, làm vi quy đám người sẽ không sinh ra hoài nghi, cũng tận khả năng tiêu hao Tô Hiểu nắm giữ Apollo sữa. Vì thế, Spin không tiếc làm tâm phúc giúp Tô Hiểu diệt khẩu. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu mấy bước vọt tới Jasmine người phía trước, màu xanh đen hơi khói leo lên tại cảm long thiểm bên trên, đây cũng không phải là làm mai nhận năng lực, mà là mở ra bộ phận thôn phệ chi hạch về sau, sinh ra năng lượng hơi khói. Phốc phốc. Trường đao xuyên qua Jasmine giữa lưng, cũng đâm vào mặt đất, Jasmine ngành kháng Apollo về sau, lại bị đánh Tô Hiểu một đau, xuyên thẳng, trái tim. Nhanh chết. Tô Hiểu thấp giọng mở miệng, nghe được hắn những lời này, trong lòng đã là tuyệt vọng Jasmine lập tức rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nếu như không phải tình huống bây giờ đặc thù, nàng tuyệt đối sẽ mang theo tiếng khóc nức nở nói một câu. Đại ca, ngươi nguyên lai còn nhớ rõ ta là người một nhà, ngươi dùng khủng bố như vậy đồ vật tạc chính mình nữ dụng vú em, lương tâm không đau sao. Ngươi cái này. Hỗn đảng. Kim hồng sắc năng lượng leo lên tại Jasmine tại cánh tay phải bên trên, một tiếng ầm vang, gần đây mặt đất nổ tung, Tô Hiểu bị chấn đến nhảy lùi lại. Jasmine từ dưới đất chậm rãi đứng lên, che lại lồng ngực nơi vết thương, màu xanh đen hơi khói theo vết thương bên trong tuôn ra. Đến đây, mới thôi, sao? Jasmine lão đảo lui ra phía sau mấy bước, ngửa đầu liếc nhìn không trung bên trong trăng tròn, một bộ mặt lộ nữ chiến thần bộ dáng, cuối cùng nàng ngã trên mặt đất. Một màn này, đương nhiên là cấp nơi xa tay súng bắn tỉa kia xem. Tô hiểu ý nghĩ là, thứ Jasmine, trái tim, một đau, đối với phương lão thực chết tại vậy thì xong việc. Nhưng ai có thể tưởng đến, Jasmine thực yêu thích cho chính mình thêm hí, trước khi chết còn muốn dậy vào một chút. Trừ Jasmine bên ngoài, lần này chẳng giết tô hiểu 64 danh vi quy giả, toàn bộ chết mất, bọn họ không chỉ có là thua với Apollo uy lực kinh khủng, càng nguy hiểm, nhưng thật ra là spin tại bọn họ lưng phía sau kia mấy đau. Ba đao sáu động chân huynh đệ, nói chính là spin. Nhắc nhở. Vòng thứ hai tích lũy ban thưởng đã đạt tới cực hạn ngươi thu hoạch được kim cương vinh dự huân chương 12. Vòng thứ ba ban thưởng tích lũy đã mở ra, lần này ban thưởng tích lũy đem tăng lên 25%, cho đến tích lũy đến có thể đạt được 15 mai kim cương vinh dự huân chương, đem cưỡng chế kết toán ban thưởng. Vòng thứ ba tích lũy ban thưởng đã đạt tới cực hạn. Ngươi thu hoạch được kim cương vinh dự huân chương 15. để tứ luân ban thưởng tích lũy đã mở ra, lần này ban thưởng tích lũy đem tăng lên 30%, cho đến tích lũy đến có thể đạt được 19 mai kim cương vinh dự huân chương, đây là tích lũy ban thưởng hạng mức lớn nhất. Bản chương xong. Chương 47 Gặp mặt Nguồn Mê truyện audio com Tô Hiểu liếc nhìn luân hồi nhạc viên nhắc nhở, ánh mắt liền chuyển hướng nơi xa, hắn không tin nơi này nổ tung xuất hiện sau, những cái đó vi quy giả vẫn như cũ sẽ chặn giết hắn. Tiếp tục hướng Aisela phía nam tiến lên, cho đến Tô Hiểu đến nhất phía nam, đều không gặp lại vi quy đám người chặn giết. Vi quy đám người đương nhiên không ngốc, hoặc là nói, bọn họ có thể sống đến hiện tại, phán đoán lực cùng lâm tràng năng lực ứng biến cũng sẽ không kém. Vì quy đám người đã trốn ánh sáng, bọn họ sẽ bị spin tính kế một lần, bước vào vực sâu vạn trường, nhưng nãy bất ngờ vì bọn họ sẽ bị vẫn luôn sử dụng. Spin cũng là bị ép bất đắc dĩ, mới sử dụng vi quy đám người, nếu như không có kia 64 danh vi quy giả chặn giết, giờ này khắc này, hắn đã bị Apollo nổ chết. Mát mẻ gió đêm thổi qua, tay cầm một cái thủy tinh trụ tô hiểu, lúc này chính đứng tại một cây cầu đá bên trên, mà tại mấy trăm mét bên ngoài, một tòa cao mười mấy mét kiến trúc đứng vững tại kia. Spin đứng tại thạch lâu đỉnh, hắn thân xuyên kia thân màu trắng âu phục, ở dưới ánh trăng phá lệ dễ thấy. Cuculin, ngươi tùy tùng chó. Thật khó dây dưa. Spin mặt mỉm cười nhìn phía xa tô hiểu, mà tại spin tả hữu, phân biệt đứng ba người, nhất danh bánh bao mặt tiểu nữ hài, nhất danh cổng dài hơn 3 mét thư kích pháo, thân xuyên màu đen quần áo tác chiến nam nhân, cùng với nhất danh váy xoa khai đến phần eo, cùng lại tóc mai nữ nhân bốn người này, rõ ràng là lấy spin cầm đầu, mà còn lại ba người, mới là spin tâm phúc, kia danh thân xuyên màu đen quần áo tác chiến, tóc tự nhiên cuốn tay bắn tỉa, bắn một phát đánh tô hiểu 34% sinh mệnh giá trị kia vị. Tô hiểu không trực tiếp hướng spin phao Apollo, đối phương tại bực này hắn, nhất định là có ứng đối Apollo sự thủ đoạn, húng hồ trước mắt khoảng cách hơi xa, tay súng bắn tỉa kia, rất có thể tại Apollo phi hành đường bên trên, liền đem Apollo đánh bể. Spin, nhân gia căn bản không để ý tới ngươi, hơn nữa, ngươi nhất định phải như vậy làm khi danh cuồng lại tóc mai nữ nhân mở miệng lúc này ở nàng tại cánh tay phải bên trên có thể nhìn thấy từng vòng từng vòng màu trắng đường vân nhanh spin nhíu mày hắn tên này tâm phúc gọi nguyệt phu nhân dưới ánh trăng trắng nằm đuôi khuyết điểm duy nhất chính là tính chậm chạp gấp cái gì ta tại sự bố trí này như vậy lâu hắn căn bản tạc không đến ngươi nguyệt phu nhân kia cánh tay nâng lên đại lượng huyết văn leo lên tại cánh tay này bên trên may mắn có những cái đó kẻ chết hay tranh thủ thời gian may mắn a à. Nguyệt phu nhân hai đầu cánh tay chắp tay trước ngực, một cánh tay bên trên tràn đầy vân trắng, kia cánh tay bên trên tràn đầy huyết văn, này máu văn là dùng tô hiểu máu tươi sở phát họa ra, tô hiểu cùng vi quy đám người đánh mấy trận, khó tránh khỏi bị xuyên thu tập được máu tươi. Xuyên hại chết hơn 60 danh vi quy giả, chính là tại giúp Nguyệt phu nhân tranh thủ thời gian, hắn nguyên bản không muốn động dùng một cái khác tấm ác chủ bài, mà là muốn bằng vào vi quy đám người giải quyết tô hiểu, đáng tiếc, vi quy đám người không đủ đoàn kết. Huống hồ, xuyên đích thật là bị tô hiểu tạc mộng ba song trưởng tấn công dòng vang truyền ra, trong lúc đó, Tô Hiểu cảm giác được một cổ sức lôi kéo xuất hiện, không phải không gian tính chất lôi kéo, lúc này hắn cảm giác, tự như có một khối nam châm đang hấp thụ hắn. Cổ lực hút này càng ngày càng mạnh, mạnh đến Tô Hiểu không khí chung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo, hướng một cái phương hướng dũng mãnh lao tới. Âm. Súng vang lên truyền đến, Tô Hiểu theo hấp lực nghiêng người tránh né, cổ lực hút này làm hắn tốc độ nhanh không chỉ gấp hai. Sư một tiếng, đạn tại Tô Hiểu bên người bay qua, phía sau sông nhỏ nổ tung, nước sông thụ động oanh đến văng khắp nơi mà thôi, vì chống cự kia cổ hấp lực, Tô Hiểu dưới chân đại phiến đá vùng vẫy ra, cầu đá đều sắp bị hắn đạp gãy. Bố bố, a mổ, ba ha. Tô Hiểu vừa dứt lời, ba Hà liền xuất hiện tại bả vai bên trên, dung nhập hoàn cảnh bên trong bố bố ung ông Tô Hiểu chân, a mổ bước nhanh chạy tới, làm sao, nó tốc độ không đủ nhanh, tư riêng. Cú tiên Thread cuốn lấy a mổ bắp chân. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía spin lúc này kia cổ tới tự thân bên cạnh hấp lực đã mạnh đến không cách nào chống cự trình độ. Sáng mai thấy, Cuculin, ta như cũ tại bực này ngươi, hy vọng Bạch Sơn Dương nhân loại hình thái, không phải ngươi vừa ý loại hình, dù sao từng là minh hữu, này cơ bản nhất lương tri ta vẫn là có. Spin chỉnh lý cổ áo, hắn vừa dứt lời, tô hiểu dưới chân mặt cầu nổ tung, hắn bị kia cổ hấp lực kéo đi. Chỉ ít kéo 6 giây, cường độ đạt tới 8.500 trở lên, Spin, ngươi nói cho ta đây là mới vừa tấn thăng lục giai. Nguyệt phu nhân miệng lớn thở hơi thở, khi trắng bệt trên mặt tràn đầy tỉ mỉ mồ hôi. Trong bóng đêm, Tô Hiểu tại Aisela thành trung cao tốc tầng trời thấp phi hành, hắn tại do dự nên sử dụng hay không một loại nào đó trân quý vật phẩm, hủy bỏ hiện tại trạng thái. Suy tư chỉ chốc lát, Tô Hiểu quyết định trước quan sát, làm tình huống nguy cấp lúc tái sử dụng vật kia. Tô Hiểu cao tốc tầng trời thấp phi hành bên trong, Ba Hà bắt hắn lại đầu vai, bố bố ung ôm hắn chân, về phần A Mổ. A Mổ đang bị rim, Cú tiên trói chặt bắp chân, kề sát đất cao tốc kéo hành, đầu thỉnh thoảng sẽ đụng vào kiến trúc bên trên, dị thường khổ tất. Tô Hiểu kéo một cái rim, cu tin đem A Mổ kéo lên, cũng bắt lấy A Mổ sừng trâu, A Mổ nguyên bản liền không thông minh, lại đụng vài phút, sợ là muốn bị đụng ngốc. Tình cảnh trước mắt nhanh chóng rút lui, tối đa cũng liền 10 giây tả hữu, Tô Hiểu liền bay ra A La thành, nhưng cổ lực hút này càng ngày càng mạnh, dẫn đến hắn tốc độ dần dần tăng tốc. Sư Tô Hiểu theo trên cánh đồng hoang lướt qua, trọn vẹn phi hành gần 5 phút đồng hồ, hắn mới một tiếng ầm vang đụng vào một đỉnh núi trên, đánh vỡ tầng tầng ngọn núi, đến ngọn núi phía dưới chí ít trăm mét sau vị trí. Oanh! Tô Hiểu đập xuống tại một chỗ thạch đài bên trên, đá vụn vẫy ra, A à Mổ trực tiếp cũng đi ra ngoài, bố bố ung xoắn ốc thăng thiên lên tới. Tô Hiểu vị trí là một chỗ cự đại động quật, vách tường bên trên leo lên phát sáng thực vật. Ngươi là? Có chút không dám tin, lại trầm thấp giọng nữ truyền đến. Tô Hiểu theo hố đá bên trong đứng lên, hắn coi như ngã xuống, tay bên trong cũng vẫn như cũ dơ kia sáu viên Apollo sữa. Theo Thanh Nguyên nhìn lại, Tô Hiểu nhìn thấy nhất danh quần áo hoa lệ, thấy không rõ dung mạo nữ nhân. Xoẹt một tiếng, quần áo phá toái, màu tím đen khối thịt theo này nữ nhân toàn thân các nơi vặn vẹo sinh trưởng ra, khoảnh khắc thời gian, này nữ nhân liền biến thành một cái độ cao 10 mét, ngang đường kính tại rộng 30 mét quái vật, không có cố định hình thái. Đại phiến màu tím đen xúc tu phun trào, mỗi cái xúc tu đều chí ít có dài mười mấy mét, phỏng đoán cẩn thận tổng cộng có mấy trăm cây trở lên. Rống. Phẫn nộ, lại mang theo một tia hoảng sợ tiếng gầm gừ truyền đến. Spin, cái này ngươi cũng nguyện ý bán, xem ra, ngươi phát hiện Loren tồn tại, cũng biết ta sớm muộn cũng sẽ tìm được này. Tô Hiểu từ dưới đất đứng lên thân, hắn phía trước quái vật, chính là Bạch Sơn Dương, không, kinh Tô Hiểu điều tra, đối phương tên là Hắc Sơn Dương, Sabu, Bạch Sơn Dương là đối phương một loại năng lực, hoặc là nói, là một loại phân liệt thể. Hắc Sơn Dương, Sabu rõ ràng mộng, chính là diệt pháp giả làm sao lại đột nhiên xuất hiện. Sabu tự xuất hiện đến nay, chưa từng e ngại qua cái gì, nhưng ở thật lâu trước đó, nàng bắt đầu e ngại diệt pháp giả, những cái kia nhân loại làm nàng biết, theo khái niệm tồn tại, biến thành cổ thần về sau, liền thành thật một chút, đừng bốn phía loạn dạo. Về phần tô hiểu tại sao lại xuất hiện ở đây, đáp án là, spin vì sống, thông qua bộ hạ năng lực, đem tô hiểu kéo tới này, đem tay bên trong cầm sáu viên Apollo sữa, trạng thái lương hảo tô hiểu, kéo tới hắc sơn dương, sabu trước mặt, này đồng đội bán, có thể xưng dọc nước không lọc. Spin đem Hắc Sơn Dương Sabu bán, chỉ vì đem Tô Hiểu làm ra Aisela. Tô Hiểu lấy ra Apollo sữa, cộng thêm đại lượng vi quy giả bỏ mình về sau, làm spin quyết định, lật ra tay bên trong cuối cùng một lá bài tẩy, nhưng lật ra lá bài tẩy kia phía trước, hắn yêu cầu đem Tô Hiểu làm ra Aisela. Tô Hiểu đóng lại hắc sơn dương Sabu tư liệu, hắn chỉ là sơ bộ quét mắt đối phương năng lực, bởi vì căn bản không có cẩn thận nghiên cứu tất yếu. Rắc một cái thủy tinh trụ bị Tô Hiểu bóp nát, lấy hắc sơn dương Sabu kia cử đại hình thể, Tô Hiểu coi như nhắm mắt lại ném, đều có thể tạc đến đối phương. Trước mắt vấn đề là, Hắc Sơn Dương Sabu có thể gánh vác mấy khỏa Apollo. Bản chương xong. Chương 48 Mặt trời đã là chính nghĩa. Nguồn Mê truyện audio com Hắc Sơn Dương Sabu hình thể cực kỳ khổng lồ, toàn thân màu tím đen, mấy trăm cây xúc tu dũng động, khủng bố bên trong để lộ ra uy nghiêm cảm giác, này dù sao cũng là cổ thần, hơn nữa từng là cao cấp hơn vị tồn tại cử hình động cuộc bên trong sabu cũng không ỷ vào hình thể ưu thế hướng tô hiểu đánh tới lúc này ba ha trảo bên trong mang theo năm khỏa apollo sữa tô hiểu tay bên trong còn cầm một viên tản ra nguy cơ cảm có bao nhiêu cường có thể nghĩ động cuộc bên trong tỉnh mịch một mảnh sabu không dám hành động thiếu suy nghĩ tô hiểu cũng không nghĩ mạo mùi ra tay không khí tự hồ cũng muốn ngưng kết màu tím đen khí tức lan tràn cuối cùng đụng vào một cổ huyết khí bên trên hai cổ khí tức lẫn nhau ăn mòn chung quanh vách đá hiện ra đại phiến rạn nứt Lúc này Hắc Sơn Dương Sabu, vô luận là trốn, vẫn là nhào về phía Tô Hiểu, đều là rất tồi tệ lựa chọn, mà cùng Tô Hiểu giằng co, có lẽ còn có thể tìm được cơ hội. Tô Hiểu thô sơ giản lược tính ra động cuộc đường kính, ước 400 mét tả hữu, Sabu hình thể quá lớn, nàng sẽ không lựa chọn tại chật hẹp địa hình bên trong ẩn thân, kia là tự tìm phiền phức, khôi phục nguyên bản bộ dáng sau bị địa hình kẹp lại, coi như nàng có thể tùy tiện tránh thoát địa hình trói buộc, cũng khó tránh khỏi lộ ra sơ hở. Thừa dịp Tô Hiểu cùng Hắc Sơn Dương Sabu dằn co quay người, bố bố ung, a mổ đều đã thối lui đến tô hiểu phía sau kề sát vách đá khí tức đụng nhau hạ tô hiểu tay bên trong apollo càng phát ra không ổn định bởi vậy hắn làm ra phao đầu tư thế âm um. apollo phá vỡ tầng một khí lãng trực tiếp hướng hắc sơn dương sabu bay đi nguy cơ cảm đột nhiên tăng vọt sabu trên người xúc tu vặn vẹo kịch liệt hơn có chút càng là cúng quanh ở cùng nhau loại nguy cơ này trước mắt hắc sơn dương sabu đại phiến xúc tu phun trào trực tiếp hướng tô hiểu nhào tới đây là rất sáng suốt quyết định ném ra ngoài Apollo nháy mắt bên trong, Tô Hiểu thả người nhảy lùi lại, Ba cũng sử dụng không gian năng lực lui ra phía sau. Sư Apollo vạch ra một đạo rực đỏ tia sáng, bay thẳng đến Sabu người phía trước. Sabu xuất tu gian độc nhãn trừng lớn, đối diện đánh tới nguy cơ cảm mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng sẽ làm nạn lột da, làm sao, nàng hình thể quá to lớn, cường đại sinh tồn lực cùng sức khôi phục, không phải là không có đại giới, nếu như sử dụng Apollo ở sửa đối phó người điều khiển, không có cái gì công dụng, người điều khiển tốc độ cùng không gian năng lực, chú định hắn sẽ không bị Apollo gây thương tích, nhưng Sabu không được. Đông. Đường kính chừng 300 mét hỏa cầu khổng lồ chật hiện, nháy mắt bên trong đem Sabu bôi lên ở bên trong. Ngao. Thái dương diễm bên trong, Sabu toàn thân xuất tu run rẩy, thân thể không ngừng lăn lộn, bởi vì nạn kêu thảm, không khí bên trong khuấy động lên tầng tầng khí lãng. Kaka Keto hiểu cánh tay vương về phía trước, tinh thể tầng tại hắn người phía trước lan tràn, hình thành một mặt tường vách tường, sau một khắc, tinh thể tường bên trên liền leo lên tầng một hàng băng, trước sau đều chí ít có 5 mét hậu, đây là a mổ tiêu hao hết thảy băng năng lượng tạo thành, ngưng thực lại hàng khí bốn phía. Quanh một tiếng, xung kích đụng vào băng tinh tường bên trên, đây là Tô Hiểu cùng a mổ tổ hợp năng lực phòng ngự, lần đầu sử dụng, hiệu quả rất không tệ. Xung kích đánh tới, tường băng ngoại tầng xuất hiện đại phiến vết rách, lại bị thái dương diễm nhiệt độ cao thiêu đốt, bốc hơi xuất thủy hơi tác động đến phạm vi bên ngoài đều là như thế, có thể tưởng tượng ở vào nổ mạnh trung tâm điểm Sabu có nhiều thảm. Sabu tiếng kêu thảm thiết kéo dài không ngừng, nàng tại Thái Dương diễm bên trong lăn lộn, ý đồ dập tắt trên người ngọn lửa màu vàng, đáng tiếc, không có cái gì trứng dùng. Tô Hiểu không xác định Hắc Sơn Dương, Sabu có phải là hắn hay không đối phó qua mạnh nhất đại bốt, nhưng có thể xác định chính là, Sabu tuyệt đối là gọi thảm nhất, cũng lớn tiếng nhất cái kia. Uông, trốn tại Tô Hiểu chân về sau, vẹn vẹn lộ ra cẩu đầu bố bố Uông kêu một tiếng, ý kia là, chủ nhân, cổ thần nướng lên thơm quá a. À. Hắc Sơn Dương Sabu nhất đốn bay nhảy về sau, Thái Dương Diễm tình thế yếu xuống tới, này dù sao không phải hay, không am hiểu kéo dài thiêu đốt. Một tiếng ầm vang, Hắc Sơn Dương Sabu mới ngã xuống đất, toàn thân theo màu tím đen biến thành cháy đen, một ít bị đốt xuyên vị trí hỏa tinh chấp động. Thật ương ngạnh. Tô Hiểu nhảy đến tường băng phía trên, nhắm chuẩn, phủ thân, hơi cung khúc cánh tay phải sau nâng, trong suốt dung dịch theo hắn giữa ngón tay nhỏ xuống, hắn tay bên trong cầm Apollo phá lệ dễ thấy, thành trực màu đỏ. Âm. Lại một viên Apollo xông phá khí lãng, trực tiếp hướng hắc sơn dương Sabu bay đi. Chính co quắp trên mặt đất, toàn thân lượng lờ khói đen Sabu đột nhiên vọt lên, quay người tự như phía sau chạy tới, trận chiến đấu này căn bản không đánh được, không, đây không phải chiến đấu, mà là địch nhân đối nạn đơn phương chà đạp. Chạy còn rất nhanh. Baha đột nhiên xuất hiện, nó móng vuốt ở giữa không trung kéo một cái Apollo, tiến hành hai lần sửa đổi phương vị. Này khóa Apollo, tôi hiểu ném ra ngoài lúc căn bản không kích hoạt, liền chờ Hắc Sơn Dương, Sabu hướng về phía sau trống lúc, làm Ba Hà tiến hành hai lần phao đầu. Oanh! Hắc Sơn Dương, Sabu đụng vào trên núi, đại phiến đá vụn vẫy ra, sau một khắc, Apollo liền bay đến phía sau nàng, Ba Hà nháy mắt bên trong biến mất, một lần không gian xuyên toa kéo cự ly xa, hai lần không gian xuyên toa đến tô hiểu phía sau, hiển nhiên, nó đối không gian năng lực nắm giữ còn không thuần thục. Viên thứ hai Apollo bị ném đến Sabu phía sau lúc, nạn đã bắt đầu tuyệt vọng, hết thảy liền bốn tên địch nhân, hai cái có không gian năng lực, một cái là băng hệ, còn có một cái suất quỷ nhập thần, một hồi có thể cảm giác được, một hồi hoàn toàn biến mất. Đông. tiếng nổ, đánh gãy sabu đối với chiến đấu suy nghĩ. cháy đỏ rực ngọn lửa hiện lên, apollo nổ tung nháy mắt bên trong nhiệt độ tối cao, lực sát thương cũng kinh khủng nhất, làm thái dương diễm nhan sắc theo màu trắng chuyển biến làm màu vàng lúc chính là kế tiếp thiêu đốt tổn thương. Ngao. hắc sơn dương sabu lần này kêu thảm rõ ràng không như vậy vang dội, dù sao đã chịu một viên apollo, tình này có thể nguyên hắc sơn dương sabu tại thái dương diễm bên trong gào thét nhưng sau một khắc, nàng liền hướng Tô Hiểu vọt tới, thực đột nhiên. Đông. Viên thứ ba Apollo nổ tung, dáng mặt tạc, lần này Sabu không rú thẳm nàng đã không có gì khí lực. Ngọn lửa màu vàng cháy hừng hực, mặt đất bên trên xuất hiện ba đạo tương liên hố tròn, cái đấy là thiêu đốt đỏ nham tương. Hắc Sơn Dương Esabute tê liệt ngã xuống tại nham tương bên trong, tùy ý Thái Dương diễm đốt cháy nàng thân thể, nàng liền chết như vậy không nhúc nhích. Người khoan hãy nói, giả chết trang rất giống. Ba ha đứng tại tường băng bên trên, đối với chính mình kích động đơn bên cạnh cánh, động cuộc bên trong thực sự quá nóng, người bình thường chỉ cần đi vào nơi này, sẽ tại mấy giây bên trong tử vong. Tô Hiểu trút bỏ trên người màu đen dài áo da, hắn đều cảm giác được oi bức, huống chi là một thân lông vũ ba ha, về phần bố bố ung, con hàng này đã đem đầu lưỡi tà vương ra, biểu tình dần dần sung sướng, phạm nhị chỉ số thông minh lâm thời chiếm lĩnh cao điểm. Liếc nhìn ngay tại giả chết hắc sơn dương Sabu, Tô Hiểu bắp nát cây thứ thư thủy tinh trụ, bởi vì cái gọi là ngoan cố chống cự, hắn tình nguyện thật lãng phí mấy khỏa Apollo, cũng không muốn dựa vào gần hát sơn dương sabu một khi đối phương lúc này phản công nhất định là đồng quy vu tận chiêu thức Tô hiểu vừa mới chuẩn bị ném ra ngoài viên thứ tư apollo sabu đã thành thang 60% trở lên thân thể bên trong một đầu trắng nõn cánh tay dò ra kho cuculin là ta vân vân quen thuộc thanh âm truyền đến mà cái kia đạo theo hát sơn dương sabu thể nội chui ra thân ảnh thình lình chính là hạ Tô hiểu không có cái gì do dự trực tiếp ném ra ngoài tay bên trong apollo hắn trước cùng hạ thông tin lúc sử dụng thực mịt mờ phương thức truyền đạt một đầu tin tức lần sau gặp mặt muốn trước nói ra một chuỗi đặc biệt số lượng bản chương xong